sấm sét hoa phá trường không, ánh sáng bạc bỗng nhiên thoáng hiện, bên ngoài sấm sét còn có thể mặc thấu đi vào, bất quá đến nơi này trong tháp lúc đó, chính là biến thành thuần túy sấm sét lực lượng, có thể cung cấp người hấp thu. Lôi đài bên trong, có vô số lôi hồ lan tràn, giống như là hoa sen cánh hoa vậy kéo dài triển khai, lộ vẻ được phá lệ lộng lẫy. Mỗi một đạo sấm sét rơi xuống, cũng sẽ phát ra chấn thiên vậy tiếng vang, bất quá ở chỗ này người tu luyện đã thành thói quen, bọn họ bắt chặt thời gian thu lấy mỗi một phân lôi lực, tăng cường tự thân thực lực. Làm nơi này sau khi tu luyện xong, bọn họ liền sẽ đi tầng thứ hai, kéo dài đột phá. Dĩ nhiên, cái loại này đột phá phương thức giới hạn tại những đệ tử bình thường kia, thực lực hơi mạnh người chính là cướp lui về phía sau, đi tầng thứ hai, tầng thứ nhất liền xem cũng không nhìn một cái. Toàn bộ cửu lôi thần tháp tổng cộng chia là tầng 9, tầng thứ nhất chỉ là cung cấp những cái kia mới nhập môn học viên mới, hay hoặc là lâu dài tới nay không được đột phá đệ tử cũ tu luyện. Càng đi sau đi, cần sấm sét lực lượng cũng chỉ càng phát ra mạnh mẽ. Cái này tầng thứ nhất lôi lực không cách nào thỏa mãn Diệp Thần, hắn lực động thân hình, tiếp tục đi chỗ sâu đi. Có chút đệ tử kinh ngạc nhìn Diệp Thần một mắt, bởi vì Diệp Thần bề ngoài thực lực 10 phần nhỏ yếu, có thể phân là cấp thấp nhất vậy một đương. Cái loại này thực lực, cần phải ở tầng thứ nhất an tâm tu luyện mới là. Bất quá Diệp Thần liền ở dưới con mắt mọi người, dễ như trở bàn tay tiến vào tầng thứ hai, ngược lại là làm bốn phía một ít đệ tử, tâm lý sinh ra chập chờn. Có mấy người cắn răng, chợt đứng dậy, đánh vào vậy tầng thứ hai bình phong che chở, nhưng sự thật cũng rất vô tình, bọn họ bị bắn trở về. Diệp Thần cũng không phát hiện một màn này, hắn tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi mấy hơi thở tới giữa, liền tới tầng thứ hai, mà chung quanh có thực lực càng cường đại hơn đệ tử, cùng theo cùng nhau đột phá bình phong che chở. Còn có mấy người cùng Diệp Thần chào hỏi, đầy nhiệt tình, Diệp Thần cũng không biết bọn họ tên họ, chỉ biết hiểu những người này cần phải là một nhóm kia mới trong đệ tử thành viên. Hắn không biết chính là, hắn ở nơi này phê mới trong đệ tử tiếng đồn cực tốt. Trừ Thiên Lôi Tử cùng số ít người đố kỵ Diệp Thần thiên phú ra, những người khác trong lòng cũng chỉ có cảm kích. Dẫu sao lúc đó là Diệp Thần ra tay, tài cứu bọn họ tại nước lửa trong đó, phần ân tình này, không thể bảo là chừng mực. Diệp Thần chính là cười gật đầu, từng cái đáp lại. Người như kính ta, ta tất kính, người như phạm ta, ta tất giết liền. Đây cũng là Diệp Thần xử thế quy luật, cũng là luân hồi chi chủ thiên đạo thủ ước. Luân hồi chi chủ đương nhiên là có sức lực nói ra lời này. Diệp Thần đi tới tầng thứ hai, nơi này sấm sét càng lộ vẻ được cuồng bạo, hơn nữa ẩn chứa lôi lực vậy cường đại hơn. Bất quá như cũng không cách nào thỏa mãn hắn. Hắn bên ngoài thực lực nhìn qua nhỏ, nhưng thực tế đã đủ vượt qua hai cái đại cảnh giới, có thể đối kháng mạnh mẽ mấy chục lần kẻ địch. Hắn trực tiếp xuyên qua bình phong che chở, đi tới tầng thứ ba. Mà lần này không chỉ là những đệ tử kia, liền một ít thực lực cường đại tông môn lão luyện, cũng khá là kinh ngạc. Bọn họ đều là sông đã lâu quan, tài có thể thuận lợi tiến vào tầng thứ ba. Tên này tới một cái, liền xem thế như trẻ tre, đi thẳng tới tầng thứ ba. Người so người, không được tức chết người. Diệp Thần ở nơi này tầng thứ ba bên trong cảm ứng một phen, hơi làm suy tính sau đó, liền ở một nơi bên cạnh lôi đài ngồi xuống. Hắn cũng có thể cảm giác được, lúc này đã được một số người chú ý, trên thực tế hắn hoàn toàn có năng lực tiến vào tầng thứ tư, nhưng hắn lúc này, chẳng muốn quá mức dụ cho người nhìn chăm chú. Cho nên dứt khoát ở tầng thứ ba ngừng lại. Diệp Thần ngừng công kích sau đó. Vây quanh ở trên người hắn ánh mắt dần dần tản đi, chuyển hướng hắn chỗ. Chỉ chốc lát sau, trong đám người sinh ra một hồi hỗn loạn. Diệp Thần đang dẫn động lôi đình lực, tẩy tinh phạt tủy, nghe nói động tĩnh, vậy nhân tiện mở hai mắt ra. Nghe được nghị luận, lúc này mới biết nguyên lai là có một tên cao cấp thiên kiêu bước chân vào tầng thứ 6. Mà tên kia cao cấp thiên kiêu lần trước tiến vào tháp này chiến tích chính là dừng lại ở tầng 6, lần này. Vẫn chưa tới một ngày thời gian, cũng đã truy đuổi bằng nhau lúc đầu chiến tích, chắc hẳn lúc này có thể dũng leo cao đỉnh. Diệp Thần không suy nghĩ thêm nữa những thứ này, hắn tiếp tục hấp thu cái này tầng thứ ba thiên lôi. Không thể không nói, cửu lôi thần tháp bên trong thiết lập, vô cùng là xảo diệu, ngồi xuống lôi đài vào tay rất có cảm nhận, cũng không phải là nham thạch đúc, mà là do một loại đặc thù nào đó kim loại chế thành. Này loại kim loại, có thể giảm nhỏ sấm sét tổn thương. Tạo thành một tầng mong mỏng kết giới, lọc hết những cái kia lôi cặn bã.
Diệp Thần du lịch chư thiên vạn giới, cũng không từng thấy qua này cùng bảo bối, muốn đến cái này lôi tháp đúc người vẫn là có mấy phần bản lãnh. Chư thiên vạn giới, biết bao bát ngát, huyền thiên trăm khí phổ, vậy chỉ là thu lục bộ phận bảo vật mà thôi, còn có một chút lưu lạc hậu thế thỉnh thoảng người là hư không các nơi thần khí bảo vật cũng không có nhét vào trong đó. Nhưng uy lực tuyệt không kém gì khí phổ bên trong thu lục danh sách. Diệp Thần nghĩ đến đây, tâm niệm vừa động, đem mình trong cơ thể lôi đình lực ngược lại dưới vào vậy lôi đài trong đó. Nhàn nhạt ánh sáng xanh lam nổi lên, xua tan lôi đài ám trầm màu sắc, phảng phất là bị kích hoạt như vậy, tản mát ra như có như không lôi đình lực. Một khắc sau, Diệp Thần chỉ thấy được hư không mây đen cuồn cuộn không ngừng, trầm thấp tiếng sấm âm, gầm thét không ngừng, giống như cự thú viễn cổ, chấn triệt nổ âm. Bành! Mây đen bên trong, sấm sét lăn lộn, ngay sau đó một đạo cường tráng thiên lôi, biến dạng không gian, ầm ầm tới, chính là nhắm ngay trên lôi đài Diệp Thần. Cùng chung quanh những cái kia thật nhỏ như rắn sấm sét so với, đạo này sấm sét nhất định chính là bàng nhiên cự vật. Đám người rối rít kinh ngạc không thôi. Bọn họ còn không có gặp phải lôi đình này trực tiếp đòn nghiêm trọng, ra liền cảm thấy từng cơn đau nhói, vội vàng vận lên lôi pháp ngăn cản. Thiên lôi đối với bọn họ mà nói, chính là một tràng đại kiếp. Bất quá Diệp Thần nhưng lộ vẻ được tương đối lạnh nhạt. Vậy đạo lôi đình đánh vào hắn trên mình lúc đó, thân thể đột nhiên run lên, đau nhói ở bề ngoài di động, mà lôi quang chói mắt bao trùm bề mặt, sôi trào nhảy, muốn đi vào Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần lập tức vận chuyển sấm sét vạn pháp, ở trong cơ thể hắn, phảng phất có một đạo thiên lôi hình thành đĩa quay, dâng trào xoay tròn, hết sức qua lại, cùng trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch hòa làm một thể. Đạo này lực lượng phù tại mặt ngoài thân thể, làm vậy đạo thiên lôi đánh tới, ám trầm màu máu sấm sét, chặn lại hắn từng cơn tấn công, hơn nữa sinh ra nhỏ xíu dòng điện tiếng, chính là hai người đối kháng kịch liệt kết quả. Sấm sét vạn pháp quả nhiên là dùng thích hợp. Không hổ là hỗn độn lôi đế truyền xuống căn nguyên lôi pháp. Diệp Thần không nhịn được than thở một tiếng, ngay sau đó đem vậy đạo thiên lôi toàn bộ kéo vào bên trong cơ thể, cùng tự thân lôi lực nhập làm một thể. Mà hắn phát hiện nấp trong huyết mạch bên trong vậy đạo hỗn độn thần lôi, so với trước tới, tựa hồ đổi được hơn nữa ngưng tụ chút. Diệp Thần dò xét sau này, liền lần nữa dẫn động sấm sét, sinh ra khổng lồ dị tượng. Tầng thứ ba tiếng vang truyền khắp khắp nơi. Đưa tới rất nhiều lôi tu rối rít liếc mắt. Từng đạo màu bạc trắng thiên lôi, ầm ầm rơi xuống, nện ở Diệp Thần bề ngoài lúc đó, nhưng vô luận như thế nào vậy nhô lên không đi vào. Ngược lại thì Diệp Thần trong cơ thể sinh ra một hồi hấp lực kỳ dị, đem lôi lực lôi kéo đi vào, hóa là hơi nóng cuồn cuộn, ở trong người phân hóa mở, nhanh chóng chút xuống. Cuồng dã nóng nảy lôi lực, giống như sóng biển như vậy, dọc theo kinh mạch ở trong người đi lại. Liền Diệp Thần cũng thiếu chút nữa không khống chế được. Oanh! Chỉ bất quá đây là vậy đạo hỗn độn thần lôi triển khai chiếm đoạt, trên đó phát ra ám kim quang mang, cùng những cái kia lôi lực ngược dòng mà đi, giống như là một cái giận mãng, cực nhanh đánh vào. Cáu kỉnh lôi lực ở hắn bị đụng, đổi được tấc tấc vỡ vụn. Bầu trời bị đoan, mây đen lăn lộn, đếm đạo thiên lôi tiếp liền rơi xuống, bất quá đều là bị hỗn độn thần lôi hóa giải. Mà hỗn độn thần lôi năng lượng cũng là đổi được càng phát ra bền chắc. Diệp Thần yên ổn ngồi xếp bằng, mặc cho thiên lôi ở trên người mình đập, hắn tử như núi bất động. Tầng thứ ba xó xỉnh, sấm sét cuồng trào, ngân xà bay lượn, cái này cùng cuồng bạo tình cảnh, để cho bên trong những thứ khác lôi tu đệ tử, rối rít kinh ngạc không thôi. Không ít người ném tới ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ có thể tiến vào nơi này, nhất định cũng là có nhất định thực lực. Nhưng cho dù là tiến vào tháp này hai ba lần người, cũng không dám lớn lối như vậy. Đây rõ ràng là khiêu khích trắng trợn, cửu lôi thần tháp có thể nhịn được mới là lạ. Diệp Thần không có để ý ánh mắt của người khác, tâm thần chìm vào trong đó, tiếp tục dẫn động thiên lôi, ầm ầm rơi xuống, mà trong cơ thể hắn sấm sét vạn pháp, chính là thúc giục hỗn độn thần lôi tiến hành hấp thu. Này cùng phối hợp, hiệu suất cực cao, thật là để cho những người khác mắt choáng váng. Người không biết, còn lấy là Diệp Thần là cái bị ngược cuồng. Chỉ có một ít thực lực cũng không tệ người, nhìn ra chút rất nhiều đầu mối, nhưng là cũng không nhìn ra quá nhiều con đường tới. Dẫu sao bọn họ thực lực có hạn. Thời gian hai ngày thoáng qua tức qua, Diệp Thần ở địa phương đó, trở thành tầng thứ ba cảnh tượng kỳ dị. Không thiếu từ một, ở trên tầng hai tới những đệ tử kia,
đi qua nơi này lúc đó, đều phải ném tới ánh mắt kinh ngạc. Hai ngày trôi qua, Diệp Thần chậm rãi mở ra hai tròng mắt, đôi mắt như điện. Cái này tầng thứ ba thiên lôi, đối hắn mà nói, ngâm thân thể hiệu quả đã cực kỳ nhỏ, không thích hợp nữa lưu lại. Tiếp theo hắn liền muốn đi tầng thứ tư. Làm Diệp Thần lần nữa cướp ra lúc đó, trên mình sấm sét như ẩn như hiện, trộn thần bí điểm sáng, không ngừng lưu chuyển, lôi pháp hồn nhiên sẵn có, so với trước tới hùng hồn không thiếu. Người khác lấy là Diệp Thần là muốn đổi cái địa phương lại lần nữa tu luyện, 10 ngày sau, có thể đánh vào tầng thứ tư. Đối với đệ tử mới mà nói, lần đầu bước lên tháp là có thể bước lên tầng thứ tư, cũng là hạng nhất 10 phần bạt tiêm thành tích. Bất quá ngay sau đó, bọn họ liền ngây ngẩn, bởi vì Diệp Thần chỗ đi phương hướng, là cái này tầng thứ ba lôi tháp chỗ sâu, nơi đó có đi tầng thứ tư lối vào. Không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, Diệp Thần vượt qua rộng rãi tầng thứ ba lôi tháp xuất hiện ở chỗ sâu nhất hư không nơi đó, có một cái sấm sét lối đi, thẳng tắp lan tràn. Diệp Thần không có phân nửa do dự, trực tiếp xuyên thấu ra, tiến vào cái lối đi kia. Chung quanh có vài người, hoặc ngồi xếp bằng nơi này chỗ tu luyện, hoặc đang thử nghiệm đánh vào. Khi bọn hắn thấy Diệp Thần hành động này lúc đó, rối rít sửng sốt một chút. Những người này chợt rỗ cười lên. Có tư cách đánh vào tầng thứ tư, không một không phải Thái Lôi Thần Tông đệ tử ưu tú. Nói khó nghe một chút, chỉ có nội môn đệ tử nòng cốt, mới có tư cách bước vào nơi này. Những thứ khác đệ tử bình thường cùng với người mới, liền ngoan ngoãn ở lại hạ ba tầng đi. Từ đâu tới kẻ lỗ mãng, lại dám cưỡng ép vượt qua ải, chẳng lẽ hắn không biết, cửu lôi thần tháp cắn trả giống vậy 10 phần nghiêm trọng không? Những người này từng cái hai tay vòng ngực, mặt lộ cười nhạt, sẽ chờ xem Diệp Thần cười nhạo. Đối với bọn họ lời nói cùng với ánh mắt, Diệp Thần có thể không có để ý. Hắn ở tiếp xúc tới cái này đạo quang mạc lúc đó, trong mắt đột nhiên có hàn quang lóe lên, chợt, nhàn nhạt lôi quang ở quyền của hắn trên mặt nổi lên, đi đôi với cương phong, hóa thành đầy trời quyền ảnh, hung hãn nện ở cái lối đi kia trước lôi mạc bên trên. Vù vù, lôi quang rung động, từ quyền diện dạo rực ra, đổi được càng phát ra kịch liệt. Đầy trời sấm sét giống như cuồng rắn, không ngừng giãy giụa lôi thân thể, bộc phát ra nặng nề nổ vang. Chợt, Diệp Thần trước mặt lối đi trở ngại, lại là bị hắn một quyền đánh ra mịn kẽ hở. Rào 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 rào. Một hồi lôi gió thổi qua, nhẹ không động, nhưng để cho tầng này màn sáng hoàn toàn vỡ vụn, giống như là kim loại mặt kiếng như vậy sụp đổ. Kẽ hở lúc xuất hiện, Diệp Thần thân hình chớp mắt, liền tiến vào lối đi, thuận lợi đi tầng thứ tư. Ở thân hình hắn biến mất một khắc sau, lôi mạc lại lần nữa ngưng tụ, đổi cho hết tốt như lúc ban đầu, chờ đợi cái kế tiếp nhập tháp người khiêu chiến. Những cái kia người xem náo nhiệt đều sợ ngây người. Tên này thực lực nhỏ yếu như vậy, là như thế nào đánh vỡ tầng này phong tỏa? Bọn họ cũng có chút nhớ nhung không rõ. Hoặc giả là được Diệp Thần kích thích, bộ phận chuẩn bị sẵn sàng người vậy bắt đầu ra tay, dẫn động sấm sét, đánh vào cái này phiến lôi mạc bên trên, chợt, cũng có một ít người thuận lợi tiến vào tầng thứ tư. Bất quá khi bọn hắn tiến vào tầng thứ tư lúc đó, Diệp Thần bóng người đã biến mất không gặp. Diệp Thần ở trong hư không cực nhanh qua lại, hắn dưới chân, toát ra một đóa lại một đóa sấm sét hoa, mỗi điểm một tí, liền sẽ nổ tung, sinh ra vô cùng mạnh mẽ thúc đẩy lực. Mà chính là ở chỗ này thúc đẩy dưới, hắn đi tới tầng thứ tư chỗ sâu. Nơi này sấm sét cảnh tượng, lại cùng trước ba tầng có không nhỏ khác biệt. Nếu như nói trước tầng ba sấm sét cuồng bạo mãnh liệt, sôi trào không ngừng, như vậy tầng thứ tư sấm sét, chính là ám trầm yên tĩnh. Nơi này sấm sét thỉnh thoảng lóe lên sấm chớp mưa bão tiếng, vậy trầm thấp không dứt, thế nhưng bên trong ẩn chứa sấm sét lực lượng, nhưng là để cho người run sợ trong lòng. Diệp Thần tới chỗ này, cứ việc nơi này cũng không thiếu lôi đài, nhưng ngồi xếp bằng số người đã ít đi rất nhiều, hơn nữa người người khí tức trầm ổn, thực lực không tầm thường. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong tu luyện không khí trong đó. Hắn thúc giục dẫn lôi đài, chỉ nghe gặp ầm ầm một tiếng nổ vang. Bành! À, mây đen lại sôi trào, hơn nữa thế tới hung hung, vô cùng là không. Không bạo thì thôi, một bạo kinh người. Tầng thứ tư sấm sét, rõ ràng không phải hiền lành. Cái này đạo thiên lôi rơi xuống lúc đó, sấp xỉ im hơi lặng tiếng, tại đột nhiên, bộc phát ra cường đại mất đi lực lượng. Diệp Thần tựa như che giấu ngoại giới hết thảy tin tức,
trong cơ thể lôi quang cùng huyết mạch cùng lưu chuyển, mà hắn trong mắt, vậy chỉ còn lại có cái này đạo hữu uy hiếp sấm sét. Bành! Bành! Tiếp liền không ngừng chói tai tiếng sấm, để cho những cái kia lòng không tạp niệm lôi tu vậy mở mắt ra, nhìn về phía bên này ánh mắt bên trong mang theo vẻ kinh ngạc. Tên này là từ đâu tới? Lại có thể như thế chăng sợ chết? Hắn chẳng lẽ không biết hiểu, tầng thứ tư sấm sét không phải chuyện đùa sao? Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần đơn thuần là đầu thiết. Nhưng Diệp Thần cả người tâm thần ngưng nhập trong đó, hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể hỗn độn lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, đang từng bước lấy chậm rãi phương thức đổi được rõ ràng sáng tỏ. Diệp Thần có thể dự cảm đạt được, hỗn độn thần lôi đang lấy không có thể tưởng tượng phương thức khôi phục thực lực, trở thành sấm sét vạn pháp thi triển căn cơ. Mà đây tầng thứ tư sấm sét tựa hồ là bị hắn chọc giận, phóng thích ra thiên lôi một đạo tiếp một đạo, mười phần cuồng bạo uy mãnh, thậm chí là cách đó không xa một ít thực lực cường đại lôi tu đệ tử gặp được, cũng hết sức kinh ngạc. Diệp Thần có giúp lại tâm thần, thân thể đang dần dần thích ứng những thứ này mất đi thiên lôi. Mà hắn thân xác, đang không ngừng sấm sét rèn luyện dưới, vậy phát sanh biến hóa. Tiếp theo, Diệp Thần tăng nhanh dẫn lôi tiết tấu, khu vực này tất cả mây đen, cơ hồ đều tụ tập đến phía trên đỉnh đầu của hắn, thả ra một đạo lại một đạo mất đi tử vong sấm sét. Từng đạo mất đi sấm sét không ngừng rơi xuống, kinh vi thiên nhân, tầng thứ tư lôi tu các đệ tử vậy phát hiện một màn này, đều là vây lại xem, thần sắc đổi được chấn động không dứt. Nhất là bọn họ thấy thúc xanh một màn này người, còn là một đệ tử mới nhập môn, thì trở nên được càng kinh ngạc. Tên này là điên rồi sao? Lại có thể như vậy giống trống khua chiêng. Bọn họ tuyệt đối không dám tin tưởng, Diệp Thần lại có dũng khí đi khiêu khích tầng thứ tư sấm sét uy nghiêm. Đệ tử nào ở lần đầu tiến vào cửu lôi thần tháp thời điểm, không phải dè đặt, run sợ trong lòng. Cực ít có người xem hắn như vậy phách lối. Làm vậy ra mặt chim, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Thoáng một cái chính là 8 ngày thời gian, lặng lẽ trôi qua. Cửu lôi thần tháp đã mở ra 1/3 lúc đoạn, tên kia leo lên tầng thứ 6 thiên kiêu, đã ở vào tầng thứ 7 bên bờ, có lẽ mấy ngày nữa, là có thể leo lên tầng thứ 7. Tin tức này, làm không ít người làm thán phục. Cửu lôi thần tháp 5 tầng sau này, mỗi một tầng leo độ khó cũng cực lớn, có thể nói leo lên nhất trên đỉnh mấy tầng, đầy đủ thể hiện một tên lôi tu thiên phú cùng tính dẻo. Đến tận bây giờ, trong tông môn đã có mấy trăm tên cường đại lôi tu leo lên tầng thứ 5. Hơn nữa lại có 17 người leo lên tầng thứ 6. Cái này 17 người, đều là cao cấp thiên kiêu, là mỗi người chia đường đệ tử chân truyền. Cũng là vô số người nơi hâm mộ đối tượng. Cơ hồ tất cả mọi người đều đem sự chú ý đặt ở cao cấp thiên kiêu trên mình, rất ít có người chú ý tới mới nhập môn người mới. Thiên lôi tử, Vương Thành cùng ứng hồng nhan 3 người, trải qua trăm ngàn cay đắng, rốt cuộc ở nửa tháng lúc đó, bước chân vào tầng thứ 4. Cái này cửu lôi thần tháp, quả nhiên không phải phàm tục vật, từ tầng thứ 3 đến tầng thứ 4, ước chừng hao tốn ta 5 ngày thời gian. Vương Thành còn chưa từ như vậy tác dụng chậm bên trong phục hồi tinh thần lại, sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn mới vừa dùng hết khí lực toàn thân, tài đột phá tầng thứ 4 lôi mạc. Ứng hồng nhan cũng là như vậy, đến tầng thứ 4 sau đó, thở dài nhẹ nhõm. Chỉ có thiên lôi tử một người, lộ vẻ được ung dung chút. Bọn họ mặc dù coi như là đồng thời đột phá tới tầng thứ 4, nhưng thiên lôi tử còn lưu lại rất nhiều dư lực, hắn tin tưởng mình hoàn toàn có thể đột phá tầng thứ 5. Lấy người mới thân phận đột phá cửu lôi thần tháp tầng thứ 5, thành tựu như vậy, muốn đến là 10 phần chói mắt. Hắn cũng không đem Vương Thành cùng ứng hồng nhan coi vào đâu, cái này hai người lần này đã tới cực hạn, cũng chỉ ở tầng thứ 4. Vương Thành càng là tìm một nơi thạch đài, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều dưỡng sống. Tầng thứ 4 lôi lực so với trước 3 tầng tới, cường thịnh rất nhiều, ở chỗ này tu luyện, rất nhanh liền có thể đột phá tới cảnh giới mới. Vương Thành trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lần này cảnh tượng, làm thiên lôi tử trong lòng lại là đắc ý. Cường giả chân chính, liền cần phải dám leo mới tinh cao đỉnh, mà không phải là thỏa mãn tại hiện trạng. Hắn mục tiêu là tầng thứ 5, tầng thứ 6, thậm chí là trong truyền thuyết tầng thứ 9. Mà Vương Thành ước chừng đến tầng thứ 4 liền thỏa mãn. Đây cũng là hắn cùng Vương Thành tới giữa chênh lệch. Cho nên không cần cùng Vương Thành nói quá nhiều, chim yến tước sao biết hồng hộc chí tai. Mà ở người mới tuyển chọn bên trong được nhiều thành tựu xuất sắc Diệp Thí Thiên,
lúc này cũng là không gặp bóng dáng, chắc hẳn còn dừng lại ở một, tầng hai, khổ khổ vùng vẫy đi. Nghĩ đến đây, Thiên Lôi Tử tâm tình chính là một hồi thoải mái, Diệp Thí Thiên đang chọn rút ra trong đại hội cướp đi đầu ngọn gió, hắn nhất định phải ở chỗ này lần cửu lôi thần tháp thực tập trong đại hội đoạt lại. Bên kia Ứng Hồng Nhan, vậy cảm giác trong cơ thể lôi lực bị móc sạch. Nàng ngồi vào một nơi trên thạch đài, yên tĩnh hấp thu nơi này lôi lực năng lượng, chí âm lôi thể, ngược lại là cùng nơi này mất đi sấm sét tính chất tương tự. Vì vậy hút thu tốc độ cực nhanh. Thiên Lôi Tử hơi làm điều chỉnh, liền dự định hướng tầng thứ tư chỗ sâu xuất phát, bọn họ ba người đều là phát giác cái này chỗ sâu có sấm không ngừng thoáng qua, chắc là một vị cường đại sư huynh hoặc là sư tỷ đang đột phá những ràng buộc. Đi, chúng ta đi trước mặt xem một chút đi. Mấy người nhanh chóng lên đường, đi tầng thứ tư chỗ sâu. Mà ở chỗ này, đã tụ tập không ít người. Bọn họ là bị Thiên Lôi đánh thức, từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, liền gặp được một màn trước mắt, trong lòng là thật rung động không dứt. Bầu trời chỗ sâu, mây đen chất đống, trong mơ hồ hình thành một tầng kịch liệt gió bão, mà ở đó gió bão trung tâm, đang có lôi mắt không ngừng thành hình, thả ra khỏe mạnh lại mạnh mẽ sấm sét, oanh xuống phía dưới. Diệp Thần giống như đồ sộ Phật ngồi xếp bằng, nhiều mất đi sấm sét tràn vào trong cơ thể hắn, ùn ùn kéo đến, không ngừng nghỉ chút nào. Diệp Thần cả người, giống như là chìm ngập ở sấm sét trong đó một tôn chiến thần, che giấu cùng ngoại giới hết thảy liên lạc. Từ bên ngoài xem, chỉ có thể thấy sấm sét đầy vải, mà không cách nào nhìn gặp trong đó người bóng dáng. Một ít cường đại lôi tu thấy cảnh này, vậy rối rít làm thán phục. Mạng của người này bài biểu hiện. Hắn nhưng mà mới vừa gia nhập cửu lôi thần tháp, lần đầu tiên tới, liền dẫn động như vậy lực lượng cuồng bạo, có thể gặp hắn thực lực cường đại, không thể so sánh. Hắn tu vi rõ ràng thấp như vậy, nhưng vì sao mới có thể có như vậy động tĩnh? Mất đi Thiên Lôi liền ta cũng vác không xuống. Có chút lôi tu không rõ ràng, bọn họ thực lực, so với Diệp Thần cường thượng rất nhiều, nhưng không cách nào đuổi theo Diệp Thần nhịp bước. Có thể ở tầng thứ tư đưa tới mạnh như vậy mãnh liệt Thiên Lôi đánh đệ tử, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Cũng không lâu lắm, Thiên Lôi Tử cùng ba người vậy đi tới nơi này. Gặp được mọi thứ mãnh liệt sấm sét, Thiên Lôi Tử thán phục không thôi. Lưu ở chỗ này tu luyện, nhất định là một vị thực lực thập phần cường đại tiền bối. Thiên Lôi Tử cơ hồ là chắc chắn nói. Hắn lôi lực quá mạnh mẽ, cùng kết thúc tu luyện sau đó. Ta nhất định phải đi hướng hắn thỉnh giáo một phen. Thiên Lôi Tử trong lòng nóng như lửa. Hắn từ không ít người trong miệng, nghe nói tầng này cửu lôi thần tháp độ khó, có thể bước lên tầng thứ tư người, trên căn bản đều là tương đối vượt trội lôi tu. Có thể ở tầng thứ tư đưa tới Thiên Lôi, hơn nữa như vậy điên cuồng tàn phá bừa bãi người, không là tên điên, chính là thiên tài, tuyệt đối có cực mạnh thực lực. Cho nên Thiên Lôi Tử thật muốn đi tốt kiến văn rộng rãi một phen. Hắn bước nhanh hơn, nhanh chóng đi. Vương Thành cùng Ứng Hồng Nhan hai người, trong lòng cũng rất là tò mò, đi theo, muốn thấy như vậy người mạnh phong thái. Mà ở mảnh khu vực kia cách đó không xa, có mấy đạo thân ảnh lăng không đứng. Cái này trong mấy người có hai người bóng người, Diệp Thần đã từng gặp qua, chính là Thái Lôi Thần Tông cao cấp thiên kiêu một trong, quần áo tím nam tử. Hắn tên là Lâm Thiên Huyền, là Thái Lôi Thần Tông bên trong cường đại nhất thiên kiêu một trong. Có bước vào tầng thứ 6 thực lực, thậm chí có thể đánh vào tầng thứ 7. Chỉ bất quá hôm nay còn ở lại tầng thứ 4, những người khác cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Tên này là thần thánh phương nào? Thật là mãnh à, này cùng trình độ Thiên Lôi, cho dù là ta vậy không có nắm chắc chịu đựng tới, tên này lại có thể toàn bộ thu. Lâm Thiên Huyền cười nói, hắn đang suy đoán này lôi kiếp số, hơn nữa muốn biết ngồi xếp bằng vào trong đó, rốt cuộc là kia tên đối thủ. Nhưng là phái người ra nghe một vòng sau đó, phát hiện bên trong tông môn cơ hồ tất cả thiên kiêu cũng bước lên tầng thứ 5. Nếu không phải bọn họ, vậy người trước mặt thì là ai? Lâm Sư Huynh, có lẽ không cần quá mức kinh ngạc, chúng ta Thái Lôi Thần Tông, nhưng mà lôi tu nhất mạch huy hoàng nhất tông phái, là xứng đáng không thẹn người dẫn đầu, bên trong đầm rồng hang hổ người nơi nơi, phỏng đoán rất nhiều người đều là bình thường một mình tu luyện, cùng chờ cơ hội đến sắp lúc đó, liền sẽ một bước lên trời. Lâm Thiên Huyền nghe vậy, sâu sắc cho là đúng, bởi vì hắn cũng là từ nơi này vậy tới đây, hậu tích bạc phát, mai kia nổi danh, mọi người chỉ có thấy được hắn vô hạn náo nhiệt, nhưng lại có ai gặp được sau lưng hắn lòng chua xót. Lời ấy có lý,
vậy chúng ta liền đợi một chút xem đi. Lâm Thiên Huyền đang ở chỗ này chờ, nhưng gặp được cách đó không xa người mặc cung sợi bông nữ nhân xinh đẹp lại xuất hiện. Vậy đồng dạng là Thái Lôi Thần Tông cao cấp thiên kiêu một trong, tên là Tư Đồ Hộ Cẩm. Không nghĩ tới Lâm sư đệ vậy ở chỗ này, chưa từng bước lên tháp, ta còn lấy là chỉ có ta một người lười biếng đây. Tư Đồ Hộ Cẩm cười đi tới, nàng nắm trong tay sấm sét, chính là một đạo tên là Mị Ảnh Ánh Sáng Trắng Thần Lôi. Trương sư tỷ nói đùa, ta thực lực có hạn, sợ rằng lần này chỉ có thể lưu ở chỗ này. Lâm Thiên Huyền khiêm tốn đôi câu, để cho Tư Đồ Hộ Cẩm bĩu môi. Bất quá hai người cũng có chút hiếu kỳ, dẫn động cái này đầy trời sấm sét người kết quả là ai, vậy đạo hơi thở, các nàng cũng chưa từng thấy qua. Theo thời gian trôi qua, lôi quang tràn ngập nên bóng người địa phương, vậy bắt đầu dần dần tiêu tán. Mau xem, nơi đó thiên lôi bắt đầu yếu bớt. Có người phát hiện dị thường, nhanh chóng kinh hô. Đám người vậy tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp bầu trời chỗ, nguyên bản chiếm cứ xoay tròn sấm sét bắt đầu yếu bớt, hơn nữa dần dần lộ ra gợn sóng vậy đường vân. Sấm sét tản đi sau đó, cũng không có lần nữa trở về vị trí cũ, mà là tại chỗ phiêu tán, thấy một màn này, không ít người rối rít sinh lòng kinh ngạc. Bởi vì cái này cũng đại biểu, người ở bên trong đem sấm sét lực lượng tất cả đều hấp thu hết. Rốt cuộc là có bao kinh khủng sấm sét thiên phú, mới có thể sinh ra như vậy tu luyện hiệu quả. Trong chốc lát, có không ít người đưa mắt đầu tới đây, chính là muốn xem rốt cuộc là dạng người gì bàn ngồi ở trong đó tu luyện. Không chỉ là tông môn bên trong cụ già, liền một ít đệ tử mới cũng là mặt đầy tò mò, trong đó liền bao gồm Thiên Lôi Tử cùng ba người. Mà đang ở vô số ánh mắt tụ tập tới lúc đó, Diệp Thần trong cơ thể hỗn độn thần lôi, tạm thời xu hướng tại trạng thái bão hòa, hắn ngồi xếp bằng ở trên lôi đài, màu bạc sấm sét giống như là một đạo khôi giáp, nhất thời bọc người. Mà ở hắn thân thể chỗ sâu, hỗn độn thần lôi giống như ăn uống no đủ em bé, chậm rãi ngủ đi. Mà thần lôi ẩn chứa uy năng cường đại gấp mấy lần, Diệp Thần thậm chí có thể cảm thụ được hỗn độn thần lôi có ngút trời uy thế. Vậy như ẩn như hiện thần lôi ánh sáng, đã đổi được sáng vô cùng, ba động kỳ dị, chậm rãi lan truyền, để cho trong lòng hắn chấn động một cái. Hình như là, Diệp Thần chừng mực xác định, bởi vì hắn thấy phù tại trong cơ thể hắc quang sinh ra chập chờn, toàn bộ hội tụ đến một chỗ. Hỗn độn thần lôi. Hỗn độn thần lôi bề ngoài xuất hiện chấm bớt đen, giống như là thái dương ly tử như vậy, dung hợp hết tới hỗn độn bên trong, đem nối liền lên. Mà đang ở hỗn độn thần lôi cùng hắc quang liền lên một khắc kia, Diệp Thần trong lòng đột nhiên chấn động một cái, bởi vì hắn gặp được tản mát ra ánh sáng. Rồi sau đó thì có cổ xưa bao la hơi thở bỗng nhiên thành hình, tựa như chuyển kiếp vô tận hư không, mang theo cổ xưa huyền diệu ma âm, công khai hạ xuống. Sống ở hỗn độn, hùng tại thiên địa. Vạn đạo sấm sét, độc ta vi tôn. 16 chữ chân ngôn, giống như từ cổ xưa thời không xuyên thấu mà đến đại đế thần âm, vô hình kỳ lạ cảm giác, lặng lẽ ra đời. Cùng lúc đó, Diệp Thần trước mắt xuất hiện một đạo thần thánh ấn pháp, giống như xuyên thấu vô tận không gian, cùng hỗn độn thần lôi lặng lẽ dung hợp. Mà Diệp Thần nơi cho gọi ra sấm sét vạn pháp, cũng có mới tinh chập chờn. Thật giống như là muốn hóa hình vậy, ở Diệp Thần khí hải bầu trời quanh quẩn không ngừng. Diệp Thần mặc cho vậy đạo lôi đình tiến vào khí hải, cùng đan điền tương liên tiếp. Kỳ dị trận văn, nhất thời dạo dực, hóa thành huyền diệu tối tăm phù văn cổ xưa, ngưng tụ thành võ đạo dấu vết, giống như núi cao như vậy, xúc nhưng mà lập. Vậy võ đạo dấu vết ở Diệp Thần thân thể chỗ sâu diễn hóa thành đồ, đổi được càng phát sáng rỡ, mà Diệp Thần cũng là mượn này thấy rõ chân thực dáng vẻ. Hỗn độn thần lôi lại hóa hình diễn hóa. Biến thành một vòng sáng chói mặt trời gay gắt, ở Diệp Thần khí hải bên trong, toát ra vô hình sáng bóng. Cơ hồ chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, Diệp Thần trên mình, có ngăm đen cùng xanh đậm ánh sáng xen lẫn ra, bao quanh thân thể. Diệp Thần cảm ứng được một hồi lực lượng vô danh, trong lòng có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh hắn tựa hồ liền rõ ràng. Như bánh xe mặt trời gay gắt tràn đầy trước thần bí hào quang, lửa đốt hắn hoa, huyền ảo đường vân phân bố toàn thân. Lộ ra một cổ ba động kỳ dị. Xa ở trên bầu trời thiên lôi, tựa hồ là cảm giác được cái gì, lần nữa phát sanh biến cố, không ngừng bắn nhanh tới. Hắc quang lưu chuyển tới giữa, Diệp Thần đem những ngày đó lôi hấp thu vào cơ thể, rơi vào cái này luân hắc mang mặt trời gay gắt trong đó. Hắc lôi mặt trời trung ương, có
có một từng đạo sấm sét đang không ngừng lóe lên, ngưng tụ thành vô cùng rộng rãi điện hồ, lộ vẻ được vô cùng là thâm thúy. Này loại biến hóa, tựa như vậy để cho Diệp Thần có cảm ngộ, hắn bỗng nhiên lúc này rõ ràng liền chút gì, hết tầm mắt trông về phía xa, tâm thần ý động, hóa thành một đạo ánh sáng sáng chói, phóng lên cao, thẳng vào vân tiêu trong đó. Ở vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú dưới, Diệp Thần lại lựa chọn cùng thiên lôi ngạnh hám. Ung ung, tầng thứ tư nhất thời vang lên núi đong đưa động đất thanh âm, đi đôi với sấm sét nổ vang, giống như ngày tận thế, vô số lôi quang xen lẫn ra, hoảng sợ thành hình. Một màn này để cho tất cả mọi người đều vô cùng rung động, bọn họ ngàn muốn vạn muốn, cũng không ngờ tới tên này như vậy dũng mãnh, lại dám cùng thiên lôi chính diện đối kháng. Đây chính là lôi vực nơi sinh ra thiên lôi à, cường đại đến không cách nào tưởng tượng, liền liền cao cấp nhất thiên kiêu cũng không dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Ngay sau đó, bọn họ liền gặp được mây sấm trong đó, bộc phát ra động trời tiếng nổ, cuồng bạo sấm sét phun trào không ngừng, rồi sau đó hướng nơi nào đó địa phương hội tụ đi. Tầng thứ tư mây sấm, mà lại ở này vậy dưới trạng thái, do đen nhánh âm trầm, đổi được xích mang trùng tiêu, vô cùng lóng lánh, đây chính là trước chưa bao giờ phát sinh qua tình huống. Lóng lánh sấm sét mọi thứ phun trào, cơ hồ kéo dài nửa khắc đồng hồ thời gian, phương mới dần dần thở bình thường lại. Lại lần nữa mây đen răng đầy, gió đen cuộn sạch. Tên này cũng quá lỗ mãng, phỏng đoán hiện tại đã bị thiên lôi đánh chết. Người xem cuộc chiến nhóm trong đó, có người khinh thường nói. Càng nhiều người hơn chính là đắm chìm trong rung động trong đó, còn chưa phục hồi tinh thần lại. Đi thôi, không việc gì náo nhiệt cũng thấy. Chúng ta cũng không thể xem hắn như vậy, đầu óc cùng hư tựa như, liều mạng hướng bên trong sông lên. Cả đám nhìn nhau không nói. Dự định ngồi xuống, tiếp tục tiến hành mình tu luyện. Coi như sau đó một khắc, mây sấm trong đó bỗng nhiên xé ra một vết thương, mặt trời gay gắt ánh sáng rực rỡ xông ra, chợt đổi được nội liễm thâm trầm, hóa là một cái người bóng người. Đạo thân ảnh kia ăn mặc áo bào đen, khuôn mặt thanh tú lại lãnh đạm, hai con ngươi thật giống như tinh thần, mọi cử động tựa như ám hợp trước thiên địa lôi vận, hoàn toàn không có nửa điểm bị thương dấu vết. Những cái kia đang chuẩn bị tản đi người. Thấy lại có người từ mây đen trong đó trốn ra được, nhất thời có chút thất vọng kinh ngạc vẻ mặt, lập tức lại lần nữa biến hóa, giống như là thấy quỷ như vậy. Có vài người lúc này trợn to hai mắt, không dám tin, nếu như bọn họ nhớ không lầm, tên này phải là một mới nhập người tông môn đi. Trải qua thiên lôi điên cuồng tấn công sau đó, hiện tại lại còn sống. Khi thấy rõ hắn cả người tản ra chập chờn sau đó, những người đó trong lòng rung động khó mà dùng ngôn ngữ tới hình dạng. Như thế nhỏ yếu thực lực, có thể đi vào tầng thứ tư không nói, lại còn có thể toát ra lớn mạnh như vậy vô cùng ánh sáng rực rỡ, thật là không thuộc mình nơi là. Những người khác đều có nghi ngờ, chỉ có thiên lôi tử một người giống như là gỗ vậy đợi tại chỗ, động cũng không động. Vương Thành và Ứng Hồng Nhan đứng ở một bên, một cái cười được không ngậm miệng lại được, một người khác chính là cất tiếng cười to. Ta nói thiên lôi tử, ngươi không phải muốn đi tìm tên kia sao? Đi và hắn thỉnh giáo một tí à. Vương Thành không khỏi được trêu ghẹo nói, lời này vừa nói ra, thiên lôi tử mặt tăng được đỏ hơn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vậy đưa tới cuồng bạo thiên lôi, hơn nữa đem thuần phục người lại là Diệp Thí Thiên. Hắn lấy là Diệp Thí Thiên còn ngây ngô ở phía dưới ba tầng đâu. Ứng Hồng Nhan vậy ở một bên bổ sung nói, đúng vậy, thiên lôi tử, người không phải từ trước đến giờ hiếu học sao. Hiện tại vừa vặn có cái cơ hội đặt ở trước mắt. Còn không nhanh đi học tập một phen. Hai người trêu ghẹo, để cho thiên lôi tử sinh lòng tức giận, nhưng không thể làm gì, bởi vì lời nói kia đúng là chính hắn nói ra được. Các ngươi, chớ có lại ồn ào lên, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Thiên lôi tử cùng lòng bàn chân lau dầu tựa như, chạy mau mở, hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ yên lặng một chút. Hắn nơi xem thường Diệp Thí Thiên, thực lực đã đạt đến hắn không cách nào tưởng tượng bước. Cái này để cho hắn làm sao chịu nổi. Toàn bộ tầng thứ tư, bàn luận sôi nổi, có rất nhiều người trước cũng không biết Diệp Thí Thiên là ai, lúc này mới hứng thú, khắp nơi hỏi dò người phần. Mà có chút đệ tử mới nhập môn thì nói ra Diệp Thí Thiên qua lại chiến tích. Từ nhập môn bắt đầu, chém chết vượt qua lịch sử số lượng sấm sét tuần thú, rồi đến lôi pháp đạo tràng công khai cùng nội môn đệ tử nòng cốt gọi nhịp, cùng với cuối cùng ngang nhiên ra tay, chống đỡ Huyền lão lôi ý. Hết thảy sự tích càng truyền càng mở,
để cho những cái kia trong ngày thường bận bịu tại tu luyện đệ tử nội môn vậy giật mình không thôi. Ngay trong bọn họ không ít người, trong ngày thường cũng bận bịu vô tu luyện, hoặc là đi ngoại giới xử lý một ít chuyện tình, nơi nào có tinh lực chú ý cái này cùng tuyển chọn thi đấu. Người mới này thực lực mạnh như vậy sức lực, quả nhiên là Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước à. Không tệ không tệ, chúng ta Thái Lôi Thần Tông lại đem hiện ra một tên tương lai đỉnh cấp nhân vật, lần đầu tiên nhập tháp, liền có thể đi vào tầng thứ tư, đã vô cùng được. Nguyên lai là hắn. Nghe nói chân hình vũ một mực ở 2-3 tầng tìm tung tích của hắn, nếu muốn báo thù đâu, lúc đầu tên này sớm liền chạy tới tầng thứ tư tới, phỏng đoán phía dưới chân hình vũ rất nhanh là có thể nhận được tin tức. Nhắc tới chân hình vũ, tầng thứ tư người cũng chưa từng làm hơn bình luận, chỉ là thay Diệp Thần cảm thấy thương tiếc. Chân hình vũ phía sau đài thật sự là quá cứng rắn, coi như là bọn họ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Thiên Lôi Tử nghe nói như vậy, con người vòng vo hai cái. Chợt liền tỉnh bơ chạy tới tầng thứ ba. Ứng Hồng Nhan ở cách đó không xa cũng nghe được liền những lời đối thoại này, thấy Thiên Lôi Tử lui tới phương hướng bước đi, nàng tựa hồ đoán được cái gì, đôi mi thanh tú hơi nhíu một cái, đồng thời hừ lạnh một tiếng. Tiểu nhân một cái. Vương Thành thấy vậy, vậy lắc đầu một cái. Hắn từ đầu đến cuối cảm thấy, một người tu vi có thể nhỏ, thiên phú cũng có thể bình thường, nhưng làm người phẩm, nhất định phải đàng hoàng. Xem Thiên Lôi Tử như vậy bụng dạ đầu óc hẹp hòi, chừng đổ mâu người, hắn là hết sức là khinh thường. Có lẽ chúng ta có thể đi đem việc này nói cho Diệp Thí Thiên, để cho hắn sớm làm chuẩn bị. Vương Thành đề nghị. Ứng Hồng Nhan gật đầu một cái, nàng cũng đang có ý đó. Chân chính lên tầng thứ tư người mới, trừ mấy người bọn họ ra, còn có vậy đối với xanh đôi. Chỉ bất quá vậy đối với xanh đôi đi lên lúc đó, đã bị thương. Chuyện gì xảy ra? Ứng Hồng Nhan cùng Vương Thành, nhanh đi đến bọn họ hai bên người thân. Đối xanh đôi này thực lực thiên phú vậy vô cùng là không tệ, tướng mạo giống nhau, thân cao vậy chênh lệch không bao nhiêu, bất quá nhưng là một mập một gầy, ngược lại cũng rất tốt phân biệt. Vậy xanh đôi ở giữa mập mạp, tức giận kể bọn họ đi qua, lúc đầu bọn họ là bị chân hình vũ trận lại, tra hỏi Diệp Thí Thiên rơi xuống, phàm là có dám khen Diệp Thí Thiên một câu người. Đều là sẽ bị chân hình vũ cùng với đồng bạn bạo đánh. Mà bọn họ hai người, chính là thừa dịp chân hình vũ không chú ý lúc đó, động dùng toàn lực chạy trốn tới tầng thứ tư, lúc này mới may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Vương Thành cùng Ứng Hồng Nhan càng nghe, ánh mắt chính là đổi được càng phát ra âm trầm. Ở cắn nuốt Thiên Lôi sau đó, Diệp Thần đi tới cái này tầng thứ tư chỗ sâu nhất, hắn dự định lại tu luyện nửa ngày thời gian, liền bắt đầu đánh vào tầng thứ năm. Nhưng hắn vô luận đi đến chỗ nào, hắn bên người cũng sẽ có không ít ánh mắt kinh ngạc nhìn sang làm hắn có chút chừng mực thói quen. Đối với lần này, Diệp Thần cũng có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, mình tu luyện, lại sẽ đưa tới nhiều người như vậy chú ý. Vẫn là tạm thời rời đi tầng thứ tư đi. Diệp Thần suy nghĩ tầng thứ năm sẽ yên lặng rất nhiều, liền dự định ra tay phá vòng vây. Bất quá ngay tại hắn xoay người lúc rời đi, có một giọng nói từ sau lưng vang lên. Diệp Thí Thiên. Nghe có người kêu hắn tên chữ, Diệp Thần xoay người vừa thấy. Âu, các người cũng ở nơi đây. Từ xa đến gần hai người, chính là Vương Thành cùng Ứng Hồng Nhan. Người tu luyện, đưa tới không ít người chú ý, còn để cho không ít người tao ương. Ứng Hồng Nhan đi tới Diệp Thần trước mặt, chính là mở miệng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần có chút kỳ quái, hắn tu luyện hắn, tựa hồ cũng không có quấy rầy đến người khác đi. Vì vậy Ứng Hồng Nhan liền đem phía dưới ba tầng nơi sự tình phát sinh nói một lần. Cái đó chân hình vũ trong lòng còn hận trước ngươi đâu, có lẽ là gặp ngươi tiến vào Cửu Lôi Thần Tháp, không có tông môn che chở, cho nên muốn tìm ngươi phiền toái, nhưng là hắn không nghĩ tới ngươi lại tiến vào tầng thứ tư, cho nên cầm trong bụng lửa cũng tung ở hạ tầng ba mới trên người. Còn để cho những cái người mới kia không cho phép tu luyện, cho đến cầm ngươi bước ra. Ứng Hồng Nhan đem sự tình đầu đuôi nói ra hết. Trên gương mặt tươi cười cũng có một chút tức giận. Diệp Thần nghe lời này, cau mày, thần sắc nhanh chóng đổi được lạnh lùng, trong mắt vậy xông ra tí ti lửa giận. Hắn biết, vậy chân hình vũ chính là ở nhằm vào hắn. Mà đối phương vậy chỉ đích danh muốn Ứng Hồng Nhan đi ra, tuyên bố để cho đôi cẩu nam nữ này nếm thử một chút lợi hại. Vô luận là vì chính hắn tôn nghiêm, hay là đi cứu ra những cái kia bị kẹt cư trú người mới, Diệp Thần cũng không thể thoái thác. Đi thôi,
chúng ta đi tầng thứ hai xem. Diệp Thần đối ứng Hồng Nhan cùng Vương Thành nói. Ứng Hồng Nhan gật đầu một cái, được, ta tin tưởng ngươi thực lực, vậy chân hình vũ thật sự là phách lối, cũng chỉ có lá gan khi dễ chúng ta những thứ này mới vừa bước vào con đường tu hành không lâu lôi tu, nếu như đổi thành luân hồi chi chủ, định có thể đuổi hắn ra khỏi hoa tới. Luân hồi chi chủ. Diệp Thần nghe vậy, nhất thời ngây ngẩn. Vậy làm sao lại cùng luân hồi chi chủ liên hệ quan hệ? Đúng vậy, nếu như luân hồi chi chủ ở chỗ này, như chân hình vũ nhỏ như vậy nhân vật còn dám phách lối sao? Luân hồi chi chủ, nhưng mà chư thiên vạn giới trong đó lợi hại nhất trẻ tuổi thiên kiêu, liền thái thượng thế giới Hồng Gia lão tổ đều phải thua ở luân hồi chi chủ trong tay, thực lực có thể tưởng tượng được. Ứng Hồng Nhan mặt đầy nghiêm túc nói, ánh mắt bên trong, còn mang có một phần cuồng nhiệt sùng bái. Ở bọn họ một đời mới tu sĩ trẻ tuổi xem ra, luân hồi chi chủ mạnh mẽ, là dùng trận trận cứng trọi cứng chiến đấu mà chất đống đi ra ngoài. Bằng vào sức một mình, đối kháng vạn khư thần điện, hắc ám biển cấm, như vậy thực lực, có thể nói từ cổ chí kim, trước đó chưa từng có. Diệp Thần không khỏi xấu hổ, không nghĩ tới mình lại bị thổi phồng được như thế lợi hại. Vương Thành vậy đi theo gật đầu phụ họa, ta cũng cho rằng luân hồi chi chủ, là hiện tại mạnh nhất thiên kiêu. Vạn khư thần điện những người đó, bất quá là hào nhoáng bên ngoài thôi. Gặp được luân hồi chi chủ, không vẫn bị đánh được chạy mất dạng. Diệp Thần suy nghĩ một chút, mình quả thật là đánh mấy trận cứng rắn chiến đấu, hơn nữa cuối cùng còn thắng được, vậy cũng không cần phải thổi được khoa trương như vậy chứ. Lúc ấy có thể thắng, trừ ra thực lực cùng ý chí ra, còn có vận khí thành phần xen lẫn trong đó, mấy người thiếu một thứ cũng không được. Bất quá nghĩ đến chân hình vũ là một. Diệp Thần con ngươi dần dần hiện ra lãnh sắc. Ứng Hồng Nhan vậy ở một bên quan sát Diệp Thần đâu, nàng phát hiện Diệp Thần đi qua vừa mới bắt đầu tức giận sau đó, trên mình lại nữa tức giận xông lên, mà là sinh ra một loại cực hạn bình tĩnh. Hắn trong mắt đen bên trong, phun trào ra làm người ta sợ hãi sáng bóng, giống như là một cái trong bóng tối dã thú, vô cùng cơ trí bình tĩnh. Ứng cô nương, đa tạ cho biết chuyện này, ta đi trước phía dưới đi một chuyến. Diệp Thần chắp tay, cười nói. Người ta tới giữa không cần khách khí, ta còn thiếu ngươi một cái cam kết đâu. Ứng Hồng Nhan săn bên tai sợi tóc, xinh đẹp cười nói. Nàng cử động này, nhẹ nhàng tùy ý, lại có phong tình vạn chủng, chung quanh không thiếu nam đệ tử đều không khỏi được hơn nhìn hai lần. Bất quá Ứng Hồng Nhan ánh mắt chỉ nhìn về phía Diệp Thần. Nàng cảm thấy Diệp Thần khí chất thâm thúy vô cùng, khó mà suy nghĩ, có một loại mê người mị lực. Rõ ràng là cái thanh tú thanh niên, nhưng tựa như trải qua vạn cổ bể dâu. Hơn nữa Diệp Thần thiên phú, xa vượt quá bề ngoài như thế đơn giản. Đi, mang ta đi qua xem một chút đi. Diệp Thần mấy người đi tới vậy đối với xanh đôi trước mặt, hắn đối mấy người kia nói, diễn cảm không buồn không vui, nhưng đứng ở sau lưng hắn Ứng Hồng Nhan cùng Vương Thành biết, Diệp Thần bây giờ là một tòa sắp núi lửa bộc phát. Vậy đối với xanh đôi huynh đệ gật đầu một cái. Lập tức mang Diệp Thần đi xuống một tầng chạy tới. Hai tiếng sau đó, bọn họ liền đi tới tầng thứ hai, tốc độ cực nhanh. Cửu Lôi Thần Tháp đặc điểm chính là lên lầu chậm, xuống lầu mau. Mà lúc này, ở đó tầng thứ hai, có một địa phương, hội tụ không ít người. Bọn họ đều là lần này tài tiến vào Thái Lôi Thần Tông người mới, tại chỗ có 7 đến 80 cái, gần một nửa người mới đều tụ tập ở nơi này. Mà ở bọn họ trước mặt, chính là có mấy cái vênh váo hống hách thanh niên, ánh mắt sắc bén thực lực siêu quần, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Một đám người mới bàn luận sôi nổi, nhỏ giọng trò chuyện, như vậy lời nói bên trong, có không nhỏ oán khí. Ngay trong bọn họ có người có thể leo lên tầng thứ ba tu luyện, nhưng bị người rất miễn cưỡng trận ở chỗ này, giống như là bị buộc lên sợi dây linh chó, vô cùng là bực bội. Mà ở bọn họ phía trước, một tên người mặc xanh thẫm sắc quần áo trẻ tuổi nam tử đứng chắp tay, ngạo nghễ tự đắc, hắn chính là dẫn đầu phong tỏa người mới chân hình vũ. Lúc này chân hình vũ lập tại chỗ, không nhanh không chậm, hăm hở. Hắn đã nặn đúng Diệp Thí Thiên mạch máu, sẽ không sợ hắn không đến. Cùng tới, còn phải có Ứng Hồng Nhan. Lần này hắn phải đem đôi cẩu nam nữ này một lưới bắt hết. Thực tập đại hội bắt đầu trước. Hắn từ ra nơi đó dò thăm có liên quan Diệp Thí Thiên tin tức mới nhất, lúc đầu Diệp Thí Thiên chỉ là huyền lão dùng để dò xét thánh lôi hải con cờ, hiện tại mất đi tác dụng sau đó, biến thành một bãi bùn nát,
không người dám đỡ. Hắn chính là ăn đúng Diệp Thí Thiên một điểm này, tài gan dám động thủ, mất đi tông chủ che chở, Diệp Thí Thiên coi là cái thứ gì. Đối với Ứng Hồng Nhan, hắn cũng là nhất định phải cầm tới tay, nhưng ra ra bên kia có chút dặn dò, chí âm lôi thể, không thể tùy tiện cường đoạt. Được cùng Ứng Hồng Nhan bị Minh Nữ thu làm đệ tử, truyền thụ lôi công sau đó mới động thủ. Như vậy tới một cái, nơi tước đoạt chí âm lôi lực, mới là thích hợp nhất tại trị liệu. Chân hình vũ quét những thứ này người mới một vòng, vừa mới bắt đầu đem bọn họ khốn ở chỗ này lúc đó, cũng có người định phản kháng, nhưng đều bị chân hình vũ cùng các thủ hạ tay sai đánh trở về. Những cái người mới kia bị vây mấy ngày, ngược lại là không có lúc này buông tha, mà là lẫn nhau tham khảo tâm đắc, quan hệ vậy so với trước kia gần rất nhiều. Hơn nữa bọn họ tin tưởng, Diệp Thí Thiên nhất định sẽ trở về cứu bọn họ. Nhưng cũng có người đối với lần này biểu thị lo âu. Chân hình vũ lúc này mang đến mấy người, đều là nội môn trong đó nhân vật lợi hại, thực lực vô cùng là không tệ. Diệp Thí Thiên mặc dù thực lực không tệ, nhưng cuối cùng mới vừa bước vào lôi tu cảnh giới không lâu, thì như thế nào địch nổi tu luyện đã lâu đệ tử nội môn. Dĩ nhiên, bọn họ không thấy Diệp Thần ở tầng thứ tư tạo thành rung động cảnh tượng. Nếu không sẽ thay đổi hiện hữu cái nhìn. Lưu Trạch Kỳ và Trương Nhạc Hữu cũng là đệ tử nội môn, hơn nữa cùng chân hình vũ quan hệ không tệ, trọng yếu chính là, bọn họ muốn leo trên chân hình vũ sau lưng cây to này. Cho nên đối với chân hình vũ mời, bọn họ không chút do dự liền đáp ứng, trợ giúp chân hình vũ dạy bảo những thứ này người mới. Chuyện này nếu như truyền tới ngoại giới, có thể sẽ bị tông môn xử phạt, nhưng so với phối hợp một cây tài nguyên tuyến, điểm này xử phạt vậy coi là không được cái gì. Ta đi tầng thứ ba xem, các ngươi hai người lưu ở chỗ này. Chân hình vũ vừa nói, liền rời đi. Lưu Trạch Kỳ và Trương Nhạc Hữu lưu nơi này chỗ, còn có 7-8 tên đệ tử nội môn đều là đảm nhiệm đả thủ thân phận. Cũng không lâu lắm, nhắm mắt dưỡng thần Lưu Trạch Kỳ bỗng nhiên phát giác dị thường, mở mắt vừa thấy, xa xa có một đạo lưu quang thoáng qua tới. Ở đó bóng sáng bên trong, có một bóng người bạo xông lên tới, có một tên đả thủ nhận ra người tới, chính là Diệp Thí Thiên. Lưu Trạch Kỳ lúc này cười nhạt. Lại có thể thật dám đến, vậy thì để cho ngươi chỉ có tới chứ không có về. Những cái người mới kia nghe được tiếng vang sau đó, rối rít ngẩng đầu xem ra, thấy là Diệp Thần, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Là Diệp Thí Thiên trở về. Ta cũng biết Diệp Thí Thiên khẳng định sẽ không bỏ rơi chúng ta. Phía dưới truyền tới động tĩnh, kinh động phụ trách trông chừng bọn họ mấy tên đệ tử nội môn. Mấy người kia rối rít khinh thường bĩu môi. Diệp Thí Thiên thiên phú mạnh là không tệ, nhưng không có tương ứng phía sau đài, làm sao có thể đấu thắng chân hình vũ. Cái loại này tiểu tử chưa ráo máu đầu liền để cho ta tới thu thập hắn tốt lắm, cùng chân hình vũ lúc trở lại, cũng có thể thấy được ta ngươi hai người công lao. Trương Nhạc Hữu lăm le, hướng về phía Lưu Trạch Kỳ cười nói, chợt giống như mũi tên rời cung, bạo xông lên, hùng hồn lôi lực tách ra sáng lên. Chờ ngươi thật lâu, chịu chết đi. Xem lão tử thiên hùng lôi quyền, để cho ngươi kiến thức một tí cái gì là chân chánh cao nhất lôi pháp. Trương Nhạc Hữu vóc người to lớn, cả người bắp thịt nổ tung, hắn nắm chặt quả đấm, mang theo sấm sét vạn quân thế, ầm ầm nện xuống. Tầng thứ hai mây sấm đều bị hắn dẫn động, đùng đùng, gào thét vang dội. Tất cả sấm sét thế công, cũng chạy về phía Diệp Thần. Đi theo ở Diệp Thần sau lưng mấy người, thần sắc đều là biến đổi, như vậy ngút trời lôi quyền. Bọn họ có thể không chịu nổi. Bất quá Diệp Thần lại cũng không tránh để cho, thấy một màn trước mắt, hắn trong mắt dùng mình càng đậm đà. Vì buộc hắn đi ra, những người này lại đem như thế nhiều người mới nhốt nơi này, thật sự là có làm trái đạo nghĩa. Đối với mỗi một tên người mới mà nói, có thể ở cửu lôi thần tháp bên trong ở lâu 15 phút, vậy thì hơn một phần thu hoạch. Ngay trong bọn họ có vài người có lẽ có thể đột phá tầng thứ hai những ràng buộc. Tiến vào tầng thứ ba, vậy trong đó tích chứa sấm sét năng lượng, lấy mấy trăm tăng lên gấp bội. Mà chân hình vũ các người chỉ là bằng vào bản thân mình, liền làm trễ nãi nhiều người như vậy thời gian tu luyện. Như vậy có thể gặp, biết bao vì tư lợi, trong mắt không người. Đối mặt quyền này, Diệp Thần sắc mặt cũng hàn, lúc này cầm gộp lại 5 ngón tay, trong cơ thể sấm sét vạn pháp nổi lên, ở đó mặt trời gay gắt trong đó, hóa ra 88 đạo luân bàn khắc. Trong đó liền có một đạo khắc bay tránh ra, tụ vào Diệp Thần cánh tay trong kinh mạch. Diệp Thần trong ý nghĩ,
thần bí chữ viết hiện lên. Sấm sét vạn pháp, chấn lôi phương pháp. Đây là 88 đạo khắc trong đó một, chính là từ trong hỗn độn ra đời ra, có cực kỳ uy lực cường đại. Chấn lôi, chính là phát ra chấn thiên vang, lôi quyền đánh ra, vô tận sâu thẳm linh lực, đảo mắt ngưng tụ, chợt, tan biến hơi thở đột nhiên lên. Diệp thần trong mắt thật giống như thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, ở hắn quyền diệt, hình thành một tầng khổng lồ mà cổ xưa dấu vết, bốn phương đàng hoàng, mênh mông vô cùng. Phịch, hai đạo giống vậy rung động lực lượng, đụng vào nhau, cơ hồ phải đem cái này cảnh quay vực thúc sục sập. Hào hùng lực lượng thoáng qua tới, dễ như bỡn, cơ hồ ngưng tụ tới cực điểm. Mà ở chỗ này trong quá trình, Diệp thần mang theo vậy cái cổ ấn chưa từng tan vỡ, ngược lại tiến hơn một bước, bạo phát ra đồng thời lực lượng. Hai người giao chiến sau đó lại nhanh chóng tách ra, mỗi người lui về phía sau hai bước, thực lực kỳ cổ tương đương. Trương Nhạc Hữu trong lòng kinh ngạc, hắn nhưng mà tu luyện lôi pháp nhiều năm đệ tử nội môn, hiện tại đã đạt đến trăm gia cảnh tầng 8 thiên bước, sao sẽ không đánh lại một người mới. Diệp thần thân thể đứng vững, bình phục trong cơ thể vậy kích động hơi thở. Hắn dương mắt nhìn lên, ánh mắt thâm thúy. Đối phương thực lực không phải chuyện đùa, nếu như hắn vận dụng luân hồi lực lượng, có thể không phí nhiều sức, tùy tiện lấy. Nhưng hiện tại một mặt, hắn là vì che giấu thân phận, chỉ có thể vận dụng lôi tu lực lượng, mặt khác, hắn muốn đo lường một đo lường sấm sét vạn pháp sốt cuộc có cái gì chỗ huyền diệu. Một cái mới nhập môn người mới mà thôi, cũng dám ở ta trước mặt phách lối. Trương Nhạc Hữu hừ lạnh một tiếng, lần nữa nắm chặt hai quả đấm, lực lượng chạy bốc lên, mà hắn sau lưng, xuất hiện một đầu cuồng bạo gấu to ảo ảnh, ngẩng đầu gào thét lúc đó, muôn vàn sấm sét đồng loạt hạ xuống. Đây là hắn bổn mạng thú sấm, Thiên Cương Lôi Hùng. Cũng là trong chư thiên vạn giới xếp hạng thứ trước thú sấm. Hắn đem này thú sấm linh hồn hấp thu sau đó, hóa là từ dùng, như nếu bàn về lôi thân thể trình độ cứng cáp, toàn bộ tông môn sợ rằng đều không mấy người có thể hơn được hắn. Nhưng trước mặt thằng nhóc này, lại có thể cùng hắn hợp lại lần trước cầm, cái này để cho hắn trong lòng rất là khó chịu. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trương Nhạc Hữu một quyền đánh ra, đầu kia Thiên Cương Lôi Hùng vậy đi theo gầm hét lên, cuồn cuộn lôi lực xuyên thấu hư không, bàng bạc mãnh liệt, ở nắm đấm của hắn bề ngoài hội tụ thành khổng lồ thế công. Càn rỡ. Diệp thần trong mắt lạnh như băng, chiếm cứ ở trước mặt hắn vậy đạo lôi đình cổ ấn, lần nữa bung ra tầng 3 dấu vết, linh lực kinh người tầng tầng chồng lên, giống như là sóng gió kinh hoàng, mang theo vạn nặng to lớn lực. Keng. Vô cùng vô tận lôi lực đi đôi với tiếng vang, cuộn sạch mở ra, long trời lở đất. Trương Nhạc Hữu bị lực lượng mãnh liệt cho chấn động được lui về sau hơn ngàn mét, cổ họng một hồi thịt sống ngọt, chợt phun ra một ngụm máu tươi, hắn đụng phải liền lực lượng cắn trả, thân thể mãnh run, ra bề ngoài lại là bị thổi ra liền đạo đạo vết thương. Hiển nhiên, lần này cứng trọi cứng va chạm trong đó, hắn rơi xuống hạ phong. Vẫn không có động thủ Lưu Trạch Kỳ, hiển nhiên là sợ ngây người hắn, trừng trực cặp mắt, không dám tin. Cái gì, làm sao có thể? Hắn thân hình bá một tí biến mất, đi tới Trương Nhạc Hữu trước mặt đỡ dậy đối phương. Những cái người mới kia thấy một màn này, cũng là rối rít kinh ngạc không thôi. Diệp thần không lại nhìn về phía Lưu Trạch Kỳ cùng Trương Nhạc Hữu bên kia, xoay người rơi vào những thứ này bị vây khốn trong học sinh mới. Diệp ca, trực tiếp có người hào khí hô. Sau đó đám kia trong người mới, liền vang lên từng cơn tiếng vỗ tay. Mấy cái khác phụ trách coi giữ trận pháp người. Lúc này vậy không dám nhúc nhích, liền Trương Nhạc Hữu cũng thua, bọn họ nhất định không phải Diệp thần đối thủ. Vì mình thân người an toàn lo nghĩ, bọn họ vẫn là quyết định coi giữ trận địa. Các vị đều không sao chứ? Xin lỗi, bởi vì ta nguyên nhân để cho các ngươi ở chỗ này dừng lại hồi lâu, ta sâu biểu thị áy náy. Diệp thần ánh mắt nhìn về phía bốn phía, những người đó trong mắt có ngạc nhiên mừng rỡ cũng có cảm kích, bất quá cũng không có gì oán hận. Cái này để cho hắn có chút xấu hổ. Dẫu sao là bởi vì là hắn, chân hình vũ mới động thủ. Yên tâm đi, Diệp ca, mấy tên này mặc dù phách lối, nhưng vẫn là không dám đối với chúng ta động thủ. Có cái tóc húi cua người đàn ông cởi mở nói. Đối, bọn họ nếu thật dám động thủ, chúng ta mấy chục người liền nằm ở trong này không đứng lên. Xem bọn họ làm sao cùng tông môn giao phó. Những người này bị giải cứu ra sau đó, tâm tình vậy thanh tĩnh lại. Bất quá vậy xanh đôi hai huynh đệ, còn không phải là rất thích xem,
Thật ra thì chân chính phát hiệu lệnh người là Chân Hình Vũ, những người này coi như không được cái gì, nếu như Chân Hình Vũ trở về, sự việc thì trở nên được khó giải quyết. Diệp Thần gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, yên tâm đi, người không phạm ta, ta không phạm người, chuyện này bọn họ cũng không chiếm lý. Nếu như lại im hơi lặng tiếng, coi như để cho tiểu nhân đắc chí. Nói xong, Diệp Thần liền nhìn về phía tức giận tràn đầy, cũng không dám động thủ Trương Nhạc Hữu mở miệng liền nói, đem Chân Hình Vũ kêu đến đi, hắn đều không phải muốn tìm ta sao. Ta ở nơi này chờ hắn. Trương Nhạc Hữu cùng Lưu Trạch Kỳ đều là hừ lạnh một tiếng. Cùng Chân Hình Vũ tới, xem ngươi làm sao còn phách lối. Diệp Thần liếc hắn một mắt, chợt nhắm mắt tu luyện, tựa hồ hoàn toàn không đem coi ra gì. Ngươi! Trương Nhạc Hữu tâm trung khí phẫn, nhưng cái này động một cái, lại dính dấp đến vết thương, nhất thời đau được đổ hít một hơi khí lạnh. Lưu Trạch Kỳ kéo hắn, đi trước tầng thứ ba tìm Chân Hình Vũ. Bên này gây ra sóng gió cũng không nhỏ, ngay tức thì thuận tiện lấy tốc độ ánh sáng truyền ra, cũng không lâu lắm, rất nhiều Thái Lôi Thần Tông đệ tử đều biết. Những người đó rối rít chạy tới, muốn tìm tòi kết quả. Còn có chút không bị bao vây người mới vậy chạy tới, nghe chuyện này sau đó tâm trung khí phẫn bất quá, cũng không dám tức giận mắng lên tiếng. Bởi vì Chân Hình Vũ bối cảnh, cũng không phải là đùa giỡn. Mà ở phía xa cũng có chút địa vị không thấp đệ tử nội môn nhìn một chút bên này, bọn họ ngược lại là muốn nhìn một chút Diệp Thí Thiên phải giải như thế nào quyết lần này tình hình. Hôm nay Diệp Thí Thiên đã ở trước mặt mọi người và Chân Hình Vũ hoàn toàn xé rách ra mặt, hai người kia nhất định phải phân thắng bại, chuyện này mới có thể tạm thời kết. Diệp Thần nhắm mắt dưỡng thần lúc đó, Ứng Hồng Nhan đứng ở một bên, ánh mắt có chút áy náy. Chân thực xin lỗi, đều là bởi vì ta, mới biết tạo thành hôm nay cục diện. Ứng Hồng Nhan tràn đầy áy náy nói. Vốn là một chuyện nhỏ, hiện tại nhưng ảnh hưởng đến toàn bộ người mới đoàn thể. Làm trễ nãi mọi người tiến độ tu luyện, còn để cho Diệp Thí Thiên gặp đến từ bốn phương tám hướng khó hiểu áp lực, nàng trong lòng chân thực áy náy. Diệp Thần hơi dương mắt, khẽ cười một tiếng. Cùng ngươi cũng không bao lớn quan hệ, không nên tự trách, chuyện này đổi thành ai tới, đều biết làm ra phản kích, hắn Chân Hình Vũ hoành hành bá đạo, liền được đụng phải này vậy hành động hậu quả. Những cái người mới kia nhiều hơn thiếu thiếu cũng biết liền chuyện ấy nguồn, căn nguyên trong lòng không khỏi dâng lên một chút nhiệt huyết. Dựa vào cái gì bọn họ người mới đáng đời bị khi dễ? Liền bởi vì đối phương có cường ngạnh bối cảnh sao? Vậy sau này còn ai dám ở tông phái trong đó tu luyện? Ai còn có thể ở Thái Lôi Thần Tông mang nổi đầu? Các vị, chuyện này nguyên nhân đầu đuôi, chắc hẳn các ngươi đều biết, chỉ là bởi vì trêu đùa thiếu nữ không được, cái này Chân Hình Vũ liền muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, hoàn toàn không để ý chúng ta tu luyện độ tiến triển. Như vậy khuất nhục. Như nếu chúng ta không mình phấn khởi phản kháng, sau này chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, im hơi lặng tiếng, không giải quyết được vấn đề, hắn Chân Hình Vũ lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào đem tất cả người đá ra tông môn. Hôm nay, ta Diệp Thần nguyện trước mặt phong, để cho các người biết, người mới thì chưa chắc không thể đánh bại cụ già. Diệp Thần nói lời này lúc đó, trong mắt lãnh đạm ánh sáng ngay tức thì đổi được nóng bỏng lên, mà hắn nói lời này lúc đó. Cả người trên dưới vậy bộc phát ra một cổ vô cùng là ác liệt bá đạo khí thế. Cái này một phần uy áp vô cùng là dày đặc, chấn thiên triệt, tuyệt không kém gì bất kỳ một tên thiên kiêu. Vậy mấy chục tên người mới cảm nhận được liền như vậy dâng trào không khí sau đó, vậy rối rít vung cánh tay kêu gào. Đúng, mọi người đều là tông môn đệ tử, dựa vào cái gì chúng ta liền được vô duyên vô cớ bị hắn khi dễ. Không vì cái gì khác. Liền là Ứng cô nương đòi lại một cái công đạo. Dựa vào cái gì nàng gặp người khác trêu đùa, cự tuyệt sau đó sẽ bị chèn ép. Rõ ràng chính là đối phương có tội. Diệp ca trưởng nghĩa ra tay, lại bị các ngươi cái này mấy tên đệ tử nội môn liên thủ tới khi phụ, thân là lôi tu giới nhất tông phái lớn, thiên lý ở chỗ nào? Công đạo ở chỗ nào? Những cái người mới kia đệ tử, phảng phất là cảm ứng được dâng trào mãnh liệt hơi thở, rối rít phát ra trực kích linh hồn chất vấn. Tạm thời giữ ở ngoài cửa những cái kia đệ tử nội môn, chính là đầu đầy mồ hôi, ấp úng, nửa ngày không nói ra một chữ tới. Bọn họ cũng không nghĩ tới, đám này người mới phản ứng lại có thể to lớn như vậy, đã vượt ra khỏi bọn họ có thể nắm trong tay phạm vi. Chung quanh còn có người mới không ngừng gia nhập vào, phảng phất là được loại nào đó hơi thở bị nhiễm, cao giọng hô to, yêu cầu còn hắn công đạo.
Đi qua nơi này tông phái đệ tử cũ, rối rít kinh ngạc không thôi. Làm biết chuyện nguyên nhân hậu quả sau đó, thần sắc của bọn họ đổi được đặc sắc. Đám người này nếu như không dám lên tiếng, cúi đầu làm người, đối với chân hình vũ tới nói không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu là có người đem bọn họ vặn thành một dây thừng, muốn đem việc này làm lớn chuyện, cho dù chân hình vũ đứng sau lưng đại trưởng lão cũng phải ra mặt cho cái giải thích mới có thể lắng xuống nhiều người tức giận. Nếu không nói ra, chính là thất lạc thái lôi thần tông vạn năm tới mặt mũi. Như vậy có tổn danh dự chuyện, cho dù là đại trưởng lão, cũng không dám tận lực đè nén. Nói cho cùng chân hình vũ vẫn là quá trẻ tuổi, lấy vì mình có chỗ dựa vững chắc, liền có thể ở tông môn bên trong là tùy ý là. Nào ngờ tiếng người đáng sợ, dư luận áp lực tích lũy tới trình độ nhất định, là được nặng qua Thái Sơn. Hắn chân hình vũ, còn không cường đại đến như vậy không sợ bước. Xa xa tầng mây sâu tiêu, một nam một nữ đứng sừng sững nơi này. Cái này hai người chính là vậy Lâm Thiên Huyền và Tư Đồ Hậu Cẩm. Sư tỷ, ngươi làm sao xem thằng nhóc này? Lâm Thiên Huyền có nhiều hăng hái nhìn về Diệp Thần bên kia, quay đầu hỏi Tư Đồ Hậu Cẩm. Mà Tư Đồ Hậu Cẩm chính là cười một cái, vậy đối với con ngươi, giống như linh sông bên trong nhất là trong suốt đá quý, chớp mắt, vô cùng là động lòng người. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, liền bốn phía phong lôi cũng làm say ngã, ngã trái ngã phải, không có phương hướng. Khuynh quốc khuynh thành, không ngoài như vậy. Hắn rất thông minh, vậy rất hiểu được tạo thế, có lẽ hắn có thực lực một mình chiến thắng chân hình vũ, nhưng hắn cũng không muốn, bởi vì như vậy tới một cái, tất cả áp lực liền tập trung vào trên người hắn, đại trưởng lão nếu như đổ thừa, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Tư Đồ Hộ Cẩm rất là nghiêm túc phân tích nói. Lâm Thiên Huyền gật đầu liên tục, giơ ngón tay cái lên. Sư tỷ nói đúng. Tư Đồ Hộ Cẩm lật cái xinh đẹp nũng nịu bạch nhãn, tiếp tục nói, hơn nữa hắn trên mình có trời xanh lãnh tụ khí chất. Ta cũng không nói lên được cụ thể là kia loại cảm giác, ngay vừa mới rồi ở một chớp mắt kia, ta thậm chí cũng muốn xông qua, là bọn họ bị không bình kêu gào đôi câu. Tư Đồ Hộ Cẩm lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy không rõ ràng. Thì ra là không chỉ sư tỷ có loại cảm giác này. Thậm chí liền ta cũng muốn đem lôi tụng kiếm cho rút ra. Đi giúp hắn giúp một tay liền tốt. Lâm Thiên Huyền chặc chặc thán liền một câu. Tư Đồ Hộ Cẩm khẽ mỉm cười, lại xem kết quả đi, ta muốn xem cái cây đuốc này rốt cuộc có thể đốt tới bao xa. Chỉ cần hắn bất bại, cái cây đuốc này là có thể một mực đốt đi xuống. Hai người tông môn cao cấp thiên kiêu giữa đối thoại, cũng không lại có bao nhiêu người nghe được. Cơ hồ tất cả mọi người sự chú ý, cũng bỏ vào tầng thứ hai một phiến khu vực. Ở chỗ này giống như là có khởi nghĩa quân đoàn sắp bạo khởi như vậy, rất nhiều người ở một nơi, lăm le, trong ánh mắt nhô lên lửa giận. Trừ người mới ra, còn có không thiếu từng bị chân hình vũ lấn ép qua người, vậy rối rít đứng ra, phát tiết nổi khổ trong lòng im lìm. Tỉ mỉ đếm tới, số người lại đạt tới hơn 100. Trong này còn có không thiếu tiềm lực tốt đệ tử, tương lai nhất định là tông môn cột trụ. Lưu Trạch Kỳ hơi có chút không biết làm sao. Hắn cùng mấy cái khác đệ tử nội môn từ từ lui về phía sau, sắp bị cổ khí thế này đè được không thở nổi. Bất quá lúc này, chân trời có một đạo lưu quang thoáng qua, hóa là cầu vòng, tập kích bất ngờ tới. Làm ánh sáng biến mất, chân hình vũ bóng người nổi lên, hắn thần sắc lạnh lùng, ánh mắt nhọn, thẳng ở Diệp Thần trên mình quét qua. Làm sao, liên hiệp nhiều người như vậy, là muốn vây đánh ta sao? Sợ rằng các ngươi còn chưa đủ cách. Chân hình vũ đối mặt cái loại này trận thế, mặt hiện lên cười nhạt, giọng châm chọc chậm rãi truyền ra. Hắn những năm gần đây, thực lực tu vi không tăng trưởng nhiều ít, chèn ép người khác phương pháp ngược lại là một bộ một bộ. Thấy những thần kia sắc tức giận người mới, trong đó còn kèm theo bộ phận khuôn mặt cũ, hắn diễn cảm bình thản, nhưng trong lòng kinh ngạc không dứt. Những người này vì sao hiện tại dám đứng ra phản kháng hắn? Trước kia có thể chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này. Rất tốt, ta sẽ đem các ngươi tư liệu toàn bộ điều tra rõ, từng cái bắt tới. Liền xem hiện tại các ngươi ai dám làm cái đó ra mặt chim. Hắn thanh âm bỗng nhiên đổi được lạnh lùng, những lời này cũng không phải là làm trò đùa, mà là chân tránh uy hiếp. Nhàn nhạt lôi lực đi theo tản mát ra, để cho những cái người mới kia lần nữa thấy được hắn thực lực. Mặc dù không tính là 10 phần bạt tiêm, nhưng cũng không phải là những thứ này người mới có thể ngăn trở.
Một số người trong mắt vẻ giận dữ ngay tức thì rút đi, chợt trở nên có chút do dự. Bọn họ cũng không thể ước chừng Xính Tạm Thời Dũng, còn được là không để cân nhắc mới được. Trần Hình Vũ thấy một màn này, hết sức hài lòng. Hắn muốn chính là thứ hiệu quả này. Chỉ có hung ác, mới có thể để cho người sợ. Bất quá một khắc sau, Diệp Thần đi bước về phía trước một bước, bàn tay hắn hướng xuống dưới đè một cái, thả ra vô hình luân hồi lực lượng. Lục đạo luân hồi và lăng tiêu võ ý, không sợ hãi, có thể tiêu trừ trong lòng tâm ma. Sóng gợn vô hình chậm rãi lan truyền, quét qua đám người, xua tan bọn họ nơi dầu dỉ phần kia sợ hãi. Mà Diệp Thần thanh âm vậy đúng lúc vang lên, tựa như mang theo một loại đặc thù ma lực, có thể làm người ta tâm trạng an thần. Hắn mà nói, phảng như định hải thần châm, khiến người rất nhanh trấn tĩnh lại. Không muốn đem ngươi vì tư lợi, làm chuyện đương nhiên. Ta coi như là rõ ràng, vì sao ngươi chiếm tốt như vậy tài nguyên tu luyện, thực lực nhưng kém cỏi đến đây, chỉ biết khi nam phách nữ, bắt nạt kẻ yếu người, không xứng đứng ở địa vị cao. Diệp Thần có lời nói thẳng, đem đối phương cách chức được không đúng tí nào. Trần Hình Vũ nghe lời nói này, thần sắc nhất thời biến đổi, mặt mũi âm trầm như nước. Ta khuyên ngươi đời sau còn mở miệng trước, thật tốt muốn một tí nên nói như thế nào nói. Nếu không liền chết thế nào cũng không biết. Trần Hình Vũ lúc trở về, sau lưng còn đi theo hai người, thực lực so với Lưu Trạch Kỳ các người tới cường đại hơn. Cái này hai người hiển nhiên cũng muốn leo một leo Trần Hình Vũ tầng quan hệ này. Bất quá Diệp Thần hoàn toàn không sợ, hắn lôi đạo thực lực cũng sớm đã đột phá. Bề ngoài nhìn qua không cao bao nhiêu tu vi, nhưng thực tế đã tiến vào đứng đầu nhất tầng thứ, cho dù đối mặt số một số hai lôi tu thiên kiêu, hắn cũng có thể chiến đấu. Hai người kia là nội môn trong đó hạng trước 20 tồn tại, bước chân vào tầng thứ 6, so với Diệp Thần tới, thực lực cường đại hơn. Bọn họ hai người tự nhiên lòng tin 10 phần, hoàn toàn không có đem Diệp Thần coi ra gì, chỉ là cảm thấy trước mắt những thứ này người mới có chút khó giải quyết. Trần Hình Vũ một chút cũng không cuống cuồng, cho dù Diệp Thần chiến thắng hai người khác, nhưng hắn không hề cho rằng Diệp Thần có thể đánh thắng được phía sau mình hai người. Diệp Thần nghe vậy, nhất thời khinh thường cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn thân thể từ từ bay lên, cuối cùng cùng vậy Trần Hình Vũ song song trước đối mặt. Diệp Thần chìa tay ra, hướng hắn ngoắc ngoắc, nói, đừng bảo là nói nhảm, muốn đến tìm mặt mũi, ngươi liền tự mình ra tay đi, tới chứng minh ngươi không phải cái chỉ sẽ dựa vào người đứng sau phế vật. Diệp Thần lời này vừa nói ra, những học sinh mới rối rít sửng sốt một chút, nhưng chợt vang lên nhiệt liệt hoan hô thanh âm. Quá dám! Một cái tiến vào tông môn còn không bao lâu đệ tử mới, lại dám tại chỗ khiêu khích tông môn bên trong cụ già. Hơn nữa tên này cụ già, vẫn là cực kỳ phách lối tồn tại. Diệp Thần biết rõ muốn lấy được lôi bia, không như vậy dễ dàng, có lẽ hoàn toàn đắc tội người này, lôi bia sẽ có một đường chuyển cơ. Ngày hôm nay, Trần Hình Vũ cũng không nghĩ tới, lại có thể tới một so mình càng phách lối. Hắn bị đối phương mang đến lửa trên kệ, chỉ có thể nhắm mắt tiếp theo. Trần Hình Vũ ánh mắt, âm lịch giá rét, giống như lưỡi đao như nhau thổi qua Diệp Thần ra, hận không được cầm hắn ăn tươi nuốt sống. Hắn sắc mặt phá lệ âm hàn, bởi vì Diệp Thần lần này thái độ, quả thực để cho được hắn có chút mất mặt, cưỡi hổ khó xuống. Hắn lúc nào bị người như vậy ép qua? Hắn tổ chức người bức bách Diệp Thần đi ra, muốn nhìn thấy, cũng không phải là một màn này. Hắn muốn nhìn thấy, là Diệp Thần quỳ xuống trước mặt hắn luôn miệng cầu xin tha thứ một màn kia, để cho những người khác biết, hắn Trần Hình Vũ cũng không phải là dễ trêu. Có thể không nghĩ tới, sự thật lại phản tới đây. Nếu thằng nhóc này còn như thế không thức thời, vậy cũng chỉ có thể dùng quả đấm tới rất rõ ràng nói cho hắn, mới tới Thái Lôi Thần Tông tân sinh. Hẳn học sẽ cái gì gọi là khiêm tốn làm người. Các ngươi hai người cũng không cần nhúng tay, xem ta làm sao thu thập cái này không biết trời cao đất rộng người. Trần Hình Vũ thanh âm âm trầm, đối sau lưng hai người nói. Cái này hai người gật đầu một cái, không nói gì nữa. Bọn họ trấn thủ ở chỗ này, chắc hẳn những cái kia tân sinh không dám làm bậy, Trần Hình Vũ chuyên tâm thu thập Diệp Thần là được rồi. Ba tên thực lực cường đại đệ tử nội môn, tụ chung một chỗ đối phó tên kia người mới, sợ rằng hắn là không chạy khỏi. Thằng nhóc này thật dũng cảm, dõi mắt toàn bộ Thái Lôi Thần Tông, đều không mấy người dám trêu Trần Hình Vũ, hắn không chỉ có chọc, còn chọc phải không chết không thôi bước, liền xem hắn làm sao thu tràng.
Ha ha, chúng ta xem náo nhiệt là được, bất quá nói chuyện cũng tốt, chân hình vũ loại hóa sắc này, dựa vào mình có chút bối cảnh, khắp nơi làm sằng làm bậy, ỷ mạnh hiếp yếu, cũng là thời điểm nên chịu khổ một chút. Thấy cái này kiếm bạt nỗ trương hai người, vậy một bên người xem cuộc chiến đều là rõ ràng, chân hình vũ chưa bao giờ nhận như vậy khiêu khích, trong lòng khẳng định cực kỳ tức giận. Hắn thực lực tuy nói không tính là tông môn cao cấp, nhưng là đối phó một người mới hẳn vẫn là đủ. Những người đó lúc này nhìn phía trước Diệp Thần một phen, nghị luận sau này, mỗi người lui về phía sau. Ngươi lấy là đánh bại ta mấy người bên cạnh, cũng đã vô địch thiên hạ phải không? Ha ha, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi kiến thức vẫn là quá nông cạn. Hiện tại, ta không thể không tiếc nuối nói cho ngươi, tiếp theo đem ngươi sẽ gặp bị đến từ ta bạo kích. Nếu như ngươi hiện tại quỳ xuống cho ta dập đầu một cái, ta có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Chân hình vũ âm gương mặt, mở miệng nói. Hắn trên mình, vậy hiện ra đùng đùng lôi quang, chợt hai tay chậm rãi cầm gộp lại, cuồng bạo sấm sét, hóa là hùng hồn ánh sáng, xông lên trời không. Mà một hồi kích động hơi thở từ trong cơ thể tản mát ra, như vậy lôi lực uy áp, nhanh chóng lan truyền, làm được phía dưới không thiếu người mới đều là thay đổi sắc mặt. Loại trình độ đó lôi lực, so với bọn họ tới, thật sự là mạnh quá nhiều, sợ rằng cũng đã đạt đến trăm gia cảnh đỉnh cấp. Cái này chân hình vũ, mặc dù cậu ấm cậy mạnh, nhưng là dùng thiên linh địa bảo chất đống lôi lực tu vi, vậy không thể khinh thường. Thân là tông môn đại trưởng lão truyền nhân, chân hình vũ thực lực không hề yếu, chỉ bất quá ngày thường mê mệt tại tử sắc, bị móc sống thân thể mà thôi. Nếu như không muốn ở đệ tử nội môn trong đó hạng, ở 40 trên dưới, tuyệt đối không thể nói nhỏ yếu. Một số người không nhìn được nhìn về phía Diệp Thần, bọn họ đối Diệp Thần có thể không coi trọng. Bất quá Diệp Thần thần sắc, vẫn là không hề bận tâm hắn, trong con ngươi, không có chút nào gợn sóng, cũng không có bởi vì chân hình vũ cái loại này lôi lực uy áp xuất hiện sợ hãi hoặc là sợ vẻ mặt. Ngươi cho ta dập đầu hai cái đầu, ta có thể cân nhắc tha ngươi. Diệp Thần từ tốn nói câu. Không ít người nghe lời nói này, không nhịn được bật cười. Tên này, vừa là phách lối lại là thú vị. Thằng nhóc, ta là cho ngươi cơ hội, chính ngươi không quý trọng, coi như không trách ta. Chân hình vũ ánh mắt trầm xuống, thần sắc băng hàn, hiện ra nồng nặc thích xiết chóc ý. Ngay sau đó, hắn bóng người đột nhiên bạo xông lên ra, giống như một đầu bá đạo thú sấm. Để cho ngươi kiến thức một tí, cái gì là chân chánh thánh lôi vũ pháp? Thiên lôi pháp, muôn vàn lôi bảo. Đây là quá lôi thần tông truyền xuống tuyệt đỉnh võ kỹ một trong, từ xưa tới nay, đều là cao cấp thiên kiêu mới có thể tu luyện. Hắn hai tay nắm chặt, một quyền bạo oanh ra, lôi quang ầm lập lòe, do như sóng biển vậy cuộn sạch ra. Lay trời kinh người chập chờn, nhanh như sấm, như điên ma vậy hướng về phía Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần hai tròng mắt bên trong, hiện ra mấy đạo nhún nhảy lôi quang. Vậy thì như thế nào? Diệp Thần trong suốt trong con ngươi, chiếu ngược vậy thiểm lược mà đến sấm sét, thanh thế kinh hãi, nói nghe sởn cả tóc gáy. Trong cơ thể hắn hỗn độn thần lôi, vậy cảm nhận được liền từ ngoại giới tới khiêu khích, không khỏi được phát lực. Bót! Hỗn độn thần lôi bỗng nhiên nổ vang, cơ hồ là ở trong nháy mắt, hào hùng lực lượng tụ đến, nhanh chóng tràn vào Diệp Thần cánh tay, lóe lên lôi quang vô cùng chói mắt, từ bên trong tới bên ngoài, không sơ hở nào để tấn công. Lôi lực từ cánh tay tới, lan tràn thành sông, cơ hồ để cho Diệp Thần toàn bộ thân thể cũng chìm ngập ở lôi quang bên trong. Hắn khẽ quát một tiếng, hai ngón tay cũng khúc, sát na kế tiếp, chợt bạo gai ra, một đạo mười mấy trượng dài lôi quang từ hắn đầu ngón tay cướp ra, giống như một chuôi màu vàng thần thương, hết sức ác liệt. Bành! Hai đạo lôi lực, hung hãn đụng vào nhau, lôi lực va chạm có tiếng trầm thấp truyền ra, lôi quang chói mắt lúc đó, chợt song song chôn vùi đi. Kích thứ nhất, hai người bên tám lạng, người nửa cân, cũng không ai chiếm được ưu thế. Lôi lực còn chưa tiêu tán, chiếm cứ ở giữa không trung. Chân hình vũ nhìn một màn này, đôi mắt khẽ híp một cái, tựa như xuyên thấu qua tầng này lôi mạc, nhìn chăm chú vào đối diện Diệp Thần. Bành! Ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Một đạo thân ảnh mơ hồ, đột nhiên vào lúc này giống như quỷ mị vậy xuyên qua vậy chôn vùi lôi quang, xuất hiện ở chân hình vũ phía trên. Chân hình vũ nhất thời thần sắc đại biến, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể lừa gạt được hắn phong tỏa, xuyên thấu lôi quang, tới trước mặt.
Bàn tay hắn bỗng nhiên nắm chặt, lôi quyền lên đường đạo hắc mang hiện lên, ngưng tụ thành một đạo ngút trời tấm thuẫn. Bành! Diệp Thần công kích nhìn như nhẹ nhàng, nhưng thực tế linh xảo nhiều thay đổi, hóa quyền thành trường, lại cũng là hai ngón tay, điểm ở tấm thuẫn kia bên trên, nhìn như không có sức, trên thực tế thốn kình bùng nổ, vô cùng lực lượng bỗng nhiên cuộn sạch. Chân hình Vũ Nguyên lấy vì mình xây dựng ra lôi lực tấm thuẫn có thể ngăn cản Diệp Thần công kích, nhưng hắn lại coi là sai rồi. Vậy giữa hai ngón tay bùng nổ thốn kình, giống như một cái cuồng bạo lôi xà, gào thét xông lại, nhất thời liền xé rách trước mặt hư không, cuốn lên muôn vàn gợn sóng. Không thể nào, đây chính là gia gia ta truyền xuống phòng ngự chí bảo, sao sẽ bị ngươi tùy tiện phá hỏng. Chân hình Vũ hoàn toàn không dám tin, hắn giống giận, cơ hồ là đem trong cơ thể tất cả lôi lực đều tụ tập đến trước mặt. Rồi sau đó hắn một quyền đánh ra, gào thét ra, mang theo kinh người lôi lực chập chờn, bao phủ hướng Diệp Thần. Sấm sét chống đỡ quyền quang gào thét, loại ba động đó, cũng là làm được Diệp Thần thần sắc hơi chăm chú. Xem ra tên này, vẫn có chút thực lực, nếu không không thể nào có như vậy sức chiến đấu. Bất quá, nếu như vậy là thực lực chân chính nói, vậy cũng không việc gì cần thiết và hắn đánh, bởi vì nhất định sẽ trở thành là bại tướng dưới tay. Diệp Thần ánh mắt ác liệt, cơ hồ phải đem mảnh thiên địa này nuốt mất. Giật dương lôi chỉ. Chân hình Vũ cắn răng, sử xuất một cái tuyệt kỹ, trước khi bắt đầu chiến đấu, hắn cũng không có nghĩ tới, lại có thể gặp mặt Diệp Thần hợp lại đến như vậy bước. Hắn thân hình không nhúc nhích tí nào, một ngón tay lăng không điểm ra, lôi quang cuộn sạch, ở đó lóe lên lôi quang trên, phảng phất là có ngọn lửa vô hình lướt qua. Rồi sau đó đi đôi với chân hình Vũ chỉ gió điểm ra, hóa là một đạo bạo liệt lôi quang, biến dạng không khí, nặng nề điểm vào vậy mấy đạo chạy cướp mà đến lôi quang giấu tay bên trên. Đông! Hai đạo ác liệt thế công chính diện cứng rắn đụng, nhất thời có mắt thường có thể thấy được lôi lực sóng trùng kích cuộn sạch mở, màu vàng cùng màu đen hai cổ lôi lực đối mắt, điên cuồng ngọa nguậy, định đem đối phương phá hủy. Phá cho ta! Thấy hai cổ lôi lực rằng co không nghỉ, chân hình Vũ ánh mắt trầm xuống, trong cơ thể lôi lực vào lúc này triệt triệt để bộc phát ra, một trường đánh ra, nhất thời lôi quang đại tác, cuối cùng đem vậy xâm la chết ấn hình thành lôi lực đánh vào áp chế xuống, cuối cùng phịch đích một tiếng, miễn cưỡng tách ra đi. Bá! Hắn lôi quang, cuối cùng là phá hư Diệp Thần tấn công. Nhưng mà lôi lực đánh vào mới vừa bị hóa giải, một đạo thân ảnh đã là bạo xông lên tới, quyền phong gào thét, quyền trường ảnh không chút lưu tình hướng về phía chân hình Vũ chỗ hiểm quanh người bao phủ tới. Diệp Thần căn bản liền không động dùng quá nhiều lôi lực, trực tiếp dùng thân xác nghiền ép. Như vậy tư thái, giống như là hoàn toàn không đem chân hình Vũ coi ra gì. Bịch bịch, mà chân hình Vũ đối mặt với Diệp Thần cuồng mãnh tấn công, chính là cười lạnh một tiếng, thúc giục lôi lực, ác liệt chỉ gió cuộn sạch ra, đem vậy tới từ Diệp Thần thế công, toàn bộ ngăn trở xuống. Trên bầu trời, hai đạo ánh sáng ảnh dây dưa chung một chỗ, hắc mang kim quang bộc phát ra, tương đối chói mắt. Ở khu vực này, vô số đạo ánh mắt đều là nhìn trên bầu trời hai bóng người, từ nơi đó tản mát ra cuồng bạo lôi lực, coi như là bước chân vào tông môn bên trong cụ già, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Ứng Hồng Nhan, Vương Thành các người cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn hai người giao thủ. Diệp Thần thực lực, tự nhiên không thể nghi ngờ, nhưng là có thể cùng chân hình Vũ kịch chiến đến như vậy bước, vẫn là làm bọn họ 10 phần giật mình. Vô luận như thế nào, bọn họ đều là hy vọng Diệp Thần có thể thắng. Như vậy tới một cái, coi như là bị lấn ép người mới hung hăng ra miệng ác khí. Không qua bọn họ còn lo lắng một chút vấn đề. Tuy nói Diệp Thần lôi lực lĩnh ngộ cùng với thiên phú cực cao, nhưng chân thực tu vi nhưng vẫn chưa đủ, nếu như là đánh cứng rắn chiến đấu, sợ rằng không cách nào chống đỡ tiêu hao số lớn. Muốn so với lôi lực hùng hồn nói, dĩ nhiên là không đạt tới chân hình Vũ, cho nên loại rằng con này kéo dài nữa, đối hắn cũng không có quá lớn chỗ tốt. Oanh! Mà đang ở bọn họ trong lòng lóe lên những ý niệm này lúc đó, trên bầu trời chợt có sấm tiếng vang lên, chỉ gặp được vậy dây dưa chung một chỗ hai đạo thân ảnh cũng là đổ bắn ra. Diệp Thần hai tay áo bị xé một ít, mà vậy chân hình Vũ bù xù mái tóc dài cũng là đổi được tán loạn liền rất nhiều, hiển nhiên trước kia hai người, hạ khởi thủ tới đều không làm sao nương tay. Tiểu tử ngược lại có chút bản lãnh, lại có thể ép ta đến như vậy bước, xem ra ngươi tu vi độ tiến triển cũng không tệ lắm. Chân hình Vũ cười lạnh nói, Diệp Thần biểu hiện ra thực lực,
đã không thể so với bọn họ những thứ này nội môn đệ tử nòng cốt kém. Loại chuyện này, để cho chân hình vũ sát ý trong lòng sâu hơn. Diệp thần càng mạnh, đối hắn uy hiếp vậy lại càng lớn. Hắn tuyệt đối không cho phép một cây lợi đâm vào mình mí mắt phía dưới trưởng thành. Chỉ bất quá ngươi không muốn lớn lối. Chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiếp theo có ngươi dễ chịu. Chân hình vũ ánh mắt đột nhiên sắc bén. Hắn một bước bước ra, lôi quang lóng lánh không ngừng, tóc bù xù phiêu vũ đứng lên, hóa là từng cây một lôi kim, để cho hắn nhìn qua giống như một tôn sấm chớp mưa bão bên trong sinh ra chiến thần. Lôi cuộc chiến thánh, sấm thần thể. Chân hình vũ vận dụng đại trưởng lão truyền xuống mạnh nhất tuyệt kỹ, sấm thần thể. Cái này cùng thể chất, là thời kỳ thượng cổ chuẩn đế mới có thể tu luyện độc môn công pháp, một khi ngưng đọc lên 31 đạo hoàn chỉnh sấm, là được bước vào lôi đế cảnh giới, trở thành chí cao vô thượng lôi tôn. Sáng chói đen nhánh ánh sáng, từ trong cơ thể tràn ra, co giãn không chừng, giống như muôn vàn mây đen phun trào. Hắn hiện tại đã ngưng luyện ra 9 đạo hoàn chỉnh sấm, chỉ thiếu chút nữa, là được bước vào cảnh giới toàn mới. Mà những cái kia sấm, điều điều khỏe mạnh như trụ, giống như là dơ lên trời đỉnh núi, vắt ngang ở giữa không trung, vô cùng to lớn, có thể tùy thời biến ảo thành bất kỳ hình thái, là hắn sử dụng. Cho ta chém. Chân hình vũ giấu tay biến đổi, quát khẽ lên tiếng. Chỉ gặp được đầy trời mây đen nhất thời mãnh liệt không ngừng, chợt ở hắn phía trước phun trào. Trong chốc lát biến ảo vô cùng, lại là biến thành che khuất bầu trời khổng lồ sấm sét cự kiếm. Những thứ này cự kiếm không ngừng run rẩy, ông minh bên trong, thấm vào một loại cực kỳ lợi hại chập chờn. Trong thoáng chốc gió nổi lên tiếng vang như sấm, theo vậy vô số mây đen lăng không mà tán, lôi quang cự kiếm xuất hiện, phá vỡ nơi đây yên tĩnh. Chân hình vũ quanh thân thiên địa lôi lực, kịch liệt biến hóa, đều là trở nên có chút nóng nảy, dường như muốn xông phá cái này phiến hư không. Bên ngoài sân người xem cuộc chiến, đều rối rít làm tươi đẹp, bởi vì bọn họ cũng biết, đây là đại trưởng lão bất truyền kỹ. Một khi dùng đến, chính là long trời lở đất, đem hết thảy tất cả cũng có thể hóa là cho tàn. Thằng nhóc này thực lực không tệ, chân hình vũ tuy nói là một lọ thuốc, nhưng ít năm như vậy tới, đại trưởng lão cho hắn chất đống dược liệu, nổi lên không thiếu tác dụng, chí ít ta là không đánh lại hắn. Không chỉ là ngươi, chúng ta những ngày qua phú không đủ, lại không người có bối cảnh, như thế nào cùng người ta chống lại. Các ngươi cũng không cần thảo luận những thứ này, an tâm xem kìa, lúc bắt đầu ta cảm thấy chân hình vũ sẽ thắng, nhưng hiện tại còn thật không thể nói, ngược lại có chút coi trọng tiểu tử này. Những cái kia xem cuộc chiến tông môn đệ tử bàn luận sôi nổi, đều là thấp giọng thảo luận. Chợt một tí, chỉ nghe hôm nay không một tiếng nổ vang, vậy cầm lôi quang cự kiếm đã ầm ầm hạ xuống, phong tỏa Diệp thần tất cả đường lui. Nhưng Diệp thần vui mừng không sợ, đối diện thẳng lên, trong mắt bên trong lóe lên vô hình thành tựu xuất sắc. Trong cơ thể hắn khí hải chỗ, hỗn độn thần lôi không ngừng sôi trào, khuấy được luân hồi huyết mạch sôi trào không ngừng, tựa như một khắc sau thì phải phá thể ra. Không cần kích động, nếu hắn muốn chơi, vậy thì bồi hắn chơi một chút. Ta đây muốn xem, hắn rốt cuộc còn có nhiều ít chiêu số không dùng đến. Diệp thần cười híp mắt, trong chớp mắt, đã cướp ra chục nghìn mét xa, trong tay lôi quyền thông suốt thành hình, vào giờ khắc này, đan vào sáng chói điện quang. Sấm sét vạn pháp, điện ma thần quyền. Diệp thần trong cơ thể, hỗn độn thần lôi do khí hải mặc tới đan điền, cuối cùng đến linh hải bên trong. Vô tận sấm sét hòa lẫn luân hồi huyết mạch, đi lên bạo trào. Tuần hoàn lực, chợt vang lên, ở Diệp thần bề mặt hình thành một tầng mong mỏng khôi giáp. Vì vậy, Diệp thần có thể không sợ hãi vậy cầm lôi quang cự kiếm tổn thương, trực tiếp sử dụng lôi quyền tới phá giải đối phương phòng ngự. Chân hình vũ đứng ở trong hư không, chung quanh hắn, hình thành mấy cổ cường đại tràng vực. Không cần giãy giụa nữa, không có ý nghĩa gì, đối mặt quá lôi thần tông tuyệt thế lôi kỹ. Người kết quả duy nhất chính là chờ chết. Chân hình vũ ánh mắt âm hàn lạnh lùng, tựa như đã đoán được Diệp thần thất bại kết quả. Hắn cúi đầu cười nhạt, giơ tay lên, ấn pháp biến đổi. Chỉ gặp được vậy đầy trời lôi quang cự kiếm, thanh thế ngưng tụ tới cực điểm, đột nhiên đổi lại phương hướng. Đầu tiên là giống như một phiến cuồng lôi, xông lên vân tiêu, sau đó chợt quay lại thẳng xông lên xuống, hóa là một phiến nóng bỏng nước lũ. Bành đích một tiếng. Nổ tung không khí, mang theo từng cơn gào thét tiếng nổ vang âm, lấy một loại vô cùng nhanh chóng tốc độ, chặn lại Diệp thần tất cả đường lui.
Bỗng nhiên phát sinh một màn này, xem được tại chỗ không ít người cũng kinh ngạc không thôi. Đối mặt chân hình vũ cái này cùng thế công, cho dù Diệp Thần là cái nhóm này trong người mới cường đại nhất, nhưng vậy tuyệt đối không tiếp nổi. Phỏng đoán chân hình vũ là muốn mau chút kết thúc chiến đấu. Không thiếu tông phái cụ già nghĩ như vậy nói. Ứng Hồng Nhan, Vương Thành cùng rất nhiều người mới, lúc này cũng lộ vẻ được có chút nóng nảy. Bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn hư không bên kia, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Ở nơi đó, lôi quang cự kiếm uy thế nguy nga mênh mông, cơ hồ phải đem toàn bộ chân trời bao trùm. Mà Diệp Thần thân hình, ở đó thông thiên cự kiếm trước mặt, lộ vẻ được phá lệ nhỏ bé cùng yếu ớt. Hai người tới giữa thể tích, căn bản không được tỷ lệ. Khác tầng một chỗ sâu, Lâm Thiên Huyền đám người ánh mắt cũng thay đổi được thâm thúy. Xem ra thằng nhóc này gặp chút phiền toái à, chân hình vũ vận dụng ra ra hắn chuyển xuống lôi pháp tuyệt kỹ, bằng vào lôi thu thiên phú cũng không thể ngăn trở. Lâm Thiên Huyền lắc đầu một cái, nói như vậy. Cách đó không xa mỹ nhân tuyệt thế im lặng không nói. Ứng Hồng Nhan nhìn chằm chằm trong hư không chiến trường, trong lòng khẩn trương có phải hay không? Diệp Thần có thể muôn ngàn lần không thể có chuyện à? Thế nhưng đạo lôi quang cự kiếm, liền liền bọn họ đều là nhận ra được cực lớn nguy hiểm, nếu như Diệp Thần không hắn thủ đoạn, sợ rằng thất bại không thể nghi ngờ. Mà ở chung quanh rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Thần dửng dưng như thường, vẫn là thần sắc an thần. Dương mắt nhìn, hắn nhìn vậy ùn ùn kéo đến mà đến lôi quang cự kiếm, còn kèm theo vô số lóng lánh sấm sét, trong lòng đã đánh giá liền thực lực chân chính của đối phương. Bên ngoài mạnh bên trong yếu, căn cơ bất ổn. Cứ việc lôi quang cự kiếm gào thét vượt quá, trong hư không, có thể thấy được vô số đạo lôi quang cự kiếm huyễn hóa ra bóng dáng, lăng đổi được nghiêm túc hết sức. Nhưng ở Diệp Thần trong mắt xem ra, vẫn là chỗ sơ hở đầy rẫy. Dưới con mắt mọi người, Diệp Thần làm ra một cái làm người ta kinh ngạc cử động. Hắn đột nhiên nhắm hai mắt, để cho tất cả mọi người đều bất ngờ không kịp đề phòng. Mọi người ở đây không để ý rõ ràng hắn muốn làm gì thời điểm. Hắn bên người bề ngoài hiện ra một tầng u hắc bên trong mang loáng ánh sáng màu vàng. Vậy một món tia sáng kỳ dị lan tràn bắn ra bốn phía, từ trong cơ thể hắn chạy tràn ra, giống như là nham thạch nóng chảy như vậy lưu động, rồi sau đó bọc lại toàn bộ thân thể. Sấm sét vạn pháp, Phật vốn là đạo. Nhẹ nhàng líu ríu tiếng, từ Diệp Thần trong lòng vang lên, như vậy u hắc ánh sáng, đột nhiên bạo ngất trời tế, hắc quang cuộn sạch, Diệp Thần thân hình biến mất đi. Thay vào đó, là một tòa hết sức ngưng tụ thiên địa huyền hoàng tháp. Chỗ tòa này tháp tới được thần bí, trôi lơ lửng tại bầu trời, kim quang lưu chuyển, còn có sấm sét cậy thế trên đó. Hắn lặng lẽ sừng sững, âm thầm, mặc cho vậy sấm sét cự kiếm phá không tới, xen lẫn vô địch thế công, ngang nhiên đánh ra, cuối cùng toàn bộ đánh vào vậy thân tháp bên trên. Bành, bành, trong hư không, có Phật minh thanh âm, còn kèm theo kinh Phật, đạo đạo bay ra. Mười phần rộng lớn thần bí. Nổ tung tiếng vang khắp lên, bốn phương phun trào, bát phương tới chiều. Sấm sét hợp thành từng đạo hoa văn, hàm chứa kỳ diệu đạo nghĩa, quấn quanh thiên địa huyền hoàng tháp. Thiên địa huyền hoàng tháp, giờ phút này cùng sấm sét vạn pháp ở giữa đạo tổ lực hòa làm một thể, đổi được thâm trầm, nội liếm, nhưng lại tản ra nguy cơ. Rực rỡ gầm thét, tàn sát, như vậy khí tức kinh người. Liền cái này một mảnh không gian đều là phơi bày chen bể nổ tung dấu hiệu, để cho vô số người nhìn, cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vậy một tòa lưu quang bay múa thiên địa huyền hoàng tháp, lúc này vui mừng không sợ, như cũ tản ra nhàn nhạt chói lọi, đối mặt với như vậy ngập trời thế công, lại là sừng sững không nhúc nhích. Đi chết đi! Chân hình vũ tức giận giống to, thúc giục thanh cự kiếm kia, có thể làm người ta sợ hãi chuyện xảy ra. Sấm sét cự kiếm lại không có ở phía trên kia, lưu lại chút nào vết thương. Đây là, chuyện gì xảy ra? Nháy mắt tức thì, coi như là gần đây tới nay tự đại hắn, vậy phát hiện không đúng. Hắn trong lòng vạn phần kinh ngạc, đều là lướt qua lau một cái chấn động. Một ít bất an, giống như dây mây vậy, từ sâu trong nội tâm tràn ra, lặng lẽ quấn quanh lên trong lòng. Hắn rốt cuộc bắt đầu cảm giác được. Cái này bị hắn cho rằng những ngày qua một mực ở nhát gan tránh né người mới, rốt cuộc có quỷ dị cỡ nào cùng với nguy hiểm. Sấm sét nước lũ trên bầu trời cuộn sạch mà qua, thanh thế kinh người, cuồn cuộn lôi quang trong đó, vô số đạo lôi quang cự kiếm gào thét, người xem cuộc chiến không khỏi làm thán phục.
Lôi quang giống như cự kiếm nơi tiệc cuốn gió bão, vậy cùng áp lực, vô cùng khủng bố. Mà lúc này, mảnh thiên địa này bên trong, lôi lực kích động, vô số đạo ánh mắt đều là nhìn giữa không trung một màn này. Diệp thần công kích hung mãnh dị thường, cơ hồ phải đem nguyên phiến hư không xuyên thủng. Nhưng chân hình vũ thế công để cho được bọn họ sợ hết hồn hết vía, thậm chí liền Ứng Hồng Nhan các người, trong mắt đều là xông lên vẻ lo âu. Chân hình vũ nơi sử ra thông thiên cự chỉ, nháy mắt tức thì lôi quang tràn ngập, khói đá tiêu nổi lên bốn phía, chỉ ở ngắn ngủi ngay tức thì, liền làm cho cả tràng vực sụp đổ làm tan rã. Nguyên cái thiên địa lúc đó, tựa hồ chỉ còn lại có thiên địa huyền hoàng tháp, còn ở cùng lôi chỉ đối kháng. Bất quá nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Diệp thần vậy phát động ngang nhiên nhất kích, cơ hồ là im hơi lặng tiếng tới giữa, thiên địa huyền hoàng tháp tản mát ra khí thế kinh người. Lôi tháp, phá! Diệp thần ngay lập tức tới giữa, liền kéo theo cái này một mảnh thiên địa linh khí, cuồn cuộn lên, trùng điệp không ngừng. Bọn họ chỉ thấy được, Diệp thần ngay lập tức tới giữa liền làm xong cái này một phiến lôi vực tung tích, hơn nữa tóe ra cường đại kình khí, từ đỉnh tháp thả ra, quấn quanh thành rắn, kiềm chế vậy hư không phủ xuống vô địch cự chỉ. Cái gì? Chân hình vũ thần sắc khiếp sợ. Màu xanh đen lôi lực cứ việc điên cuồng tàn phá, cũng không cách nào ngăn trở Diệp thần mất đi lực lượng. Vậy một tòa lóe lên lôi quang thiên địa huyền hoàng tháp, đột nhiên hạ xuống, một khắc sau, xuất hiện ở chân hình vũ trước mặt. Cái này đạo lôi đình lóe lên đánh ra, hóa là một đạo lưu quang, dừng lại không ngừng, thả ra uy áp kinh người. Ngắn ngủi trong chốc lát, liền nhấc lên vô cùng mưa gió. Thiên địa huyền hoàng tháp, bộc phát ra gần như đen thui lôi quang, đem chân hình vũ vây hãm trong đó. Chân hình vũ muốn chống cự, nhưng hắn bên ngoài thân lôi lực mới vừa tràn ra, liền tựa như gặp phải một cổ vô hình cắn trả. Hắn cả người bị đánh tới, tổn thương tới hộc máu. Trực tiếp lui về sau hơn ngàn mét, bên ngoài thân lôi quang phòng ngự cũng bị phá hư, cả người đụng phải liền to lớn đụng, đổi được uể oải không chịu nổi. Mà hắn tản ra ngăm đen ánh sáng, chính là lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tiêu tán. Thiên địa huyền hoàng tháp trên, tản ra lóng lánh Phật quang, thần thánh uy nghiêm, cơ hồ làm cho không người nào có thể chống đỡ. Thiên địa huyền hoàng tháp lấy vô cùng mạnh mẽ tư thái đi xuống chân áp, hơn nữa như nước chảy mây trôi. Cũng không xuất hiện bất kỳ đình trệ. Ở vô số đạo ánh mắt kinh ngạc dưới, thiên địa huyền hoàng tháp hạ xuống lúc đó, có nhị thánh đồng hành, trong đó một thánh, do lôi quang xen lẫn mà thành, khuôn mặt uy nghiêm, thân thể cao lớn như núi, chính là lôi tu nhất tộc thần thánh nhân vật, Thiên Lôi. Khác một thánh chính là hai tay hoành đưa trước ngực, tạo thành pháp ấn, cả người tản ra kim quang nhàn nhạt, khuôn mặt hiền hòa. Đây không phải là đấu chiến thắng Phật, mà là bát bộ phù đồ khí ở giữa một vị khác Phật Đà, Phật Di Lặc. Phật Di Lặc vừa ra, tự có ôn hòa khí thế chậm rãi hạ xuống, nhưng ở vậy bình tĩnh bề ngoài hạ, nhưng dòng nước ngầm mãnh liệt, cất giấu ác liệt huyết khí. Lôi quang cùng kim quang ùn ùn kéo đến, cuộn sạch ra, nhất thời bao phủ toàn bộ tràng vực, mà chân hình vũ phòng ngự chính là bị hoàn toàn phá giải, toàn bộ trên người lôi quang nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng gặp phải đòn nghiêm trọng. Liên tục hai bánh đánh bại sau đó, chân hình vũ chật vật lui về sau thật là xa, cổ họng một ngọt, khạc ra một ngụm máu tươi đổ nghịch ra. Thiên địa huyền hoàng tháp chân áp xuống, như vậy lực lượng, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bên sân, chú ý này trận chiến người, đều là kinh hãi không thôi, trong mắt tràn đầy nồng nặc không dám tin. Bọn họ vốn cho là chân hình vũ sẽ là ung dung thủ thắng, cho dù Diệp thần có thể vượt quá tưởng tượng, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản, căn bản không cách nào hoàn toàn phòng ngự. Thiên địa huyền hoàng tháp phủ xuống một khắc kia, toàn bộ hư không tựa như cũng hung hãn rung động một tí. Chân hình vũ bóng người rơi xuống lôi lực tạo thành đáy tháp trên, nhất thời, một bên kia màu xanh lôi mạc, cũng bị cường đại lực trùng kích cho đánh được tan tành, vết nứt giống như là mạng nhện vậy nhanh chóng lan tràn. Chân hình vũ thân hình 10 phần chật vật, hắn quần áo trên người tan vỡ không chịu nổi, cả người máu bầm tụ tập, mà lúc này sắc mặt cũng thay đổi được vô cùng trắng bệch. Hắn ngẩng đầu nhìn vẫn như cũ sừng sững không ngã thiên địa huyền hoàng tháp, rốt cục thì thay đổi mặt. Vậy thiên địa huyền hoàng tháp bộc phát ra lôi khí, ở trong nháy mắt càn quét tới, dễ như bớn, cơ hồ để cho hắn không có bất kỳ phòng ngự nào lực lượng, trực tiếp bị xuyên thủng liền bên ngoài thân hộ thuẫn. Không thiếu người xem cuộc chiến, cũng là rối rít đổ hít một hơi khí lạnh, làm vô cùng kinh ngạc. Thấy một màn này, rất nhiều người đều ngẩn ra,
trong chốc lát, còn chưa từ nơi này cùng trong chiến quả phục hồi tinh thần lại. Ở bọn họ xem ra, Trần Hình Vũ lại làm sao không tệ, cũng là trong nội môn đệ tử hạng trước 50 tồn tại, cả người thực lực đạt tới trăm gia cảnh hậu kỳ, thậm chí còn đỉnh cấp, sao có thể sẽ thua ở một cái thái chân cảnh tu sĩ trong tay. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Cơ hồ tất cả mọi người ý niệm đều là như vậy, nhưng thắng bại như thế nào, đã phát xảy ra ở trước mắt. Trần Hình Vũ ánh mắt biến đổi không chừng, cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng, để cho vậy hai người đồng thời ra tay. Vậy hai người đệ tử nòng cốt, chính là hắn lần này mời tới trợ trận, hắn nguyên vốn cho là không dùng được, nhưng là bây giờ nhìn lại, sợ rằng vẫn là được để cho hắn hai người chúng ta ra tay. Lần này coi là thằng nhóc ngươi may mắn, nhưng là, ngươi phải tiếp nhận trừng phạt vẫn là không trốn thoát. Hắn mặc dù thua, nhưng ngoài miệng mặt mũi vẫn không thể hết, vì vậy nhắm mắt đứng dậy. Hai người kia ngay tức thì liền hiểu được hắn ý. Muốn dựa vào số người để chèn ép ta, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Diệp Thần nghe vậy, nhất thời cười nhạt. Mà Trần Hình Vũ sau lưng hai người kia, chính là đi về trước bước ra một bước. Hai đạo màu sắc bất đồng sấm sét cuốn tới, tản mát ra kinh người thanh thế. Bọn họ hai người thực lực, so với Trần Hình Vũ tới còn muốn cường đại hơn, lúc này hai người liên thủ. Cũng không tin Diệp Thần còn có thể kháng được ở. Trần Hình Vũ trên mặt, lộ ra lau một cái tàn khốc nụ cười. Hắn phải đem người này hoàn toàn thủ tiêu, vô luận là lấy dạng gì phương thức. Dù là sau lưng liền tiếng xấu, vậy cũng ở đây không tiếc. Tóm lại, không thể lưu lại này cùng mối họa. Bất quá ngay vào lúc này, Ứng Hồng Nhan cùng Vương Thành các người vậy không sửng sốt trước, rối rít đi tới trước, dẫn những cái người mới kia, cùng cái này hai người nội môn đệ tử nòng cốt đối kháng. Người xem cuộc chiến nhất thời liền bàn luận sôi nổi. Bọn họ vậy hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể có lớn mạnh như vậy lực hiệu triệu, có thể đem những thứ này đệ tử mới nhập môn, cho vặn thành một dây thừng. Bọn họ đơn độc thực lực, có lẽ không bằng mấy cái này đệ tử nội môn, nhưng tổ hợp đi ra ngoài khí thế, trong chốc lát phóng lên cao, lại là cùng hai người trong mơ hồ hình thành thế giằng co. Làm sao, một cái không đánh lại liền trên hai cái xa luân chiến đúng không? Các ngươi giàu gì cũng là Thái Lôi Thần Tông lão nhân, liền không biết xấu hổ như vậy sao? Ứng Hồng Nhan thân là cô gái, tự nhiên không sợ những người này, trong chốc lát lạnh giọng đặt câu hỏi. Nàng quả thật không nhìn nổi. Tài sẽ nói ra lời này. Vương Thành vậy gật đầu một cái, bổ sung nói, lúc đầu các ngươi những thứ này đệ tử nội môn, chính là dùng như vậy phương thức mà đối đãi đệ tử mới, không biết chuyện này truyền về tông môn trưởng lão nơi đó, bọn họ sẽ có phản ứng gì đâu. Liền Thiên Lôi Tử cũng là đứng dậy, cùng những người này đứng sóng vai, mặc dù không có lên tiếng chống đỡ, nhưng đã dùng hành động tỏ rõ liền thái độ. Hắn mặc dù không vui Diệp Thần, nhưng Trần Hình Vũ đám người hành vi thật là quá đáng, nếu như hắn còn không ra tay giúp bọn họ một phen, sợ rằng có chút không nói được. Hai người kia lúc này có chút do dự, bọn họ mặc dù muốn lấy được Trần Hình Vũ chống đỡ, nhưng chẳng muốn vì vậy trở thành tất cả đệ tử mới kẻ địch. Những người này trong đó sau này nhất định sẽ có ra mặt người, cộng lại lực lượng sợ rằng không kém. Hiện tại nếu như để cho bọn họ ghi hận, sợ rằng sau này trả thù sẽ xem bão gió mau mưa như vậy, trùng điệp không ngừng, tới dồn dập. Nhất là trước mặt thằng nhóc này, xem hắn như vậy ổn định như thường hình dáng, tựa hồ còn chưa dùng suất toàn lực, cũng đã đánh bại Trần Hình Vũ. Cho dù là bọn họ hai người liên thủ, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không cách nào chiếm được tiện nghi. Cho nên hai bên trong chốc lát rơi vào bế tắc, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, trố mắt nhìn nhau. Vậy hai người đệ tử nội môn vậy lộ vẻ được rất khó khăn, nếu như lui mà nói, há chẳng phải là thừa nhận bọn họ kinh sợ. Sau này còn như thế nào ngẩng đầu. Nhưng nếu là khai chiến nói, bọn họ còn thật không nhất định có nắm chắc chiến thắng đối phương nhiều người như vậy. Giữa song phương không khí, trở nên có chút vi diệu, đồng thời lại rất khẩn trương. Bất quá ngay tại lúc này, có một người bóng người chậm rãi xuất hiện, người mặc áo bào tím, đầu đội quan ngọc. Tay cầm một cái quạt xếp, anh Tuấn tự nhiên, phong độ nhẹ nhàng, chỉ là trên mặt cười khẽ, liếc nhìn lại, liền để cho người như mộc gió xuân. Ta xem các ngươi nơi này còn thật náo nhiệt, liền qua tới nhìn một chút. Hắn lúc nói chuyện, thần sắc cười mỉa, giọng nhu hòa, ngược lại giống như đến xem trò vui. Lâm Thiên Huyền sư huynh, là hắn tới. Lâm sư huynh,
hắn không nên tiến vào tầng thứ 6 sao? Vì sao còn ở chỗ này? Lâm Thiên Huyền chính là nội môn trong đệ tử nồng cốt hạng trước 10 tồn tại, là chân chánh tuyệt đỉnh thiên kiêu. Hắn tới một cái, liền không người nào dám động thủ nữa, đều là kinh ngạc nhìn hắn, hơi có chút không rõ ràng. Theo lý mà nói, xem Lâm Thiên Huyền như vậy thiên kiêu, không phải hẳn vì đánh vào tầng thứ 7 mà phấn đấu sao? Hiện tại cần phải ở tầng thứ 6 liều mạng tu luyện mới là, lại vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Liền chân hình vũ cũng là cảm thấy có chút không rõ ràng. Bất quá Lâm Thiên Huyền xuất hiện sau đó, lại có một đạo bóng đẹp từ trong hư không đi ra, nhất thời để cho đám người triệt phá liền mắt kính. Tư đồ hộ cầm lại có thể cũng tới. Nàng đồng dạng là trong nội môn đệ tử, hạng trước 10 tồn tại. Toàn bộ trong tông môn, hạng trước mấy thiên kiêu, lập tức liền tới hai cái, nhiều ít để cho bọn họ có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Đều là cùng tông đệ tử, vì sao phải đổ mâu mặt đối mặt? Có chuyện gì không thể thật tốt nói sao? Tư đồ hộ cầm giọng ngược lại là khá là nhu hòa, chỉ bất quá vậy đôi mắt đẹp bên trong, có chút lãnh sắc. Hai người chân chính cao cấp thiên kiêu tới một cái, liền vậy hai người cũng không dám cản rỡ, chắp tay thi lễ, tư thái khá là cung kính. Nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Nhưng có người tới cho biết tại ta. Lâm Thiên Huyền giả vờ mình không biết, nhưng trong thực tế đã tim như gương sáng. Hắn chẳng qua là muốn lấy một cái khách quan người góc độ tới phán xét chuyện này, không muốn bị người nắm được cán. Rất nhanh, thì có tông môn đệ tử đem sự việc hoàn chỉnh thuật lại một lần, vô luận nói như thế nào, chân hình vũ bên này đều không chiếm lý. Chân hình vũ trên trán đã toát mồ hôi lạnh. Hắn biết hôm nay có cái này hai người cao cấp thiên kiêu ra tay, hắn tuyệt đối không chiếm được tiện nghi gì. Nói không chừng sẽ còn bị đối thủ lợi dụng một điểm này, hướng hắn làm khó dễ. Dẫu sao cái này Thái Lôi Thần Tông trong đó, cũng không phải hắn đại trưởng lão nhất phái độc quyền. Lâm Thiên Huyền biết được chuyện này sau đó, liền nhẹ khẽ gật đầu, đứng ở đàng kia cũng không nói chuyện, hồi lâu sau đó, hắn tài ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng nói. Chuyện này hôm nay liền dừng lại đi, hai bên đều không muốn truy cứu nữa, nếu không ầm ĩ tông môn trưởng lão nơi đó, các ngươi ai cũng không chiếm được tiện nghi. Chợt Lâm Thiên Huyền lại hướng những cái người mới kia đệ tử nói, các ngươi bị ủy khuất ta cũng đều biết được. Để tỏ lòng áy náy, chân hình vũ đem sẽ cầm ra hai viên lôi nguyên đan, phân phối đồng đều cho các ngươi. Nghe vậy, những thứ này đệ tử mới sắc mặt còn có chút nghi ngờ, ngay trong bọn họ phần lớn người cũng không biết lôi nguyên đan là cái gì. Nhưng những tông môn kia đệ tử cũng nghe, chợt cảm thấy kinh ngạc. Lôi nguyên đan, đây chính là cực kỳ chân quý tu luyện phụ trợ đan dược, cho dù đối với cao cấp thiên kiêu mà nói, cũng phải cân nhắc dùng. Như muốn lấy được một viên cao cấp lôi nguyên đan, cần luyện chế hơn ngàn giờ mới được. Lâm Thiên Huyền tại chưa có cùng chân hình vũ hiệp thương dưới tình huống, liền tự chủ trương, làm cho chân hình vũ sắc mặt quét một tí thay đổi. Hắn nắm chặt quả đấm, sắc mặt có chút tức giận. Thân là đại trưởng lão cháu trai, hắn lúc nào nhận cái loại này ủy khuất. Lúc này, Lâm Thiên Huyền quay đầu lại, mặt không thay đổi nói, làm sao, ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Chân hình vũ cắn răng, thần sắc âm tình bất định. Cuối cùng, hắn vẫn là thở dài, trực tiếp từ nhẫn chữ vật trong đó quăng ra hai viên màu xanh đen đan dược, ném cho Lâm Thiên Huyền, sau đó xem cũng không xem, liền hất tay đi. Lâm Thiên Huyền chính là thả ra một chút lôi lực, đem cái này hai viên lôi nguyên đan đánh tan, thời gian đảo mắt, đan dược phân tán là mấy chục đạo tất cả lớn nhỏ chớp sáng, vừa vặn phân cho tại chỗ những người mới. Mời mọi người cứ việc yên tâm. Nếu như sau này có người còn tới gây sự với các ngươi, là được cho biết tại ta, người khác không cho được công đạo, ta Lâm Thiên Huyền vội tới. Những cái người mới kia đệ tử nhất thời khá là cảm kích. Hô to Lâm sư huynh uy vũ. Mà Lâm Thiên Huyền làm xong hết thảy các thứ này sau đó, thân hình chớp động, đi tới Diệp Thần trước mặt. Đối với vị này đại biểu trẻ tuổi đồng lứa đỉnh cấp chiến lực thiên kiêu, Diệp Thần đúng mực, gật đầu cười. Ngươi thực lực cùng tâm tính cũng rất tốt, có hứng thú gia nhập ta Thiên Huyền biết sao? Ta có thể để cho ngươi làm phó hội trưởng, đợi ta ba qua sang năm, tiến vào tông môn chấp sự đường, ngày này Huyền sẽ toàn quyền giao cho ngươi tới xử lý. Nghe lời này, Diệp Thần còn không phản ứng gì, người chung quanh cũng đã bắt đầu hâm mộ ghen tị. Thiên Huyền sẽ là địa phương nào? Đây chính là Lâm Thiên Huyền một tay chế xây. Nếu như nói hắn như vậy mời nói,
Diệp Thần tương lai địa vị, nhất định là cao siêu vô cùng. Lâm Thiên Huyền không có âm thầm mời, mà là trước mặt nhiều người như vậy, công khai vải thành, nhất định là biết nói chuyện giữ lời, vậy tương đương với cho Diệp Thần một cái định tính cam kết. Bất quá Diệp Thần nhưng là cười một tiếng, không có đáp ứng, vậy không có cự tuyệt. Cảm ơn Lâm Sư Huynh ý tốt, nhưng ta hiện tại liền cửu lôi thần tháp thực tập cũng chưa hoàn thành, vẫn là muốn trước đem nơi này khảo nghiệm làm xong, lại tới nói chuyện sau này. Diệp Thần có thể sẽ không ở đây bên trong lâu ngây ngô, chỉ phải lấy được lôi bia, hắn sẽ không chút do dự rời đi. Bất quá từ hỗn độn lôi đế trong miệng, cái này cửu lôi thần tháp đối trưởng khống lôi bia mà nói, cực kỳ trọng yếu. Hắn phải tham dự. Lôi bia muốn chinh phục, có lẽ so cái khác luân hồi huyền bi đều phải khó khăn. Nhưng nếu là ở lôi đạo một đường, lên trời mà đi, có lẽ có thể hơn nữa nắm trong tay lôi bia. Lâm Thiên Huyền nghe vậy, nói, được, vậy ta chờ ngươi, ha ha. Cách đó không xa, chân hình vũ nhìn một màn này, trong mắt lóe lên lau một cái hàn mang. Hai người trong tông phái hạng trước 10 đệ tử tới trợ trận, hơn nữa rất rõ ràng cho thấy nghiêng Diệp Thần, hắn cho dù có ý kiến, cũng không thể biểu hiện ra. Không ít người nhìn một màn này, rối rít kinh ngạc không thôi. Diệp Thần mới có thể có như vậy sức lực, cho dù không thể đem hai người kia đánh bại, vậy hẳn là vậy có năng lực tự vệ. Chân hình vũ rời đi, vậy tuyên cáo cái này một tràng náo nhiệt kết thúc. Cho nên Diệp Thần tiếp theo xoay người đối với đám người, nơi quét qua, cũng là một phiến kính nể cùng khen ngợi ánh mắt. Trước kia bọn họ đối mặt tông môn đệ tử nòng cốt thời điểm, mới biết là một mực cung kính, hơn nữa mặt tươi cười. Nhưng hiện tại, không ít người rõ ràng, lại cung kính đều vô dụng, không bằng lớn mạnh mình thực lực. Cái này hai ngày qua bọn họ bị vây ở chỗ này, trở thành toàn bộ tông môn cười nhạo, nếu không phải Diệp Thần kịp thời chạy tới, sợ rằng bọn họ cửu lôi thần tháp tu luyện cuộc hành trình, vậy sẽ sau đó kết thúc. Cho nên, bọn họ tiếng vỗ tay cùng hoan hô, đều là cho liền Diệp Thần. Diệp Thần xòe bàn tay ra, vậy sấm sét vòng quanh thiên địa huyền hoàng tháp chậm rãi thu nhỏ lại, trôi lơ lửng ở hắn lòng bàn tay trong đó. Hắn biết, hôm nay cho dù thủ thắng, cũng không thể cầm chân hình vũ như thế nào, đối phương dẫu sao là tông môn đại trưởng lão cháu trai. Bất quá mình một trưởng kia, đã đủ cho hắn lưu lại sâu sắc dạy dỗ. Ứng Hồng Nhan và Vương Thành các người rối rít đi tới, hướng Diệp Thần nói cảm ơn, liền vậy Thiên Lôi Tử do dự một chút sau đó, cũng nói câu đa tạ. Các vị đồng môn, các ngươi không cần khách khí, hiện tại đi tiến hành tu luyện của các ngươi đi, nếu như cái này chân hình vũ xuất thủ lần nữa đối các ngươi như thế nào, cứ việc cùng ta nói chính là. Ta cùng Lâm Sư Huynh cũng sẽ vì các người lấy lại công đạo. Diệp Thần vừa nói, nhìn Lâm Thiên Huyền một mắt, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lâm Thiên Huyền chắc hẳn trong ngày thường vậy xem chân hình vũ không vừa mắt, nếu không cũng sẽ không ở chỗ này giây phút ra tay, hung hãn chán ghét chân hình vũ một phen. Càng mấu chốt chính là Tư Đồ Hộ Cẩm vậy ra mặt, căn bản là đứng ở Diệp Thần một phe này. Hai người tuyệt đỉnh thiên kiêu, chung nhau ra mặt, cho dù là chân hình vũ vậy thật tốt ước lượng một phen, đắc tội cái này hai người phải chăng đáng. Cái này hai khối lôi nguyên đan mảnh vỡ, người cầm đi. Lâm Thiên Huyền cầm trong tay chớp sáng ném đi, bay tới liền Diệp Thần trước mặt. Mà Diệp Thần cũng không có khách khí, trực tiếp đem vậy đoàn hỗn độn ánh sáng nuốt vào bên trong cơ thể. Lôi quang bao phủ, Diệp Thần lặng lặng ngồi xếp bằng ở tại chỗ, hắn thân thể chung quanh, ánh sáng bạc lượn quanh thể, hơn nữa hình thành từng hạt tròn mượt mà lôi châu, tựa như ngưng tụ thành sợi dài bạch long, ngửa mặt lên trời bữa cười, làm cái này lôi vực không gian cũng sinh ra chút chấn động. Đến khi hắn đem cái này cái lôi nguyên đan sau khi hấp thu xong, mở mắt vừa thấy, mới phát hiện trước người xem cuộc chiến còn đợi tại chỗ, hơn nữa hội tụ càng ngày càng nhiều. Đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi vì sao còn không đi tu luyện? Diệp Thần có chút nghi ngờ, nhất thời mở miệng hỏi nói. Bất quá cái này một tí, hắn nghe được rất nhiều người hoan hô, còn kèm theo không thiếu cảm tạ thanh âm. Diệp Thần có chút ngạc nhiên, không biết phát sinh cái gì. Ứng Hồng Nhan chính là cười nói, ngươi còn không biết sao? Không biết nói xem bên kia. Diệp Thần theo Ứng Hồng Nhan phương hướng chỉ nhìn sang, cách đó không xa mây sấm tụ tập, hơn nữa điên cuồng nhảy, tăng lên lôi quang phủ xuống lực độ, phân tán là đạo đạo lôi thi, dưới vào chúng đệ tử trong cơ thể. Ngươi lúc tu luyện, bất ngờ dẫn động nơi này thần tháp tầng thứ 2 lôi lực,
trong vô hình làm lớn ra gấp mấy lần, để cho những thứ này không cách nào tiến vào tầng thứ ba đệ tử mới thu được tăng gấp bội tu luyện lực độ. Ứng Hồng Nhan cười giải thích. Diệp Thần vậy rốt cuộc rõ ràng, vì sao những thứ này đệ tử mới xem hắn ánh mắt như vậy cuồng nhiệt sùng kính. Bọn họ nhân họa đắc phúc. Họa hề phúc nơi ỷ, phúc hề họa nơi phục, thế gian đủ loại đời người gặp được, ai có thể nói rõ đâu. Diệp Thần cẩn thận cảm thụ trong cơ thể vậy hai tia lôi nguyên hơi thở, tương kỳ luyện hóa là tự thân lôi lực. Vậy một chút yếu ớt thiểm lôi, trên thực tế hàm chứa nồng nặc sấm sét bổn nguyên lực lượng, ở hỗn độn thần lôi bề ngoài hình thành một tầng ánh sáng nhàn nhạt mạc. Đến đây, hỗn độn thần lôi lực lượng lại tăng cường một phần. Lâm Thiên Huyền cùng Tư Đồ Hộ Cẩm hai mắt nhìn nhau một cái, đi tới Diệp Thần bên người, thả trò chuyện. Đối với cái này hai người đồng môn sư huynh sư tỷ, Diệp Thần dĩ nhiên là khách khí đối đãi, dù sao đối phương nhưng mà ở bọn họ chịu nhục lúc đứng ra. Đủ để chứng minh, đối phương cũng không phải là bỏ đá xuống giếng như vậy tồn tại. Ngươi có nắm chắc xông vào tầng thứ mấy đâu? Lâm Thiên Huyền bỗng nhiên lúc này hỏi như thế một câu. Diệp Thần ngẩn người, hắn cũng không xác định mình có thể xông đến tầng thứ mấy. Hẳn tầng thứ tư đi. Diệp Thần cân nhắc chốc lát, mở miệng nói. Thật sự là tầng 4 sao? Lâm Thiên Huyền nhìn hắn, cười mỉa. Thật chỉ có tầng thứ tư. Diệp Thần cũng không sẽ buông lời huênh hoang. Nhưng người ở chỗ này, tựa hồ không mấy cái tin tưởng hắn. Đối với lần này, Diệp Thần vậy rất không biết làm sao. Ta ở tầng thứ 6 chờ ngươi. Lâm Thiên Huyền nói xong, liền cùng Tư Đồ Hộ Cẩm cùng rời đi. Thời gian, Tư Đồ Hộ Cẩm cũng không có nói mấy câu nói, chỉ là ở trước khi rời đi, cho Diệp Thần một cái khẳng định ánh mắt. Thời gian cực nhanh, thời gian đảo mắt lại qua 3 ngày. Theo thời gian tu luyện trôi qua, cái này phiến lôi mưa không gian cũng thay đổi được vặn vẹo, không thiếu đệ tử mở ra sau cùng đột phá giai đoạn. Kỳ hạn một tháng thời gian liền đến nhanh, có không ít người ở chỗ này thần tháp trong đó, đột phá ban đầu cảnh giới, đem lôi lực căn nguyên ngưng luyện được càng thêm lợi hại. Diệp Thần còn có thể cảm nhận được không thiếu lực lượng mạnh mẽ, hắn đoạn này ngày giờ trở lại tầng thứ tư. Nhưng hắn cũng không có gấp trước đột phá tầng thứ năm. Bởi vì hắn trong mơ hồ cảm thấy, có một giọng nói thật giống như đang kêu gọi hắn, khá là không dằn nổi. Vân, vân, lại đợi một chút. Mà theo tu luyện thực tập tiến vào ác liệt giai đoạn, vậy một phiến đi thông lôi tháp không gian chỗ, có một đạo bia đá to lớn treo lên. Vô luận từ đâu một tầng, đều có thể thấy cái này một tòa tản ra sáng chói kim quang bia đá. Bia đá toàn thân vàng óng, chữ màu đen thể ở trong đó, sôi trào lóng lánh, giống như từng đạo sấm sét. Chỗ tòa này bia đá, trở thành tất cả mọi người đều chú ý đồ. Bởi vì phía trên này hiện lên mỗi người qua cửa ghi chép. Làm hắc mang lóe lên lúc đó, thì có tiếng kinh hô truyền ra. Diệp Thần cũng không nhìn được hướng bên kia nhìn lại, chỉ gặp kim quang trên tấm bia đá, có sấm sét quấn quanh màu đen kiểu chữ, không ngừng biến hóa, lộ vẻ được 10 phần uy phong lẫm lẫm, thô bạo lăng nhiên. Hắn từ người ngoài trong miệng biết được, này bia tên là Cự Lôi Bia. Phía trên ghi lại tất cả đệ tử sông tháp ghi chép. Người nào đi xa nhất, ai liền xếp thứ nhất. Diệp Thần lúc này mới bừng tỉnh, hắn ánh mắt quét qua sạch bóng trên bia đá hạng đập vào mi mắt. Xếp hạng thứ nhất, chính là tông môn xứng đáng không thẹn đệ nhất thiên kiêu, Trương An Huyền. Tên này tu luyện chính là thượng cổ bá vương Thánh Lôi, vô luận là thân xác vẫn là bản thể sấm sét lực lượng, đều đã tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Cho nên hắn leo lên tầng thứ 8. Nhưng mà, mọi người đoán sai rồi. Thời khắc này Trương An Huyền thật ra thì cũng không có tới đến tầng thứ 8. Mà là cách tầng thứ 8 chỉ có ngắn ngủn khoảng cách, như cũ thuộc về tầng thứ 7. Bất quá, thành tích này đã biết bao chói mắt, thậm chí có thể nói là xứng đáng không thẹn thứ nhất. Bởi vì hạng thứ 2, cách tầng thứ 7, còn thiếu một bước xa. Coi như là bị xa xa vùng ở sau lưng. Trước 24 tên, đều là ở tầng 6 trở lên, trong đó liền bao gồm Lâm Thiên Huyền cùng với Tư Đồ Hộ Cẩm. Chi chít tên chữ không ngừng lóe lên, phía sau tuy có biến hóa, nhưng trước 20-30 tên con số hạng cũng không nhiều ít thay đổi, nhất là vậy xếp đệ nhất Trương An Huyền, cực kỳ ổn định, thật là có thể xưng là quái vật. Càng đi lên đi lôi tháp tán phát càng uy áp vậy lại càng nặng, mỗi một đạo sấm sét đối với thân thể chui luyện cũng có phi phàm ý nghĩa. Cái này thiên lôi thần phong thiên kiêu quả thật là không kém.
lại có thể xông đến như vậy bước, xem ra vẫn là có chút đầm rồng hang hổ hạng người. Diệp Thần nghĩ như vậy đến. Ở nơi này khối màu vàng trên tấm bia đá, trừ ra xếp hạng thứ nhất Trương An Huyền, những người còn lại đều là ở như nhau tới giữa. Hơn 10 tên cùng trước mấy tên chênh lệch không hề rất lớn, mọi người đều ở đây cắn chặt cái trước, gắng sức leo. Bốc lửa như vậy hạng tranh đoạt, dĩ nhiên là đưa tới không ít người hò hét. Không hổ là tu luyện thật lâu cao cấp thiên kiêu, như vậy thực lực quả thật không phải là những người khác có thể so sánh. Diệp Thần ánh mắt chớp động, cơ hồ là ở ngắn ngủi ngay tức thì, hắn không dừng lại nữa, thân hình động một cái. Lần này ta đây muốn xem, bằng vào ta thực lực, rốt cuộc có thể xông đến tầng thứ mấy. Diệp Thần vừa nói, thân hình di động không do dự nữa, trực tiếp đánh vào tầng thứ tư bình phong che chở. Hắn cái này vừa đưa ra được vô cùng là bất ngờ không kịp đề phòng, để cho người không có nửa điểm phản ứng thời gian, hưu một tí liền biến mất. Cái này cửu lôi thần tháp trong đó có thứ tốt. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, sấm sét từ trong con ngươi tràn ra, ở hắn thân thể bề ngoài, bọc thành một tầng lóe lên khôi giáp. Mà hắn đầu đầy tóc đen vậy căn căn dơ lên, thành một tôn sấm sét chiến thần. Tầng thứ năm lối vào, mây đen răng đầy, kết thành một phiến cực kỳ vừa dày vừa nặng khủng bố lôi ngục, tản mát ra ngập trời tiếng vang, làm người ta vọng kỳ sinh sợ. Ung ung sấm sét vang dội, vang vọng ở toàn bộ tầng thứ tư, trải qua hồi lâu không ngừng. Diệp Thần cũng không phải lần thứ nhất qua cửa, hắn ở tầng thứ tư đã đem mình thân xác mài đến trình độ cao nhất, hết thảy nước chảy thành sông, chỉ đợi đột phá vậy cuối cùng một tầng mong mỏng giới vách đá. Vì vậy hắn không chút do dự, trực tiếp đạp sấm sét bước ra, ở trong hư không qua lại. Hắn bây giờ đối với trong tháp sấm sét đã có sâu hơn tầng thứ lĩnh ngộ, thực lực biên độ lớn tăng lên. Cơ hồ là ở ngắn ngủn ngay lập tức tới giữa, hắn liền đi tới cái này giới vách đá chỗ sâu nhất, đánh ra một quyền, nhất thời chấn thiên triệt, vô cùng cuồng bạo lôi lực, giống như là một cái chân long, lên như diều gặp gió, xông phá vân tiêu, ngay chớp mắt liền đem mênh mông bao la bình phong che trở biến dạng hầu như không còn. Tầng thứ 5, thành công đột phá. Lôi trong tháp tầng thứ 5 ít người rất nhiều, chỉ có le que mấy trăm. Thân hình hắn động một cái. Liền từ trong khe đi xuyên qua, chạy thẳng tới tầng thứ 5 chỗ sâu. Hắn hạng vậy đưa lên đến 150 cỡ đó, nhưng là không lại có bao nhiêu người chú ý, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm trước 20 tên vị lần trước. Cái này tầng thứ 5 lôi tháp không gian càng ám trầm, hắn tựa như tới U Minh địa phủ, xa xa có màu xanh đậm lôi giang như sông lớn vậy phun trào. Phía trước chính là dựng lên một tòa cầu có vòm tròn, ở đó hai bên, sấm sét gầm thét. Phảng phất là có vô số ác quỷ oan hồn, đang gào thét, kêu gào, chấn động được người làm đau màng nhĩ, da đầu tê dại. Mây sấm tựa như nhìn không tới cuối, giống như từng cái u tối chăn lớn, chiếm cứ ở giữa thiên địa, xuyên qua hư không, che giấu càn khôn, bao phủ tất cả quang minh. Diệp Thần dừng lại, cảm thụ ở giữa đất trời này ẩn chứa lôi lực, nhất thời lắc đầu một cái. Nơi này lôi lực còn chưa đủ. Hắn suy tư chốc lát. Ngay sau đó nhìn về phía tầng thứ 5 chỗ sâu. Nơi đó có đi thông tầng thứ 6 lối vào. Có thể thử một lần. Hắn nhất thời lược động thân hình, nhanh như tật phong, cùng lúc đó, vắt ngang ở trong khí hải hỗn độn thần lôi, vậy là hắn đưa ra lực lượng. Diệp Thần nắm chặt hai quả đấm, con người trong suốt trong đó chiếu ngược vậy phiến như bạo lôi bàn mãnh liệt thế giới. Vào giờ khắc này, hắn chính là trong thiên địa nắm giữ. Mà lúc này, ở đó tầng thứ tư, Ứng Hồng Nhan cùng Vương Thành đám người ánh mắt rời xuống, tìm được Diệp Thần hạng. Các ngươi mau xem, Diệp Thí Thiên nhất định là đột phá tầng thứ tư, hắn hạng từ hơn 700 đưa lên đến hơn 100. Ứng Hồng Nhan nhất thời chỉ màu vàng kia bia đá, ngạc nhiên mừng rỡ nói. Mới tới cửu lôi thần tháp đầu một lần, liền đột phá trước 5 tầng cấm chế, này cùng thiên phú, có thể nói khủng bố tuyệt luân. Ngay tại Ứng Hồng Nhan cùng Vương Thành các người hướng đám người tuyên cáo tin tức này thời điểm, bỗng nhiên có người kinh hô lên. Các ngươi mau xem Diệp ca hạng lại đang biến hóa, lần này đưa lên đến 80, nha, không phải, là 50. Không đúng, là... Tên đệ tử kia thanh âm hơi ngừng, bởi vì hắn phát hiện Diệp Thần dẫn đầu vọt vào trước 20 nhóm. Chạy tới quan sát tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Đám người im lặng không nói, chố mắt nhìn nhau. Bọn họ đầu óc bên trong, chỉ nổi lên một cái ý niệm. Nếu như muốn đột phá trước 20 tên những ràng buộc,
vậy cũng chỉ có một loại có thể. Tiến vào tầng thứ 6. Người mới tiến vào tầng thứ 6. Đây chính là trước kia chưa bao giờ phát sinh qua sự việc. Cho dù là năm đó Thiên Phú Trác Tuyệt Lôi Đế tiến vào tông môn không lâu, đi tới Cửu Lôi Thần Tháp, cao nhất vậy chỉ đến tầng thứ 5. Thằng nhóc này lại là lần đầu tiên đến nơi này à, lại có thể liền leo lên tầng thứ 6. Cái này, không ít người đều bị khiếp sợ được không nói ra lời. Tầng thứ 6 những người đó đều là cao cấp thiên kiêu, bọn họ đợi ở chỗ này tu luyện, đã có 3-4 ngày, lại cũng không có thấy những người khác từ cửa đột phá đi lên. Thứ 5 và tầng thứ 6 tới giữa vách không gian xuất hiện chập chờn lúc đó, bọn họ liền nhô đầu ra đi, cẩn thận nhìn quanh, nghĩ thầm sẽ là một người nào lần nữa nhô lên đi lên. Lưu ở chỗ này người đều không phải là hạng người vô danh, ở tông môn bên trong coi như là có chút tên tuổi. Bọn họ cũng muốn đột phá đến tầng thứ 7, không ít người thậm chí là lần thứ 6, lần thứ 7 đi vào, nhưng cũng không cách nào đến gần tầng kia thành lũy. Nhưng là khi bọn hắn gặp được Diệp Thần thực lực sau đó, từng cái không khỏi được vạn phần kinh ngạc. Vì sao không phải nội môn đệ tử nòng cốt đi tới, mà chỉ là một vô danh tiểu tốt? Hơn nữa bọn họ chưa bao giờ ở trong tông môn gặp qua người này, chẳng lẽ nói là lần trước Phê mới vừa vào tông đệ tử mới sao? Không đúng, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Bất quá Diệp Thần đối với những ánh mắt này, tất cả đều coi mà không gặp. Hắn trong mắt, chỉ còn lại có vô tận sấm sét. Diệp Thần đi tới tầng thứ 6 sau đó, đem nơi này sấm sét hút vào bên trong cơ thể, cảm thấy nhu hòa rất nhiều. Bất quá đối với hắn mà nói, cái này còn không đủ. Diệp Thần trong mắt chỗ sâu, trong mơ hồ có sấm sét chợt nổi lên. Hắn đến gần vậy một đạo to lớn sấm sét bình phong che chở, hoàn toàn không thấy nơi này đạo vận quy tắc. Bành! Bành! Bầu trời bên trong, truyền tới một tiếng nổ vang, vậy đạo lôi đình bình phong che chở bỗng nhiên tăng lớn, phát ngang ở giữa trời đất, to lớn lôi hồ ở trên đó không ngừng sôi trào, thả ra kinh người lôi lực chập chờn. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng làm vặn vẹo, vô cùng vô tận, không thể ngăn trở. Vậy mười mấy thuộc về trong trạng thái tu luyện đệ tử nội môn, toàn đều ngẩn ra. Bọn họ còn lấy là Diệp Thần sẽ ngồi vào một nơi trên thạch đài, bắt đầu hấp thu nơi này mênh mông lôi lực. Nhưng thằng nhóc này xem đều không xem bọn họ một mắt, liền trực tiếp đi tầng thứ 7 lối vào. Chẳng lẽ là điên rồi phải không? Hắn muốn làm gì? Không biết, có thể muốn đi chỗ sâu, tiếp nhận cường đại nhất sấm sét rèn luyện đi. Tại sao ta xem hắn là muốn đi tầng thứ 7? Không thể nào, một người mới xông vào tầng thứ 6 đã là vô cùng là chuyện không thể tưởng tượng nổi, hắn chẳng lẽ còn muốn một bước lên trời không được? Tiếng nghị luận rối rít vang lên, mà Diệp Thần chính là chỉ vào to lớn áp lực, đi tới tầng thứ 6 chỗ sâu. Lâm Thiên Huyền cùng Tư Đồ Hộ Cẩm đều ở đây chỗ, thành tựu trong tông môn hạng trước năm thiên kiêu, bọn họ khoảng cách tầng thứ 7, vậy chỉ có một bước xa. Hai người hiện tại đang chịu đựng to lớn sấm sét áp lực, không cách nào phân tâm, chỉ có thể tò mò nhìn Diệp Thần. Mà Diệp Thần từng bước về phía trước, từ bọn họ hai bên người thân xuyên qua, trên đỉnh đầu tụ tập sấm sét hóa thành lôi ấn, ở bên người quanh quẩn không ngừng. Thấy một màn này người, rối rít làm thán phục. Tên này là thật vui vẻ rớt. Ở tất cả loại tâm tư dây dưa tới giữa, những cái kia lôi ấn đã là gào thét ra, hóa là thực chất tính áp lực. Trong thoáng chốc, cái này mảnh không gian sấm sét điên cuồng phun trào, từng đạo sấm sét hóa thành cường tráng ánh sáng, bạo dũng ra, lẫn nhau xen lẫn thành lưới, hình thành một đạo thiên nhiên mạnh mẽ trận đồ. Đạo này trận lưới, cơ hồ là ùn ùn kéo đến, để cho người không chỗ có thể trốn. Vô cùng mãnh liệt lôi lực, dần dần hội tụ thành đoàn. Tại chỗ tất cả mọi người đều có thể thấy, vậy một đạo sét đánh lưới trời đang thành hình. Dồn dập tiếng vo ve, đột nhiên truyền ra, ánh sáng rạo rực, lôi lực ngang dọc. Đây cũng là tầng thứ 7 lối vào nơi kết thành thiên trận. Rất nhiều người chính là thua ở đạo này trên trận pháp, hao phí vô số tinh lực cùng thời gian, nhưng không cách nào đột phá. Bành! Khổng lồ lôi trận, vặn vẹo thành hình, giống như là thiên kiếm nhất vậy chiếu nghiêng xuống, trực kích lôi tìm chỗ sâu. Hào hùng ánh sáng màu đen giải tán lại tụ, lần kế tới, càng phát ra ngưng tụ thành hình. Hô! Gió cực mạnh thạc thạc, gào thét không ngừng. Cuồng bạo sấm sét xuyên thấu cái này phiến chân trời, nổi lên kịch liệt rung động. Giống như là thủy triều vậy,
cuồn cuộn không ngừng, nhanh chóng dạo rực. Sét đánh nơi đánh địa phương, chính là phong tỏa chi địa, ngăn chặn Diệp Thần con đường sống. Suy, đầy trời sấm sét điên cuồng lóe lên, giống như thực chất tính lôi quang, lại xuất hiện hai màu trắng đen đan vào dấu vết. Diệp Thần nhìn cái này đạo lôi đình, ánh mắt đổi được vô cùng ngưng trọng. Bởi vì đạo này sấm sét đã vượt ra khỏi hắn năng lực tính chung phạm vi. Rất nhiều người thấy một màn này, đều rối rít thở dài, bởi vì bọn họ biết, tầng thứ 7 lối vào chính là một con đường chết, căn bản không người có thể xông vào được. Liền liền vậy xếp hạng thứ nhất Trương An Huyền, cũng là phế sức lực lớn, mới được tầng thứ 7, sợ rằng hiện tại, mới vừa bước vào tầng thứ 7 ngoại môn mà thôi. Liền cái loại này thực lực, còn muốn cưỡng ép xông vào tầng thứ 7, sợ rằng tầng thứ 6 đều dựa vào vận khí tiến vào đi. Hắn thực lực thấp như vậy nhỏ, dựa theo loại tình huống này tới xem, có lẽ thật sự là may mắn đi lên, cũng có thể là khoan người khác không tử. Những tông môn kia đệ tử bàn luận sôi nổi, bất quá Diệp Thần nhưng không quan tâm những thứ này, hắn trong mắt, chỉ còn lại có sấm sét thiên đạo. Diệp Thần trong mắt chỉ còn lại có cửa này thiên đạo, hơn nữa hắn lập tức vận dụng trong cơ thể hỗn độn thần lôi, cùng mình luân hồi huyết mạch cùng, tràn vào toàn thân kinh mạch các nơi, bộc phát ra vô cùng uy lực. Một khắc sau, hắn thân thể phóng lên cao, cơ hồ phải đem chỗ này thiên địa chiếm hết. Hơn nữa ở chỗ này thời gian, hội tụ vô số sấm sét thần lực. Liền ở dưới con mắt mọi người, hỗn độn thần lôi hết sức bùng nổ, dắt kéo ra cường đại huyết mạch lực lượng. Diệp Thần cả người giống như một đầu to lớn côn bằng, ở lôi trong biển sôi trào, trực diện vậy phiến kinh khủng bình phong che chở, tất cả mọi người đều lấy là Diệp Thần đem sẽ bị thua, tiêu tán là cho tàn lúc đó. Một khắc sau, làm người ta triệt phá con mắt chuyện xảy ra, Diệp Thần cơ hồ là lấy cường hãn tư thái, xuyên qua cái này phiến lưu vân, tiếp xúc đến vậy phiến sấm sét. Hơn nữa hơi ra nổ tính một quyền, nén đến mức tận cùng sấm sét, giống như là một đóa cuồng hoa, bỗng nhiên tách thả ra. Ảnh hưởng đến phạm vi lan tràn tới chung quanh trăm dặm, tội liên đới tại phía dưới thạch đài những thiên tài kia các đệ tử, cũng kinh thanh lên, mặt đầy hoảng sợ nhìn chân trời. Ở bọn họ còn đắm chìm khiếp sợ trong đó lúc đó, Diệp Thần đã xé vậy mảnh không gian bình phong che chở, thành công lọt vào liền tầng thứ 7. Yên tĩnh, tầng thứ 6 lại yên tĩnh như chết, vậy mười mấy người, người người ngây người như phỗng, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, chỉ như vậy một cái mới nhập môn đệ tử mới, mà lại ở bọn họ phía dưới mí mắt, đột phá đến tầng thứ 7, trở thành từ trước tới nay người thứ nhất. Liền Lâm Thiên Huyền cùng Tư Đồ Hộ Cẩm cũng là kinh ngạc không thôi, chố mắt nhìn nhau, các nàng cảm thấy lấy Diệp Thần thiên phú, có lẽ có cơ hội đột phá đến thứ 6. Nhưng ai có thể nghĩ đến tầng thứ 6 đối với hắn mà nói, vô cùng đơn giản, hắn mục tiêu chân chính là tầng thứ 7. Làm hắn bước vào tầng thứ 7 sau đó, to lớn sấm sét gió cực mạnh cũng là từ từ phục hồi như cũ, để lại đám người không ngừng tiếng thán phục âm. Diệp Thần thân thể bị một phiến sấm sét chìm ngập, làm hắn vọt vào tầng thứ 7, trước mắt không gian liền sáng tỏ thông suốt. Mỗi một tầng mây sấm đều có nơi không cùng, tổng thể khuynh hướng càng ngày càng mờ nặng. Trên bầu trời mây sấm, giống như là muốn thủy tới mặt đất vậy, đem mảnh thiên địa này toàn bộ bao trùm, lộ vẻ được vô cùng là kiềm chế, khó chịu. Phịch! Diệp Thần ngẩng đầu lên, phát hiện cái này tầng thứ 7 thần tháp bên trên lại có thể bay xuống liền nhỏ vụn hoa tuyết, rối rít lên cao, mông lung thêm đẹp. Hắn chìa tay ra, mặc cho những cái kia bể tuyết lạc đến mình lòng bàn tay, ở nặn chặt lúc vận dụng chút sấm sét lực lượng. Những cái kia hoa tuyết nhưng đổi được căng thẳng, giống như từng cây một cứng rắn kim, gai được ra có chút tê dại. Hoa tuyết ngưng tụ đến, lại là do tràn ngập lôi lực hóa thành, như vậy có thể gặp, nơi này lôi lực thâm hậu đến nhất định trình độ. Diệp Thần thầm nghĩ quả nhiên như vậy, cái này tầng thứ 7 chỉ là lôi lực tu luyện cơ sở, cũng đã vượt qua trước tầng 6 tổng cộng. Vô cùng là hùng hồn vĩ đại. Ở chỗ này mặt, cho dù không vận chuyển trong thân thể khí hải, cho dù là nằm ngủ, tốc độ tu luyện cũng so phía dưới nhanh hơn. Cái này tầng thứ 7 linh lực mặc dù hùng hồn, nhưng vẫn là không cách nào cùng ta luân hồi huyết mạch sinh ra đồng tình, hoặc là nói, cùng thần bia cũng không bao lớn liên lạc. Diệp Thần lắc đầu một cái, lầm bầm lầu bầu, hiển nhiên, hắn cũng không thỏa mãn tại tầng thứ 7, mà là còn muốn hướng cao hơn chỗ xuất phát. Nhất niệm đến đây, Diệp Thần lần nữa lên đường, hắn tốc độ chậm,
bởi vì trên bầu trời mây sấm uy áp đặc biệt dày đặc, trở ngại đi tới trước. Hắn cũng không biết qua bao lâu, dù sao thì là một đường đi tới trước, rất nhanh liền đi tới cái này tầng thứ 7 trung bộ khu vực. Ở trên một ngọn núi có bóng người mồ hôi đầm đìa, cả người run rẩy, đó là hôm nay trong nội môn đệ tử xếp hạng thứ nhất tồn tại Trương An Huyền. Bất quá may là lấy Trương An Huyền thực lực cũng không cách nào đột phá. Cho nên hắn lựa chọn ở lại chỗ này. Khoảng cách thực tập kết thúc còn lại 4 ngày thời gian, hắn khi tiến vào Cửu Lôi Thần Tháp trước làm chuẩn bị đầy đủ, một lần hành động đột phá đến tầng thứ 7. Cho nên hắn liền muốn ở chỗ này thật tốt tu luyện, xem có thể hay không lấy được một ít có liên quan lôi đạo cảm ngộ, có lẽ là có thể bằng vào phương pháp này tiến vào tầng thứ 8. Hắn cho rằng lập tức không thể nóng vội, vì vậy một mực ngồi xếp bằng ở này tĩnh tâm tu luyện, lần này tiến vào tầng thứ 7 nguyện vọng đã đạt thành, nếu là không có dư lực liền không cần thiết lại đánh vào tầng thứ 8. Nhưng bỗng nhiên lúc này, bao phủ ở sấm sét bên trong hắn, cảm ứng được một cái xa lạ hơi thở, nhất thời làm cả kinh. Chẳng lẽ nói cái này tầng thứ 7 xuất hiện một cái quái vật? Hắn thần sắc không khỏi đổi được ngưng trọng, tại đầy trời sấm sét gian mở ra một cái khe hở, hướng ra phía ngoài ngắm nhìn. Chẳng được bao lâu, hắn liền gặp được ngọn núi xa xa trên có một đạo bóng người. Lại là một người. Trương An Huyền nhất thời lớn bị rung động. Toàn bộ tông phái không chỉ hắn một người xông vào tầng thứ 7. Là Lâm Thiên Huyền sao? Vẫn là cái khác mấy tên cao cấp thiên kiêu. Trương An Huyền cảm nhận được liền nồng nặc uy hiếp. Hắn mắt xuyên thấu qua hư không, gặp được cái thân ảnh kia, như ẩn như hiện, mông lung thần bí. Nhưng người kia hơi thở 10 phần xa lạ, không phải Lâm Thiên Huyền, cũng không phải những người khác. Hơn nữa lôi lực tu vi lộ vẻ được vô cùng hơi yếu nhỏ, căn bản cũng không giống như là tu luyện nhiều năm đệ tử nội môn. Hắn đắm chìm trong tầng thứ 7, không hỏi thế sự, cũng không biết phía dưới chuyện gì xảy ra, vì vậy đối Diệp Thần không rõ lắm rõ ràng. Ngay tại Trương An Huyền vẫn khiếp sợ lúc đó, Diệp Thần đã tới một tòa nguy nga trên ngọn núi. Một ngọn núi này đỉnh thuần túy là do đống đá thế lên, không có bất kỳ cây xanh, trơ trụi, nhưng là ở đỉnh phong chỗ, nhưng là có một đạo to lớn dẫn lôi thạch đài. Nơi này có chừng 10 tòa như vậy đỉnh núi. Hắn trực tiếp ngồi vào vậy dẫn lôi trên đài, đỉnh ngọn núi kia bầu trời, lôi đình lực ngưng tập hội tụ, như mực vậy tan ra. Hoặc giả là lôi đình lực ngưng tụ thành hình, quá mức mênh mông, ngược lại thì yên lặng lại, cũng không có kinh người sấm sét vần quanh. Mà là mây đen như động, có một chút xíu lôi mang tránh hiện ra, bộc phát ra một loại cực kỳ khủng bố tuyệt luân khí thế. Diệp Thần nhìn những cái kia mây đen trong đó, sấm sét lóe lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn lập tức tính hạ tâm thần, sau lưng hiện ra một tôn sấm sét pháp phương dị tượng. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu điều khiển vậy tôn dị tượng, chủ động khiêu khích nơi này sấm sét. Oanh, oanh, tiếp liền không ngừng sấm sét tiếng, trên bầu trời nổ vang. Những cái kia sấm sét giống như cự thú điên cuồng nhúc nhích, lộ ra cao ngất đầu rác. Bành! Sấm sét đánh, một khắc sau đến đúng giờ tới. Nhưng là ở đến Diệp Thần trước mặt lúc đó, mây sấm tản ra chấm hắc mang, nhìn kỹ lại, đó lại là ùn ùn kéo đến sấm sét mưa. Những cái kia sấm sét giọt mưa phơi bày ra màu đen thâm thúy, ùn ùn kéo đến cuốn tới, mỗi một giọt cũng bao hàm mãnh liệt sấm sét lực lượng, so với trước mặt sấm sét tới, không biết cường đại nhiều ít. Rào 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 rào. Cái này một tràng lôi mưa, ảnh hưởng đến phạm vi khá rộng, không chỉ là ở Diệp Thần bên này, liền Trương An Huyền vậy được ảnh hưởng. Hắn nhìn cái này đầy trời lôi mưa, ánh mắt chấn động. Bên kia, Diệp Thần điều khiển sấm sét pháp tướng, đi về trước chạy đi, nhất thời cùng những cái kia giọt mưa đụng vào nhau, kinh khủng lực lượng nổ bể ra, ở hắn bề mặt đánh ra một đạo lại một đạo văn đường. Liền Diệp Thần chiêu nhấc lên đều phải phí chút công phu. Hắn không nghĩ tới những thứ này giọt mưa lại hung mãnh như vậy. Những cái kia sấm sét quang vũ rơi xuống, hơn nữa tầng tầng nứt ra, ở Diệp Thần mặt ngoài thân thể di động, theo bên ngoài lỗ chân lông qua lại. Cót két thanh âm không ngừng vang lên, đó là sấm sét lực lượng chảy qua mặt ngoài thân thể, hơn nữa cùng trong cơ thể lôi lực tiến hành giao hội. Diệp Thần từ trong hút vào tay không thiếu mênh mông lôi lực, một hồi kịch sau cơn đau, kèm theo mà đến chính là nhàn nhạt cảm giác tê dại. Diệp Thần trong cơ thể, hỗn độn thần lôi giống như là hoàn toàn tỉnh lại, đối với những thứ này sấm sét mưa đặc biệt cảm thấy hứng thú. Oanh thanh âm ùng ùng bên tai không dứt.
Diệp Thần đắm chìm trong đầy trời trong dông tố, hắn nhấc lên một món huyết mạch lực, và hỗn độn thần lôi dung hợp vào một chỗ. Lôi quang lóe lên tới giữa, hỗn độn thần lôi đang từng bước ngưng tụ, trầm thấp tiếng sấm ở trong cơ thể dạo dực truyền ra. Diệp Thần chậm rãi giơ tay lên, giống như là có loại nào đó cực hạn điều khiển lực, những cái kia lôi mưa cũng nghe hắn hiệu lệnh, dần dần trôi lơ lửng lên. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Diệp Thần cùng cái này dẫn lôi thạch đài cơ hồ hòa làm một thể, đem lôi lực dưới vào trong đó, để cho cái này dẫn lôi đài bơm phát ra sáng chói nhất chói lọi. Một tiếng nổ, tia sáng chói mắt bung ra, giống như là sinh ra loại nào đó nổ hiệu quả. Diệp Thần cơ hồ sắp bị cái này phiến ánh sáng chìm ngập. Đi đôi với đối dẫn lôi thạch đài bị thúc dục đến mức tận cùng, ở giữa thiên địa sấm sét, thanh âm bỗng nhiên vang lên, giống như là dã thú phát động tấn công trước dấu hiệu. Trôi lơ lửng ở chân trời âm trầm mây đen, giờ phút này vậy chậm rãi phun trào, đều là tụ tập đến Diệp Thần trước mặt. Nguyên cái thiên địa, cũng vào thời khắc này, đổi được ảm đạm xuống. Đã như vậy, vậy thì cũng tới đi. Diệp Thần nội tâm đổi được cực độ khát vọng, đó là do hỗn độn thần lôi đưa tới. Thành tựu khai thiên tích địa dậy liền tồn tại hỗn độn thần lôi, những năm gần đây một mực đi theo ở hỗn độn lôi đế bên người, hiệu lệnh chư thiên sấm sét. Sau đó bởi vì hỗn độn lôi đế phát sinh dị biến, hỗn độn thần lôi cũng không khỏi không theo cái này một món tàn hồn, lưu lạc đến đây, lần nữa bị Diệp Thần thu phục. Hắn cần lôi đình lực, mênh mông bàng bạc, xa xa vượt quá Diệp Thần tưởng tượng. Diệp Thần dứt khoát hoàn toàn buông ra tâm thần, mặc cho hỗn độn thần lôi ở mình trong cơ thể tàn phá. Theo thời gian trôi qua, những cái kia sấm sét mưa, đều bị hút vào Diệp Thần trong cơ thể, lại dần dần mất đi uy lực. Mà đem mình trùng trùng bọc lại Trương An Huyền, cũng là khá là ngạc nhiên, hắn còn dự định thi triển tự thân tuyệt học, tới phòng ở đây một phiến quang vũ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, sấm sét mưa uy lực đang dần dần yếu bớt, mà ở Diệp Thần bên kia, thì là có vô cùng lực lượng, điên cuồng tàn phá. Cái này rốt cuộc là cái tồn tại gì ở? Thấp như vậy hơi thực lực, lại có thể dẫn động cường đại như vậy sấm sét lực lượng, hóa cho mình dùng. Hắn trước kia có thể chưa bao giờ thấy qua cái này cùng cường hãn tồn tại. Trên thực tế, Diệp Thần vậy phát hiện Trương An Huyền tồn tại, nhưng hai người nước giếng không phạm nước sông, vậy không cần phải đi chào hỏi. Hắn chuyên trú tại trước mặt lôi mưa. Rào 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 rào. Lôi mưa hạ xuống. Phần lớn đều bị liền một loại đặc thù nào đó chỉ dẫn, hướng Diệp Thần ở địa phương đó gào thét đi. Chung quanh những cái kia trên ngọn núi, nếu là có bị lôi mưa đánh trúng, thì giống như là bị ăn mòn vật thể, xuất hiện từng cơn lõm xuống. Hoàn cảnh tàn khốc như vậy, cũng khó trách không có cây cối sinh tồn. Lôi mưa gào thét tới, như vậy thanh thế long trời lở đất, người xem run sợ trong lòng. Như vậy thanh thế vô cùng là kinh người. Nhưng Diệp Thần là ở hỗn độn thần lôi chống đỡ dưới, sừng sững không nhúc nhích. Thần lôi phụ ở hắn mặt ngoài thân thể, mặc cho lôi mưa xông lên soát, không chỉ không có bị ăn mòn, ngược lại hấp thu điểm sáng năng lượng. Liền vậy đầy trời sấm sét vậy bị đánh tan. Ung ung. Như vậy dị tượng, truyền khắp toàn bộ tầng thứ 7, thậm chí liền xuống mặt tầng 6 cũng cảm ứng được, bọn họ rối rít ngẩng đầu trông lại, ánh mắt bên trong, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đó là vật gì, trước kia chưa từng gặp qua. Có đệ tử mong về phía chân trời chỗ sâu, thấy này vậy cảnh tượng, trong lòng kinh ngạc ý khó mà hình dạng. Hình như là xuống lôi mưa, nhưng là dạng gì mưa mới biết sinh ra như vậy động tĩnh. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Để cho chúng ta xem, đây là từ tầng thứ mấy rơi xuống, chẳng lẽ là tầng thứ 6 những thiên kiêu đó dẫn động sao? Vì sao ta xem giống như là tầng thứ 7 rơi xuống, theo ta biết. Hôm nay thân ở tầng thứ 7 người là Trương An Huyền chứ? Thật lợi hại, không hổ là ta tông đời này đệ nhất thiên kiêu. Tiếng than thở cùng tiếng thán phục này thay nhau vang lên, bên tai không dứt. Mà lúc này cũng có người chú ý tới, Diệp Thần hạng đã lên đến thứ 2. Cần phải Hồng Nhan vẫn luôn đang ngó chừng cái này đứng hàng đồng hồ. Nàng còn không kinh ngạc lên tiếng, bên người Vương Thành cũng đã hô to. Không ít người mới vậy đang chú ý nơi đây biến hóa, không khỏi được vạn phần kinh ngạc. Diệp Thần trước đây không lâu chạy đến 20 mấy tên, đã để cho bọn họ cảm thấy đặc biệt không tưởng tượng nổi, hiện tại lại có thể đã đến thứ 2. Cái này cũng đại biểu hắn đã vượt qua tầng thứ 6 tất cả đệ tử nội môn đứng sau tầng thứ 7 Trương An Huyền.
liền ở dưới con mắt mọi người, vậy lôi mưa xuống 2 ngày 2 đêm, đáng sợ lôi lực quét sạch toàn bộ Cửu Lôi Thần Tháp, làm vô số người con ngươi động đất. Thân ở trong đó tông môn đệ tử đều là đang thảo luận, Trương An Huyền lại như vậy lợi hại, có thể để cho Cửu Lôi Thần Tháp bộc phát ra dị tượng, tương lai vậy nhất định là tông môn người thứ nhất. Liền chỗ ở bên ngoài tông môn trưởng lão vậy lâm vào thảo luận bên trong, đối Trương An Huyền khen không dứt miệng. Bọn họ không cách nào tiến vào trong đó, theo dõi lôi tháp cảnh tượng. Nhưng bọn họ biết, toàn bộ trong tông môn, chỉ có Trương An Huyền một người có thể làm được. Trương An Huyền chính là Huyền lão tọa hạ 3 tên bế quan một trong đệ tử, lúc này lấy được như thành tựu này, để cho Huyền lão vui vẻ yên tâm không dứt. Không tệ, lại có thể mới có thể có như vậy tâm tính, kìm nén, cũng coi là trải qua một đạo tốt thực tập. Huyền lão đứng ở phòng hội nghị trước, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt gật đầu một cái. Từ Cửu Lôi Thần Tháp trong đó nơi truyền tới chập chờn phán đoán, Trương An Huyền có lẽ có thể đột phá đến tầng thứ 8. Tầng thứ 8 biết bao khủng bố, lần trước đột phá đến tầng thứ 8 người, đã là mấy trăm ngàn năm qua duy nhất đại đế cường giả. Nếu như không có bất chắc, đột phá tầng thứ 8 thiên phú, đủ để cho Trương An Huyền tiến vào lôi đế cảnh giới. Đến lúc đó, Trương An Huyền đem sẽ trở thành là toàn bộ lôi tu giới trẻ tuổi một đời nhân vật dẫn quân. Như thành tựu này, để cho người không thể không tâm tình phấn chấn. Lại xem kìa, xem Trương An Huyền có thể mang đến cho chúng ta nhiều ít ngạc nhiên mừng rỡ. Trừ cái này ra, xếp hạng hạng nhì Diệp Thần vậy đưa tới không ít người chú ý, thành tựu đệ tử mới, lần đầu leo lên Cửu Lôi Thần Tháp liền lấy được như thành tựu này, tương lai tiềm lực không thể lường được. Những trưởng lão kia đối Diệp Thần khen không dứt miệng, Huyền Minh nhị lão nghe vậy chính là nhìn nhau một cái, Huyền lão nhíu mày một cái nhớ tới, Diệp Thần đi Thánh Lôi Biển chuyện. Hắn tổng cảm thấy Thánh Lôi Biển sụp đổ và hủy diệt cùng Diệp Thần có thoát không ra liên lạc. Bất quá hiện tại không suy nghĩ những thứ này. Ở Trương An Huyền trở thành tông môn cao cấp đệ tử sau đó, vậy hắn địa vị liền sẽ hoàn toàn vững chắc. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy nói. Nhưng chỉ có một người, tâm tư những thứ khác người đều không cùng. Đó chính là cùng tồn tại tầng thứ 7 Trương An Huyền. Hắn đã kết thúc tu luyện, hơn nữa tránh được xa xa, bởi vì vậy phiến lôi mưa mang đến uy áp, liền hắn vậy không chịu nổi. Những cái kia mây sấm tràn ngập ở chân trời, đông nghịt, thành đoàn kết đội, tựa như liền cái này phiến hư không đều phải bị đè bể. Trương An Huyền trên trán đã toát mồ hôi lạnh, khá là kinh hồn bạt vía. Coi như là hắn, cũng không cách nào bảo đảm mình có thể ở như vậy thế công hạ sống sót. Tiểu tử này gan, cũng quá lớn. Mà ở Diệp Thần trong tầm mắt, cũng là như lâm đại địch. Bất quá cũng may hỗn độn thần lôi đối với những thứ này sấm sét có trời xanh lực áp chế, cho dù lại qua cuồng bạo, hỗn độn thần lôi cũng có thể đè xuống. Lúc này Diệp Thần trong cơ thể, phảng phất là có từng cái sấm sét con sông, ở trong kinh mạch lao nhanh lóe lên, dòng nước chảy không ngừng, người thường tiếp xúc một chút, sợ rằng cũng sẽ bị đánh được nghiền. Diệp Thần ngẩng đầu lên, mong về phía chân trời vậy bưng. Đến lúc rồi. Đây là hỗn độn thần lôi cho hắn phát ra tín hiệu. Hắn ngưng thần chốc lát, chợt vận dụng hỗn độn lôi lực, đột nhiên bắn ra phóng lên cao, giống như là một đạo vạch qua chân trời sao rơi. Trực tiếp hướng mây đen trong đó hội tụ khổng lồ sấm sét chạy đi. Cái này một phiến sấm sét là gần đây tới lôi mưa nơi hội tụ mà thành, hình thành một cái lao nhanh con sông, tản ra vô cùng là khủng bố kinh người uy nghiêm. Bành! To lớn tiếng vang vào giờ khắc này nổ tung, trực tiếp xuyên thấu mây đen, trầm trầm trời rông tố không, phá lệ dụ cho người chú ý. Phía dưới tầng 6 người thấy một màn này, rối rít dừng chân ngắm nhìn. Ngay trong bọn họ có người đã hoàn thành sau cùng tu luyện, ở vào kết thúc giai đoạn. Mà tầng thứ 6 nhân chung, vậy lại cũng không có cái thứ 3 đệ tử đột phá tầng 7. Chẳng lẽ nói có người muốn đột phá đến tầng thứ 7 sao? Loại thanh âm kinh ngạc này cùng nhau, liền để cho không ít người thần sắc biến đổi. Chỉ còn lại cuối cùng thời gian 2 ngày, muốn đột phá vậy đã sớm hoàn thành. Những cái kia tiến vào tầng thứ 6 tầng thứ 7, nếu như không thể ở 20 ngày trước hoàn thành đột phá, sợ rằng phía sau cũng không có hy vọng. Trừ phi là thiên tài siêu cấp, tài có thể hoàn thành cái này cùng kinh người hành động vĩ đại. Mà lúc này, thành tựu rất nhiều trong tông môn nhân khẩu bên trong đàm luận đối tượng, thứ nhất nội môn Trương An Huyền, đã cách xa chỗ tu luyện, tránh được xa hơn.
hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình một ngày nào đó lại sẽ như vậy chật vật. Như vậy lôi kiếp mây đối hắn mà nói, lại thuộc về không cách nào tiếp nhận phạm vi. Đáng ghét. Trương An Huyền nắm chặt quả đấm, thần sắc bên trong tràn đầy không cam lòng, hắn có thể dự liệu đạt được, tên này nhất định sẽ một bước lên trời, sau này có lẽ sẽ trở thành vì mình đại địch. Làm sấm sét huy thế nổi lên đến mức tận cùng lúc đó, Diệp Thần thông suốt mở hai mắt ra, hỗn độn thần lôi đã ngưng tụ đến đỉnh điểm, ngay lập tức tới giữa là được bùng nổ. Hắn phải mặc phá tầng này mây sấm, đột phá tới tầng thứ 8. Diệp Thần bước ra một bước, như cự nhân cất bước, uy phong lẫm lẫm, không thể nhất thế. Hắn muốn một lần hành động đột phá đến tầng thứ 8, liền cần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Cả người giống như thủy thiên mây, tiến vào đen nhánh sấm sét trong đó, cho dù điện quang lóe lên, vậy chưa từng có từ trước đến nay. Bành! Ngay tại ngắn ngủn trong nháy mắt, Diệp Thần chạm tới tầng thứ 8 giới vách đá, hắn thân hình xuyên qua liền tầng kia kinh khủng mây sấm. Hậu tích bạc phát, đã là như vậy. Hỗn độn thần lôi che chở hắn thân thể, vượt qua vậy một tòa nhìn qua không cách nào chuyển kiếp bình phong che chở. Vào giờ phút này, phơi bày ở Diệp Thần trước mặt, một phiến thế giới hoàn toàn bất đồng. Nơi này tinh không vạn dặm, lại không có một chút sấm sét. Những cái kia sấm sét tất cả đều chiếm cứ tại dưới lòng đất, hình thành một phiến mãnh liệt sấm sét nham thạch nóng chảy, giống như là núi lửa bộc phát liền như vậy, phân bố toàn bộ mặt đất. Cùng trước mặt tầng 6 cảnh tượng hoàn toàn không cùng. Mà phía dưới mấy tầng sấm sét dị tượng vậy chậm rãi biến mất, mọi người ở đây lấy là đều kết thúc thời điểm. Bỗng nhiên có người kinh hô lên. Các ngươi mau xem đá sấm sét trên bia hạng. Bọn họ đang nghi ngờ, vì sao vậy sấm sét dị tượng sẽ biến mất, có phải hay không Trương An Huyền đã đột phá tầng thứ 7 cấm chế, trở thành từ trước tới nay người thứ 2. Nhưng là khi bọn họ ánh mắt rời được vậy hạng đồng hồ lên thời điểm, nhưng kinh người phát hiện, Trương An Huyền lại bị chen đến hạng nhì. Xếp hạng thứ nhất người, biến thành Diệp Thần. Thấy cái này cùng hạng sau đó, lúc này liền có người dụi mắt một cái, không dám tin chắc. Xếp hạng thứ nhất người, là Diệp Thí Thiên sao? Chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, chố mắt nhìn nhau. Bọn họ vậy tuyệt đối không nghĩ tới, lại sẽ có như vậy biến cố. Nếu như nói Diệp Thần hạng vượt qua Trương An Huyền, vậy hắn nhất định là tiến vào tầng thứ 7 chỗ sâu. Hậu sinh khảo úy à? Có người không khỏi than thở một câu. Còn có không ít người gật đầu nói phải, nếu như đặt ở này trận thực tập trước khai mạc, bọn họ khẳng định sẽ không tin tưởng, một người đệ tử mới có thể xông ra thành tích như vậy. Nhưng hiện tại sự thật đặt ở trước mắt. Mau đem việc này truyền đi, nói cho tông môn trưởng lão, hơn nữa nhấn mạnh cái đó người mới thành tích cũng không được. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 5, bọn họ đều là biết tin tức này, hơn nữa hơi khiếp sợ. Đệ tử mới nhảy cẫng hoan hô, vẻ mặt chấn động một cái, nhất thời đổi được vô cùng là mừng rỡ. Bọn họ từ bị khi dễ, đến đường cùng nghịch tập, rồi đến hãnh diện, hết thảy các thứ này đều là bởi vì là một cái người. Diệp Thí Thiên. Có thể nói Diệp Thí Thiên giải phóng bọn họ, hơn nữa phân ra lôi nguyên đan, giao cho bọn họ tới tăng cường thực lực. Có thể Diệp Thí Thiên lại đột phá đến tầng thứ 8, có thể tưởng tượng được, hắn thực lực mạnh mẽ đến không thể so sánh. Hoặc là nói, bọn họ cũng tìm được một cái mới chỗ dựa vững chắc. Cùng Diệp Thí Thiên không đúng lắm trả những người đó, chính là sắc mặt âm trầm, tâm tình kém có phải hay không. Nhất là chân hình vũ, hắn thật vất vả đột phá đến tầng thứ 5, đã tới 5 tầng chỗ sâu, lần này tu luyện hạng lại lên thăng không thiếu. Vốn là một kiện vô cùng là vui thích sự việc, nhưng Diệp Thần leo lên tầng thứ 7, hơn nữa một lần hành động phản siêu Trương An Huyền chuyện này, để cho hắn nhất thời liền không vui. Nếu như là như vậy, vậy hắn sau này chỉ càng ngày sẽ càng cầm Diệp Thần không có biện pháp. Dẫu sao tông môn không thể nào bởi vì hắn bản thân mình, mà buông tha một cái tương lai tuyệt thế thiên tài. Cho dù sau lưng hắn chỗ dựa vững chắc là Huyền lão không để ý nữa Diệp Thần, nhưng đó cũng là ở Diệp Thần chưa từng bước lên tháp thành công dưới tình huống. Lần đầu tiên nhập tháp, liền bước lên vào tầng thứ 7, này cùng thiên phú có thể tưởng tượng được. Trước những cái kia xem thường Diệp Thần, đối hắn khá là khinh thường người, vậy thay đổi trạng thái bình thường, trước mắt đều là hâm mộ ghen tị. Thiên lôi tử lại là thở dài, hoàn toàn bại hạ trận. Hắn nguyên vốn cho là mình tiến vào tầng thứ 5,
trở thành từ trước tới nay nhất là đệ tử ưu tú một trong. Nhưng quay đầu vừa thấy, Diệp Thần đã đem hắn bỏ rơi 108.000 dặm. Hắn bây giờ, đã không có sức lại đuổi theo Diệp Thần bước chân. Diệp Thí Thiên vượt qua Trương An Huyền, trở thành lần này thực tập bảng xếp hạng thứ nhất sự việc, nhanh chóng truyền ra. 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh thuận tiện lấy như bay tốc độ, truyền đến tông môn bên kia. Bất quá những chuyện này, đối với Diệp Thần mà nói, không bị chút nào ảnh hưởng. Hắn ở vào dư luận vòng xoáy ra, lúc này đã tới cái này Cửu Lôi Thần Tháp tầng thứ 8. Cảnh tượng của nơi này, cùng trước mặt tầng 7 không cùng. Bầu trời mịt mù, không có phần nửa sấm sét áp trận, nhưng là mặt đất nhưng kinh khủng dữ tợn, giống như là bị cái gì vật nặng cho đập được chia 5 xẻ 7. To lớn kẽ hở, giống như mạng nhện như vậy lan tràn. Những cái kia trên mặt đất trong khe chảy sấm sét, giống như là con sông bình tĩnh như vậy. Nhưng Diệp Thần lại biết, tuyệt đối vượt quá nhìn qua như thế đơn giản. Đúng như dự đoán, ở Diệp Thần đến gần những cái kia sấm sét lúc đó, mất đi sấm sét bỗng nhiên bay lên. Diệp Thần vội vàng lui về phía sau, mà ở hắn mới vừa nơi đứng địa phương xuất hiện một đạo sấm sét, từ mặt đất xông tới, 10 phần khủng bố, đáng sợ. Hắn nhanh chóng lui về sau hết mấy bước. Ngay tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, những cái kia nóng nảy sấm sét mãnh liệt tới, thật giống như tất cả dã thú hung mãnh, đập vào mặt, để cho người hù suất mồ hôi lạnh cả người. Quả nhiên, những cái kia sấm sét cùng trước mặt mấy tầng sấm sét có chút không cùng, sáng bóng nhẵn nhụi, hoa văn rõ ràng, bò lổm ngổm ở nơi này phiến rạn nứt trên vùng đất, ngược lại là lộ vẻ được có chút vi hòa. Diệp Thần bước chân bước ra, đứng ở trên đó, xa nhìn phương xa, đập vào trong mắt sấm sét hội tụ thành sông lớn biển hồ, đem chỗ hắn ở toàn bộ bao vây. Mà đi thông tầng thứ 8 chỗ sâu địa phương, có chứa một phiến mênh mông biển khơi, vô biên vô tận, lại trong đó tràn ngập lôi lực, cũng là 10 phần mênh mông. Vậy vùng đại dương sấm sét, vô biên vô tận, vô cùng vô tận, cho dù là bước lên linh khí phi thuyền, cũng không cách nào xuyên qua nơi này. Vì vậy Diệp Thần phá lệ cẩn thận, hắn phân ra một chút thần thức lực lượng, bước vào nơi này, phát hiện bằng vào mình luân hồi huyết mạch, đều không cách nào xông phá tầng này cấm chế. Không hổ là Cửu Lôi Thần Tháp tầng thứ 8, thần bí sâu thẳm, hiếm có người có thể xông vào, bất quá còn không cùng Diệp Thần tiến vào trong đó, chiếm cứ ở trong cơ thể hắn hỗn độn thần lôi trước có phản ứng, giống như là một cái du xà vậy, nhanh chóng vọt sơ tiến vào vậy sấm sét biển sâu, nguyên bản bình tĩnh chảy sấm sét biển, nhất thời lăn lộn như nước thủy triều. Đó là hỗn độn thần lôi đang hấp thu năng lượng trong đó, hóa cho mình dùng, hơn nữa phụng dưỡng lại cho ký chủ. Diệp Thần cảm thụ hỗn độn thần lôi bên trong truyền tới năng lượng, chợt cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hắn cảm giác được mình vậy một chuyến thật là đi đúng rồi, nếu như không có đi đến thánh lôi biển, liền không thể lấy được cái này một món hỗn độn thần lôi, phải biết cái này đạo lôi đình, nhưng mà giúp tự mình giải quyết rất nhiều chuyện. Bên trên, để cho cái này phiến lôi biển kiến thức một tí chúng ta lợi hại. Diệp Thần không nói hai lời, xem một cái hùng ưng bạo sông lên. Thẳng nghênh hướng vậy phiến lôi biển. Bất quá ở trước mặt hắn cuốn lên một hồi cuồng bạo sóng gió, đó là hỗn độn thần lôi dẫn dắt lên bình phong che chở, ngăn trở lại truyền tới phong lôi, đem hấp thu hầu như không còn, hóa cho mình dùng, đổi được càng ngày càng khỏe lớn. Hỗn độn thần lôi ở trước mặt thay Diệp Thần hộ giá hộ tống, chém ra sóng gió, cử động này để cho Diệp Thần giảm bớt không ít áp lực. Phải biết hỗn độn thần lôi, nhưng mà trong lôi đình bá chủ, điểm này sấm sét đối với hắn mà nói có thể nói là một đĩa đồ ăn, vì vậy, hỗn độn thần lôi có thể hàng phục cái này chư thiên vạn giới yêu ma quỷ quái. Diệp Thần lòng có cảm giác, tầng thứ 8 lôi biển đường danh ở hắn trong mắt lành lặn phơi bày ra. Lúc đầu cái này tầng thứ 8 lại là thang trời kiểu kéo dài, một đường hướng lên, cuối cùng một đoạn thang trời, chính là thông hướng tầng thứ 9 lối đi. Vậy hỗn độn thần lôi, đã thay Diệp Thần xóa bỏ trước mặt rất nhiều chướng ngại. Diệp Thần đi tới tầng thứ 8, ngược lại thông suốt không trở ngại, một đường hát vang tiến mạnh. Ở hắn đi thông tầng thứ 9 lúc đó, lôi bên ngoài tháp mặt đã nổ tung nồi, những trưởng lão kia biết được chuyện như vậy sau đó, vô cùng khiếp sợ. Quá lôi thần tông, lúc này nổi lên mưa gió. Trưởng lão đoàn đi tới lôi tháp ra, triệu tập hội nghị, kịp thời bàn chuyện này, rất nhiều trưởng lão nghe vậy sau đó, cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, thế giới quan đều bị lật đổ. Từ bên trong tháp truyền đến tin tức,
cái đó tên là Diệp Thí Thiên người mới lại có thể đột phá tầng thứ 7. Tông phái tam trưởng lão thán phục không thôi, đối với Diệp Thần lần này biểu hiện, đã tu luyện nhiều năm, tâm cảnh chưa từng xuất hiện chập chờn hắn, đều đang có vẻ kích động. Cái này cũng thì đồng nghĩa với Quá Lôi Thần Tông bên trong, xuất hiện một tên đủ để sánh vai Lôi Đế nhân vật. Chỉ cần tông môn toàn lực nâng đỡ, liền có thể để cho hắn leo lên Lôi Đế vị. Không chỉ là hắn, liền trong tông phái những trưởng lão khác cũng là hai mắt sáng lên, kích động không thôi. Nhưng mà thân vị tầng cao nhất huyền lão cùng đại trưởng lão, nhưng là nhỏ không thể cha nhíu mày một cái. Đại trưởng lão biết được mình cháu trai từng cùng hắn sinh ra qua mâu thuẫn, vì vậy không khỏi lo lắng đến tiếp sau này còn sẽ phát sinh không tốt sự việc. Mà huyền lão chính là đối thánh lôi biển tan biến cảnh cảnh tại trong lòng, hắn biết Diệp Thần là một người thông minh, khẳng định rõ ràng hắn lúc đó ý đồ. Hai người người nắm quyền hai mắt nhìn nhau một cái, cũng rõ ràng đối phương suy nghĩ trong lòng. Nhỏ hẹp bụng dạ để cho bọn họ đổi được cưỡi hổ khó xuống. Yên lặng chỉ chốc lát sau, vẫn là đại trưởng lão dẫn đầu lên tiếng. Được, đợi hắn sau khi đi ra, liền đem tốt nhất tài nguyên tu luyện cũng cho hắn, ngũ trưởng lão, người đi xuống an bài một chút đi. Đại trưởng lão phân phó sau đó, liền quay đầu đối huyền lão truyền âm. Huyền lão trầm ngâm chốc lát, vậy đáp ứng. Trên thế giới này, không có vĩnh hằng cừu hận, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Hắn tin tưởng chỉ cần mình đem Diệp Thần thành tựu người thừa kế đào tạo, vậy Diệp Thần liền nhất định sẽ một lòng một dạ lưu lại ở Quá Lôi Thần Tông. Được, lập tức bắt đầu hành động. Huyền lão vậy đáp ứng. Đem một tên đệ tử mới nhập môn làm tương lai trưởng môn đào tạo, đây là một cái điên cuồng kế hoạch. Nhưng tại chỗ tất cả trưởng lão, không có người nào cảm thấy kỳ quái. Bọn họ cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Xem Diệp Thần như vậy thiên tài, mấy chục ngàn năm qua đều khó cho ra một cái. Một khi ra một cái, đem sẽ thống trị một cái thời đại. Vào giờ phút này, Diệp Thần đã tới cái này tầng thứ 8 chỗ sâu nhất. Hắn ở hỗn độn thần lôi dưới sự hỗ trợ, xuyên qua sấm sét mây, đầy trời lôi sóng sóng biển dâng ở hắn hai bên sôi trào mãnh liệt, nhưng không cách nào làm bị thương hắn chút nào. Hỗn độn thần lôi uy lực, không thể địch nổi. Cơ hồ từ căn nguyên trên áp chế những thứ này sấm sét, làm không cách nào nhúc nhích. Một cái lôi sông từ trên tới dưới, xuyên qua toàn bộ cửu lôi thần tháp. Sông lớn nước trên trời tới, chảy xiết đến biển không còn hồi, toàn bộ cửu lôi thần tháp cũng hình thành một màn quan cảnh kỳ dị. Phía dưới mấy tầng đệ tử nhìn một màn này, rối rít thán phục không thôi. Ngay trong bọn họ có người đã biết được, Diệp Thần leo lên tầng thứ 8. Đây chính là trong truyền thuyết tầng thứ 8 à. Vô số lôi thu thiên kiêu mơ tưởng để cầu, cũng muốn bước vào đất thần thánh. Đến tầng thứ 8, liền đại biểu người này có không thể so sánh tư chất, tương lai định trước sẽ được nhiều thành tựu xuất sắc. Cần phải hồng nhan đứng ở trong đám người, trên mặt nụ cười yêu kiều, nàng ở mong đợi Diệp Thần ra tháp sau cảnh tượng, hẳn sẽ bị tất cả đại trưởng lão cướp thu làm đệ tử đi. Bất quá nhưng vào lúc này, Cần phải hồng nhan bỗng nhiên cảm thấy tâm thần có chút sợ hãi, nàng phảng phất là được lực lượng nào đó triệu hoán, trong đầu chấn động một tí. Nàng thần sắc trở nên có chút mờ mịt, đưa mắt nhìn bốn phía, lại không có phát hiện cái gì dị thường. Nhưng chẳng biết tại sao, tim nhưng nhảy được càng lúc càng nhanh. Ta đây là thế nào? Cần phải hồng nhan có chút nghi ngờ. Mà lúc này xa ở tháp lên Diệp Thần, đang đón vậy đầy trời lôi sông tiến hành đánh vào. Không ai nghĩ tới hắn mục tiêu cũng không phải là tầng thứ 8, mà là truyền thuyết kia ở giữa tầng thứ 9. Trong cơ thể hắn hỗn độn thần lôi, cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, sinh ra loại nào đó cắn nuốt khát vọng. Tầng thứ 9 khẳng định cất giấu bí mật gì. Diệp Thần xé trời mờ tối sắc, lên như diều gặp gió, không có vào vậy đám mây lôi tiêu. Mây sấm cùng lôi sông sen lẫn thành được vô cùng là khủng bố, nhưng Diệp Thần nhưng không sợ chút nào. Bành! Hắn đi về trước đánh vào, nổ lên kinh thiên tiếng, ở giữa đất trời này đột nhiên vang khắp. Ùn kéo đến lôi quang, mãnh liệt ra, đánh tan đen thui như mực mây sấm. Mà vào lúc này, xuất hiện một cái ngàn thước chiều dài lôi sông, quanh co ra, làm mây sấm tản đi lúc đó, Diệp Thần lúc này mới phát hiện, cái này phiến chân trời cũng không phải là không có sấm sét, mà là đều là núp ở thương khung chỗ sâu. Thì ra là như vậy. Đây chính là đi thông tầng thứ 9 bình phong che trở đi. Diệp Thần ngẩng đầu lên, ngửa mặt trông lên bầu trời,
vậy sấm sét sở ngưng tụ mà thành bình phong che chở, nhìn không tới cuối. Nhìn một cái, giống như rực rỡ ngân hà, nhưng trong thực tế nhưng cất giấu mọi thứ hung hiểm. Như vậy sấm sét bình phong che chở đáng sợ trình độ, liền hỗn độn thần lôi vậy cảm nhận được. Thứ này uy lực như thế nào? Diệp thần không nhịn được hỏi. Hắn ở lôi tháp tu luyện, xông qua mỗi một đạo bình phong che chở lúc đó, cũng không từng xuất hiện lòng rung động cảm giác. Nhưng đến hiện tại, trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng. Mà lúc này, hỗn độn lôi đế vậy cho giải đáp. Cái này một phiến sấm sét, 10 phần đến gần thời kỳ viễn cổ đại lộ lôi, cùng phía dưới mấy tầng sấm sét, có trên bản chất khác biệt. Hỗn độn lôi đế phán định sau đó, mở miệng nói. Thằng nhóc, mặc dù ta không biết cái này cửu lôi thần tháp chóp đỉnh rốt cuộc có cái gì, nhưng tuyệt đối cùng bên trong cơ thể ngươi vậy đạo hỗn độn thần lôi không thoát được quan hệ. Có lẽ ngươi có thể thử một chút, dùng ngọn lửa cùng sấm sét lực lượng đi đánh vào cái này đạo bình phong che chở. Hỗn độn viêm đế lúc này cũng là nhắc nhở. Bọn họ hai người là thời kỳ viễn cổ thần hồn, cảm giác lực tự nhiên thập phần cường đại. Nghe thấy vậy đặc biệt nhiều. Được. Diệp thần dứt khoát lâm không ngồi xếp bằng xuống, điều chỉnh trong cơ thể lôi lực trạng thái. Hắn trên đỉnh đầu, những cái kia sấm sét giống như là kim loại chế mặt vậy bóng loáng thấu triệt, có cực kỳ đáng sợ lực lượng. Mà ở chỗ này dưới trạng thái, Diệp thần rơi vào hoàn cảnh tốt. Hắn phải làm, chính là đạt tới vậy chưa từng có ai thành tựu. Mà trên bầu trời vậy phiến sấm sét cảnh. Tựa hồ vậy cảm nhận được liền Diệp thần sát ý, trong mơ hồ sinh ra chút sóng gợn chấn động. Ngay sau đó chính là sấm sét nổ ầm, những chất lỏng kia trạng mặt kiếng, giống như là bị nấu sôi vậy, 10 phần bạo động. Thời gian đảo mắt, từng đạo sấm sét chất lỏng, giống như là núi cao vậy rơi xuống, oanh tạc xuống, phải đem Diệp thần chìm ngập. Nhưng sẽ ở đó sấm sét chất lỏng sắp hạ xuống lúc đó, cuồn cuộn lôi sóng, cuốn tới. Đó là từ Diệp thần trong cơ thể bung ra thần lôi, phơi bày ra xanh đậm vẻ, tàn phá như nước thủy triều, bạo phát ra mãnh liệt chập chờn. Hai người lẫn nhau đối lập, điên cuồng chém giết. Mà Diệp thần thì giống như là một người không có chuyện gì như nhau, như cũ tĩnh tâm ngồi xếp bằng. Hắn đang ngưng tụ lực lượng. Lần này chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Vô số phiến hư không ra, hắc ám trong biển cấm một nơi cấm địa. Ngày cũ Minh Tổng Đàn. Một tên thân ở cấm địa ông già, chậm rãi mở mắt ra, hắn con ngươi trong đó lộ ra vô tận bể dâu, tựa như khám phá vạn cổ năm tháng, thẳng tới vậy vũ trụ cuối. Có người ở đánh vào tầng thứ 8. Hắn bị thương không nhẹ, đang ở chỗ này điều dưỡng sống, khôi phục thương thế. Mà hắn cùng vậy cửu lôi thần tháp tới giữa, là có liên hệ. Nhưng một khắc sau, hắn kinh ngồi dậy. Vậy bể dâu gần già trên mặt mũi, hiện ra lau một cái nồng nặc khiếp sợ. Không phải ở đánh vào tầng thứ 8, mà là tầng thứ 9. Tên kia ông già giống như là phát hiện tân đại lục, tự lẩm bẩm, trong mắt ánh sáng càng ngày càng thịnh. Hắn lẩm bẩm lầu bầu một hồi, ngay sau đó chính là ngẩng đầu lên tới, vui vẻ cười to. Không nghĩ tới thật có thể có người đột phá đến tầng thứ 9, tốt. Vậy ta liền muốn xem cái này hai cái lão già kia. Có quản hay không được. Ông lão thần sắc do kinh ngạc đổi được âm hàn, hắn hít sâu một hơi, kéo tàn phá thân thể, trở lại mình nơi ở địa phương. Rất nhanh, trước mặt hắn liền xuất hiện một đạo cái bóng mơ hồ, đó là một cái ẩn núp ở hắc ám bên trong bóng người. Kêu ta có chuyện gì? Đạo thân ảnh kia chậm rãi mở miệng, thâm thúy thần bí. Hắn ngồi ở khô lâu vương chỗ ngồi, trước mặt đốt hai cây lóe ánh sáng màu xanh lá cây ánh nến, như ẩn như hiện. Tôn lên vậy to lớn vô cùng thân thể. Có thể cùng ngươi trao đổi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Ông già hướng về phía trước mặt hư ảnh nói. Hư ảnh này không phải người khác, chính là ngày cũ Minh Nhất Cao thống lĩnh người, Ma Tổ Vô Thiên. Dần dần không nhìn thấy ở trong bóng tối Ma Tổ Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, tiếp đó đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Có thể, nếu ngươi như yêu cầu này mà nói, vậy bổn tọa là được vì ngươi chữa thương. Ngươi có thể từ vậy vạn trượng lôi kiếp trong đó sống sót, cũng đã là thiên đại kỳ tích, nếu như cưỡng ép khôi phục, sợ rằng sẽ lưu hậu di chứng, ngươi tự cân nhắc rõ ràng. Ma Tổ Vô Thiên từ trước đến giờ thẳng nói thẳng. Hắn tại mất đi trong lôi đình cứu lên trước mắt ông già, mà người này chính là quá lôi thần tông trên một đời tông chủ, Lá Tụ Vinh. Làm Lá Tụ Vinh nghe đến lời này lúc đó,
đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ cừu hận ánh sáng. Hắn là bị người hãm hại, chúng vòng bộ, tài sẽ biến thành hôm nay bộ dáng như vậy. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn lần nữa có lực lượng, hồi đi báo thù huyết hận. Ma tổ vô thiên, chỉ cần ngươi có thể giúp ta khôi phục thực lực, ta cái gì cũng muốn làm. Hắn vốn là thoát khỏi tông phái, đi ra bên ngoài lôi vực, hấp thu vực ngoại năng lượng, khôi phục thực lực. Lại không nghĩ rằng nửa đường gặp phải kẻ gian làm hại, bị đánh nhập vực sâu không đáy. Thật may cuối cùng, ma tổ vô thiên xuất thủ tương trợ, cứu hắn một cái mạng. Dĩ nhiên, ma tổ vô thiên cũng không phải là tùy ý cứu người, mà là có cân nhắc. Nếu như hắn tổn thương nghĩ xong toàn phục hồi như cũ, liền muốn mượn dùng ma tổ vô thiên tay, trừ trong cơ thể lôi tổn thương, để cho mình thân thể trong thời gian ngắn khôi phục tới trạng thái tột cùng. Như vậy tới một cái, hắn thân thể liền sẽ lưu lại rất lớn hậu di chứng, có lẽ cuối cùng sẽ mất hết tu vi bạo lui tới thấp kém cảnh giới. Nhưng lúc này, hắn trong lòng chỉ còn lại có báo thù, còn có mình hậu nhân an nguy, cũng là nơi phải cân nhắc. Nếu như có thể đem những thứ này xử lý thích đáng, vậy hắn liền cũng không có tiếc nuối. Ma tổ vô thiên thân hình chậm rãi biến mất, rồi sau đó thì có một cái vòng xoáy hắc động chậm rãi thành hình, vào lúc này thả ra kinh người năng lượng ba động. Đầy trời hắc khí, lăn lộn tới, nhất thời đem ông lão thân thể bao vây. Mà đối với ông già mà nói, giờ phút này trên người hắn lôi tổn thương đang dần dần phục hồi như cũ, già đi ra thịt cũng từ từ chặt gửi đứng lên. Ước chừng qua 4 tiếng, hắn dung mạo so với trước tới, đã không giống nhau lắm, khôi phục tới 30-40 tuổi hình dáng. Hắn tuổi thật, vốn là không coi là quá lớn, nhưng là đi qua lần này lôi tổn thương sau đó, đổi được từ từ già đi. Mà hắn cùng ma tổ vô thiên hoàn thành giao dịch sau đó, ma tổ vô thiên vậy một đoàn hư ảnh dần dần biến mất, hơn nữa ngưng tụ thành một đoàn như mực vậy đen nhánh hạt châu. Hắn đem hạt châu kia chứa vào trong miệng, hơn nữa từ từ tiêu hóa. Mà ở chỗ này trong quá trình, hắn bề mặt bên trên, có khó hiểu màu sắc sấm sét ở di động, nhiễu loạn hắn tiến độ tu luyện, đó chính là từ sấm sét chỗ hiểm yếu bên trong mang tới tổn thương. Mà hắn lúc này, chính là muốn lợi dụng ma tổ vô thiên nơi cấp cho phần kia lực lượng, tự chữa thương thế bên trong cơ thể. Làm hết thảy các thứ này sau khi làm xong, ông già từ từ ngồi xếp bằng. Nơi này, lần nữa rơi vào yên tĩnh hắc ám. Mà ở ngày cũ Minh Tổng Đàn, ma tổ vô thiên nơi chủ sự trong đại điện, có một người đứng ở lớn ngay chính giữa. Người mặc một bộ áo bào đen, mặt mũi anh tuấn, giờ phút này nhưng đóng chặt đôi mắt, cau mày. Chính là già thiên ma đế. Ở trận pháp này bầu trời, một đạo thân ảnh chậm rãi bay tới, người nọ chính là ma tổ vô thiên, hắn trong mắt lóe lên ung dung quỷ thần lửa. Qua không lâu, già thiên ma đế mở ra hai tròng mắt, bàn tay hắn kết ấn, triệu hoán ra một đạo hắc khí dày đặc phù lục. Chỉ chốc lát sau, vậy phiến phù lục liền ở hắn thao túng dưới, hóa là cực kỳ tinh thuần lực lượng vần quanh người. Nếu như để cho Diệp Thần thấy một màn này, định sẽ không so kinh ngạc. Già thiên ma đế ban đầu rời đi, cũng không phải là vì tu luyện, mà là đi tới ngày cũ minh. Người cái này cái thân thể chôn xuống ta hồn chồng, lần trước đánh một trận sau đó, đã thay đổi ngươi thân thể ngươi một ít bộ phận, ngươi cần lần nữa thích ứng, chuyển tu ta ngày cũ minh phương pháp, mới có thể để cho ngươi tạo nên một cụ vô địch ma khu. Ma tổ vô thiên trôi lơ lửng tại giữa không trung, đứng chắp tay, nhàn nhạt nói. Hắn ở già thiên ma đế cách trước khi đi, cũng đã xuyên thấu qua thiên cơ, phát hiện này vậy kết quả. Cho nên khi đó, hắn để cho ngày cũ minh người không cần lại truy đuổi, mặc cho bọn họ chạy đi, đúng như dự đoán, già thiên ma đế trở lại tại chỗ, tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn. Mà hắn cũng không so đo chuyện lúc trước, chỉ cần có thể đem cái này cái thân thể tự chữa tới trạng thái tột cùng, đó chính là hắn muốn nhất. Vì sao ta cũng không nhận thấy được có ma công dị động? Già thiên ma đế không khỏi mở miệng nói, lần trước đánh một trận sau đó, hắn móc giống tất cả khí lực, chỉ có thể trở lại ngày cũ minh, để cho ma tổ vô thiên ra tay. Mà hắn tu luyện chính là ngày cũ minh cửu u ma công, bằng vào hắc ám chỗ sâu ma đạo lực lượng, tới tự chữa thân xác, điền vào trong thân thể thiếu sót bộ phận kia quy luật. Nhưng hiện tại hồn loại chung quanh thần phách, nhưng không cách nào tu bổ, tựa như gặp phải loại nào đó lớn vết thương, vô ích một phiến. Liền làm cho cả thần hồn bên trong, cũng lộ vẻ được không lành lặn không đủ. Ma tổ vô thiên vung tay lên một cái, nhàn nhạt cửu u lực liền như khói sương như vậy nổi lên,
bọc ở Già Thiên Ma Đế thân thể chung quanh. Ta nơi gọi tới cửu u lực, đã vì ngươi bổ túc phần lớn thiếu sót thần phách, nhưng còn dư lại thần phách là dính đến căn nguyên hồn lực, tầm thường cửu u lực lượng không cách nào đền bù. Vậy cũng dùng phương pháp gì? Già Thiên Ma Đế muốn mau chút khôi phục thực lực, giúp Diệp Thần bận bịu. Ma Tổ Vô Thiên tự nhiên biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì, trầm ngâm chốc lát sau đó, ngước mắt lên mâu, tự tiếu phi tiếu nói, ta có một cái phương pháp, có thể hoàn thiện ngươi đạo phách thần hồn, thậm chí có thể để cho ngươi thực lực cao hơn một tầng lầu. Già Thiên Ma Đế không nói lời nào, mà là nhìn hắn, chờ đợi hắn mở miệng. Ở đó vô tận lôi vực trong đó, có một nơi lôi tu thánh địa, tên là trời lôi thần núi, ngươi có thể biết hiểu. Biết một ít. Ngày trước lôi thần núi trong đó thế lực cường đại nhất, tên là Thái Lôi Thần Tông, bọn họ nơi đó có một tòa tháp tên là Chấn Thần Tháp, ở đó dưới đáy tháp, chấn áp thần bia, mà vậy thần bia phía dưới chấn áp sinh linh, chính là ngươi cần. Ma Tổ Vô Thiên nói, chính là cửu u không địa phủ trong đó tà ác vật, bị thứ nhất đảm nhiệm Thái Lôi Thần Tông tông chủ nơi chấn áp, phong tồn tại để dưới, vậy lấy này thành tựu lực lượng nguồn một trong, phụng dưỡng lại trong tông môn người. Nếu như hắn muốn tự chữa trong cơ thể thần phách, vậy thì muốn tìm được cái này một chút cửu u ma lực, đem chiếm đoạt, mới có thể để cho trong cơ thể ma đạo quy tắc bổ sung nguyên vẹn. Ma Tổ Vô Thiên đưa cho Già Thiên Ma Đế quan sát một đoạn trí nhớ hình ảnh. Làm Già Thiên Ma Đế thấy Diệp Thần thân ở trong đó lúc đó, không khỏi thần sắc biến đổi. Đó là Diệp Thần ở tham gia tỷ thí hình ảnh, chỉ gặp một đường hát vang tiến mạnh, thành công phá vỡ Thái Lôi Thần Tông các hạng ghi chép. Luân hồi chi chủ đi đến trong đó, chính là vì lấy được nơi đó thần bia đi. Vừa vặn thứ ngươi muốn cũng ở đó, sao không đi giúp hắn giúp một tay. Ma Tổ Vô Thiên nhàn nhạt nói, hắn thần sắc sửng dưng, bao phủ ở nồng nặc trong bóng tối, vô biên vô tận, lặng yên không một tiếng động. Ma Tổ Vô Thiên tâm tư vô cùng là thâm trầm, thường người không cách nào suy đoán, liền Già Thiên Ma Đế tạm thời vậy không nghĩ ra, hắn vì sao phải giúp Diệp Thần. Lấy Ma Tổ Vô Thiên thực lực cùng địa vị, có thể cao cao tại thượng mắt nhìn xuống bọn họ. Nhưng chủ động nói ra bảo vật nơi ẩn thân địa điểm, trợ giúp Già Thiên Ma Đế khôi phục thực lực. Trong đó ý đồ, nhất định có sâu hơn mưu đồ. Già Thiên Ma Đế tạm thời cầm nặn không chừng. Ha ha, ta mang ngươi đi gặp một người đi, gặp được hắn, ngươi liền sẽ biết hết thảy. Ma Tổ Vô Thiên đem vung tay lên, nguyên mảnh tinh không cũng rút thành một đạo ác liệt ánh sáng. Tiếp theo đi tới ngày Cũ Minh Tổng Đàn. Ở Tổng Đàn sâu trong lòng đất, có một tên ông già thai nghén vu lôi đình bên trong, cả người già nua da thịt đang từng bước thay đổi. Già Thiên Ma Đế thấy hắn, có chút giật mình, bởi vì hắn phát hiện trên người lão giả này lôi đình lực vô cùng là đậm đà, vượt xa giống vậy lôi tu. Ma Tổ Vô Thiên bóng người, như cũ như ẩn như hiện. Hắn là Thái Lôi Thần Tông hiện đảm nhiệm tông chủ, không, chính xác mà nói đã là tiền nhậm. Bước vào lôi biển bên trong bị người hãm hại, thiếu chút nữa bỏ mạng, là ta đem hắn cứu, an trí nơi này khôi phục thực lực. Người đại khả cùng hắn trao đổi một phen, có thể biết được vậy một món cửu u ma lực lai lịch. Ma Tổ Vô Thiên nói xong, liền che giấu không gặp, không biết đi phương nào. Mà lúc này, tên kia ngồi xếp bằng vu lôi đình bên trong ông già, vậy dần dần hoàn thành lột xác. Hắn mở ra hai tròng mắt, ánh mắt trong đó sấm sét lóe lên. Hàm chứa cực kỳ tang thương phong cách cổ xưa ý. Bên trong cơ thể ngươi cổ đạo rất mạnh, chắc hẳn cùng Ma Tổ Vô Thiên có chút liên quan. Ông già vừa mở miệng liền chủ động nói. Già Thiên Ma Đế không có chối, mà là gật đầu một cái. Hắn bây giờ tu luyện, chính là ngày cũ thời đại truyền lại thừa xuống cổ pháp ma công, khởi nguyên từ thượng cổ, có 10 phần lịch sử lâu đời. Cái này một bản cổ pháp ma công, ở ngày cũ thời đại mà nói. Chính là xứng đáng không thẹn cao cấp bí pháp. Cho dù thả vào hiện tại, vậy là độc nhất vô nhị tồn tại. Ngươi lôi lực. Già Thiên Ma Đế xuyên thấu qua tầng kia tầng mãnh liệt sấm sét, gặp được ông già trong cơ thể bộ phận cảnh tượng. Ông già có lôi đình lực, mênh mông phi phàm, nhưng giống như là không đáy biển, không có dễ mộc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một khi thời gian lâu dài, liền sẽ đoạn tuyệt căn nguyên. Hoàn toàn tiêu tán. Mà ông già đây, cũng đúng loại chuyện này hết sức rõ ràng. Ta bị trong tông môn kẻ gian làm hại, xuyên qua vô tận lôi biển lúc đó, gặp phải ma lôi xâm nhập, đã là mệnh không lâu vậy, thật may vận dụng Ma Tổ Vô Thiên hắc ám bí pháp,
tài tạm thời đem thực lực sách tới đỉnh cấp. Lời kế tiếp, cho dù hắn không nói, Già Thiên Ma Đế vậy hiểu. Hết thảy tất cả cũng là vì báo thù mà thôi, dù là tan xương nát thịt, cũng ở đây không tiếc. Bị trong tông môn người phản bội, nếu như có thể khôi phục thực lực đi trước báo thù, kia cơ hội, hắn là nhất định sẽ không bỏ qua. Quá Lôi Thần Núi, chính là thời kỳ viễn cổ nơi lưu lại di vật, vậy có thể nói là hỗn độn chiến trường trong đó chia lìa mà đến. Có độc lập tràng vực, sau hình thành vô cùng vô tận sấm sét, trở thành rất nhiều lôi tu thánh địa tu luyện. Từ hắn kể lể trong đó, Già Thiên Ma Đế dần dần biết Chấn Thần Tháp cùng với thần bia lai lịch. So với thần bia tới, trong tông môn Chấn Thần Tháp, tồn tại năm tháng càng xa xưa. Ngươi nếu như muốn lấy được vậy thần bia dưới chân áp đồ, sợ rằng được trước đi một chuyến hỗn độn chiến trường. Ông già nói, vậy một đạo cửu U Ma Lôi, đản sanh vu rất xa địa phủ U Minh, cũng có thể nói đến từ lúc đó hỗn độn chiến trường, có cực kỳ cường đại ma uy. Ông già biết được Già Thiên Ma Đế ý đồ, vì vậy liền đi thẳng vào vấn đề, nói ra trước sách. Nếu như Già Thiên Ma Đế muốn lấy được cửu U Ma Lôi, vậy thì được đi trước hỗn độn chiến trường trong đó, tìm được vậy một tia khí tức giống nhau căn nguyên. Mới có thể bằng vào vật này, hấp thu cửu U Ma Lôi. Được, đã như vậy, vậy ta đi liền hỗn độn chiến trường đi lên một lần. Già Thiên Ma Đế vậy từng nghe nói qua hỗn độn chiến trường tồn tại. Vậy một nơi, bàn về hung hiểm cùng thần bí trình độ, không thua tại Thất Lạc Thời Không. Thậm chí từ nào đó một tầng diện mà nói, hỗn độn chiến trường là viễn cổ thần ma lưu lại hoang bỏ đi, trong đó ẩn chứa hung hiểm, càng ly kỳ. Ông già dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, dẫu sao là ma tổ vô thiên tự mình hạ lệnh, hắn lòng bàn tay trong đó, chậm rãi hiện ra một quả tang thương cổ ấn, màu đỏ nhạt đường vân giống như cánh hoa như vậy, khắc ở phía sau, bể râu lâu đời, tựa như lắng đọng liền vạn cổ năm tháng. Này là ta Thái Lôi Thần Tông thứ nhất đảm nhiệm tổ tiên lưu vật, năm đó hắn chính là bằng vào bảy cái cổ làm, thúc dục thần bia, phong ấn vậy đạo cửu U Ma Lôi. Một đạo hắc mang chậm rãi tách ra, đó là đi thông hỗn độn chiến trường hư không lối vào. Già Thiên Ma Đế cất bước mà vào, thân hình dần dần biến mất. Hắn nắm vậy cái cổ làm, đi hỗn độn chiến trường, tìm cửu U Ma Lôi hơi thở căn nguyên. Hỗn độn chiến trường ở vào hồng hoang thế giới cùng chư thiên thế giới điểm tụ, là chư thiên bỏ hoang chi địa, có thể nói đứng một mình tại chư thiên vạn giới ra. Nơi này từng có thượng cổ thần ma máu nhuộm thanh thiên, vẫn thạch văng tung tóe, tinh vực bể tan tành, vô số cổ di tích hóa là lịch sử bụi bẩm, niêm phong vào trong đó. Già Thiên Ma Đế chân đạp kim quang, trước mắt trải thành một cái trật tự xích thần, đại lộ quy tắc ngưng tụ mà thành trật tự chi đạo phá vỡ hư không, nối thẳng hỗn độn chiến trường. Trên người hắn khí thế dung vào thiên địa, bữa tiệc linh đình, thời không luân chuyển, hỗn độn chiến trường giới vách đá bị lực lượng vô hình xé ra mấy chục triệu trượng chỗ rách. Đó là thuộc về ma tổ không thiên lực lượng. Cửu U suối vàng, áp đảo thế gian. Ma Đế hạ xuống, vạn vật nhường đường. Hỗn độn chiến trường bên trong, vô số vẫn thạch tạo thành hư không nước lũ lại lần nữa sôi trào, chúng, cảm ứng được cường giả vô địch đến. Ông già theo sát tới, hắn dương động thủ bên trong sấm sét, thân như lưu quang, chư thiên vạn vật làm nhường đường. Thiên địa trật tự, đại lộ quy tắc đều có cảm ứng, tồn tại cái này hai đạo khí tức cường đại. Già Thiên Ma Đế chưa từng quay đầu dòm ra hư không, lại có thể biết được phía sau tình huống. Hỗn độn chiến trường cửa chậm rãi đóng cửa. Nơi này chính là hỗn độn chiến trường. Già Thiên Ma Đế ngắm nhìn bốn phía. Nơi này vũ trụ không gian vô cùng là mênh mông, người bình thường cùng căn bản không cách nào tiến vào, càng đừng sách thăm dò bí mật trong đó. Năm đó hỗn độn chiến trường, chính là trong chư thiên vạn giới nhất là lóng lánh tồn tại. Vô số thiên kiêu cũng dậy, quần hùng tranh bá, ở mảnh chiến trường này trong đó diễn lại bất hủ vũ trụ truyền thuyết. Đáng tiếc theo thời gian trôi qua, nơi này vậy giống như bụi bẩm qua lại, không thể truy tìm. Rất nhiều thần hoàng đại đế ở chỗ này quật khởi, xông xuống danh tiếng hiển hách, cuối cùng nhưng tiêu tán ở giữa thiên địa. Bọn họ thực lực mặc dù vô cùng là bất phàm, nhưng công danh từ đầu đến cuối lưu lạc thế tục tới giữa, chưa từng kiểm chứng thiên địa đại lộ, cuối cùng cũng chỉ có thể theo viễn cổ, thượng cổ, hồng hoang kỷ nguyên chết, mà đổi được giống vậy cực kỳ vô danh. Bất quá mọi việc cũng có ngoại lệ. Hồng hoang kỷ nguyên liền còn có vĩnh hằng bất hủ truyền thuyết, Hồng Quân lão tổ lại là khai thiên tích địa tới nay người thứ nhất Phật.
Hồng Quân lão tổ là thiên địa vũ trụ Hồng Hoang tổ, cũng gọi Nguyên Dương Thượng Đế, Bàn Cổ Thánh Hoàng. Ngoài ra hai cái tên chữ ngược lại là rất ít nói tới, đó là Hồng Quân lão tổ còn mở ích Hồng Hoang kỷ nguyên, lưu lại mãi mãi truyền trước khi nói sử dụng. Hắn và Hồng Hoang thế giới, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, từ Hồng Hoang hưng khởi đến nay hắn giành công quá mức vĩ, thậm chí được gọi là sau thời đại Hồng Hoang thần sáng thế cũng không quá đáng. Còn chân chính thần, cũng chỉ có cái này một cái thôi. Thiên địa thường xấu xa, mà lão tổ thân lịch kiếp không xấu xa, mỗi thiên địa sơ khai, lão tổ liền xuất thế độ người, đạo ý chiếu khắp mặt đất, dạy bàn về mãi mãi truyền lưu. Năm đó Hồng Hoang chúng sanh, có kỳ chủ, bốn đại thánh nhân, Hồng Hoang sáu thánh chư thánh đều là khai tông lập phái, một là phổ độ chúng sanh, hai là tranh quyền đoạt lợi. Có thể nếu bàn về địa vị cùng tín ngưỡng, Hồng Quân lão tổ gọi là hai, không người dám đoạt một. Bất quá những thứ này đều là nói sau. Ông già thân là Thái Lôi Điện chủ, thực lực tự nhiên không kém, hắn có thể nhìn thấu vậy sấm sét sau lưng vô căn cứ. Hỗn độn chiến trường chỗ sâu, chúng ta không cách nào tiến vào, nhưng là cái này có thể ở vòng ngoài dò xét. Ta ngươi hai người cùng, nhưng ở ngoài vây khu vực bảo vệ tánh mạng. Thái Lôi Điện chủ nói. Tiếp theo, Già Thiên Ma Đế cùng hắn liên thủ đạp phá hư không, tiến vào hỗn độn chiến trường. Thái Lôi Điện chủ vận dụng sấm sét bổn nguyên lực lượng, thả ra khổng lồ tinh trận, phong tỏa tinh không bốn hảo phóng vị, trong mơ hồ ngầm chứa Hồng Hoang vô căn cứ đại trận thế đi. Hắn cũng từng tiến vào qua nơi này, tìm cơ duyên, nhưng cuối cùng đều là không công mà về. Hỗn độn chiến trường, là ba thời cổ kỳ sáng chói nhất một phiến tinh vực, căn cứ tổ tiên ghi lại, lúc ấy có thể thống lĩnh hỗn độn chiến trường người, liền có thể thống ngự toàn bộ chư thiên vạn giới, thực lực mạnh, có thể làm chúng sanh run rẩy. Chỉ tiếc theo thời đại Hồng Hoang quật khởi, Hồng Quân lão tổ nghịch thiên mà đi, phá vỡ cõi đời này hết thảy đạo pháp quy tắc, Hồng Quân lão tổ bên người còn quật khởi vô số cường giả, người người đều là thông thiên triệt địa vậy tồn tại. Thái Lôi Điện chủ nhớ lại trong tông môn cổ xưa sử liêu, không khỏi chậm rãi nói. Hồng Hoang độc đoán vạn cổ, vô số thánh nhân tranh phong, đào tạo vô địch thịnh thế, Hồng Quân lão tổ là Hồng Hoang chủ, chưa từng có ai, sau không người tới. Mà đương thời võ tổ, ở một con đường khác trên đi ra không giống vật thường thành tựu. Ước chừng hơi bại bởi Hồng Quân lão tổ mà thôi. Đối với vậy đoạn huy hoàng thêm sáng chói lịch sử, Già Thiên Ma Đế vậy mười phần hướng tới cùng với sùng bái. Hồng Quân lão tổ uy chấn vạn giới, thì có ai dám vũ nghịch hắn uy tín. Sau đó, hai người liền bước vào cái này mảnh hỗn độn chiến trường loạn như bên trong. Hai người dọc theo đường đi phá vỡ mấy chục viên vẫn thạch khổng lồ, vậy hao phí không nhỏ khí lực. Hỗn độn chiến trường thần ma cuộc chiến, đánh được trời long đất lở, tinh không xuyên qua, dĩ nhiên là để lại không nhỏ không lành lặn vật. Mà ở hư vọng hỗn độn bên trong, bọn họ chính là gặp được to lớn hư ảnh. To lớn kia hư ảnh, chính là một vị thời kỳ thượng cổ thần ma nơi lưu lại. Thượng cổ thần ma sau lưng dị tượng hiện lên, đồ đằng tứ tán, hư không chỗ sâu thao thiết cự thú đưa ra dài đến mấy vạn trượng thân thể, chiếm cứ ở sau đó phương, còn người trương như sao vực, uy nghiêm khiếp người. Già Thiên Ma Đế cùng Thái Lôi Điện chủ, bước chân vào một phiến màu đen vực sâu. Nơi đó bao phủ một viên cực kỳ to lớn cổ xưa tinh cầu, bồng bềnh ở vĩnh hằng trong hư không. Trừ trước mắt vậy tôn dị tượng liền liền, kiêu căng ngập trời cổ xưa thần ma ra. Còn có mấy tôn hồng hoang dị tượng, cũng ở đây cái khác phương vị ngồi xuống, phân biệt triệu hoán ra cường đại hồng hoang cổ thú, dính hỗn độn chiến trường khí tức hung ác. Thần ma liên thủ, cự thú uy chấn bát phương. Hỗn độn chiến trường, bị một phiến lại một mảnh tinh vực bao vây, mỗi một viên bể tan tành vẫn thạch cũng có thể so với đơn độc tinh cầu, ở vũ trụ biên hoang chi địa lưu lạc, tràn đầy không mục đích lơ lửng. Cái này phiến cực kỳ hiểm ác chiến trường. Thiên Quân lão tổ cường giả cũng không dám một mình tới, vạn nhất gặp tinh không nước lũ, chui thiên xuống đất thần thuật cũng không có tác dụng. Phía trước là hỗn độn cấm địa, người ngoài cấm chỉ tiến vào, xin mau sớm trở lại, nếu không giết chết không bị tội. Ở đó cấm chế cửa, có một tôn thần ma bóng người nổi lên. Hắn lòng bàn tay bất ngờ hiện ra một tôn toàn thân trắng như tuyết tháp nhỏ, tòa kia tháp trên dưới lơ lửng, trong mơ hồ có thể gặp long khí quấn quanh, khóa sắt phân bố. Chỉ cần hắn câu thông vũ trụ lực, là có thể đem hỗn độn chiến trường một nửa tinh thần mảnh vỡ tất cả đều hấp thu tới đây, tạo thành thiên đạo nổ ầm.
Cho dù đối phương là thân đánh trăm trận cường giả, hiện tại thân ở hỗn độn chiến trường trong đó, cũng không cách nào né tránh. Bất quá ở đó sâu hơn tầng thứ địa phương, hắc mang sấm sét ngang trời tới. Già Thiên Ma Đế rõ vẻ mặt không buồn không vui, hắn bên người từ đầu đến cuối vây quanh một tầng như có như không sương mù, đó là trời xanh đế hoàng tượng trưng. Tu luyện ngày cũng minh nơi truyền xuống cổ pháp sau đó, hắc ám lực lưu vu biểu diện, đem ẩn nhập trong đó. Lại vũ trụ ánh sáng rực rỡ giống vậy minh mông bao la, hơn 10.000 cây cuồn cuộn xiềng xích không ngừng, giống như ngày tận thế đổ lục. To gan, nơi này là vùng cấm kỵ, ngươi nếu như muốn tiếp tục bước vào nơi này, bổn thần vậy không ngại để cho cái gọi là các ngươi biến thành cái này đầy trời trong phế tích trong đó một phần chia. Vậy đạo hư ảnh nói giống như đại lộ phản âm, chấn niếc phát hội, vô số sáng mở phóng lên cao, phảng phất là ở kiểm chứng hắn nói không ngoa. Thái Lôi Điện chủ mặt liền biến sắc. Đã như vậy, vậy thì thảo nào bổn tôn. Khổng lồ hư ảnh buông lòng tay, mặc cho tòa kia tháp nhỏ trôi lơ lửng. Hắn là thời đại thượng của một cái thần ma nơi lưu lại tàn niệm, phụ trách bảo vệ cái này mảnh đất giới. Nhưng là tiến vào nơi này sau đó, Già Thiên Ma Đế lĩnh ngộ ma đạo, có tiến một bước đột phá. Hỗn độn chiến trường khu vực trung tâm, thành vạn hơn trăm triệu khô lâu từ tinh không vẫn thạch khối vụn trong đó tuôn ra tới. Dữ tợn hung ác, khắp nơi đều là vô cực chi đạo, do tướng mà sống, vô tướng chi đạo, có ma diễn hóa. Già Thiên Ma Đế bỗng nhiên mở ra con ngươi, như có vực sâu cự thú lặng lẽ hạ xuống. Hắn dùng là cửu u ma đạo. Cái gì? Vậy một phần tàn ảnh, tay cầm thông thiên tháp lớn, nhưng không cách nào tới gần Già Thiên Ma Đế bên người chút nào. Hắn chỉ là một đạo tàn hồn thôi, không nghĩ ra đây rốt cuộc là tại sao. Mà ở đó hỗn độn chiến trường chỗ sâu, chính là có một đạo ánh sáng rực rỡ, tràn ngập ra, chiếu sáng chung quanh đây tinh vực. Thái Lôi Điện chủ mắt gặp một màn này, nhất thời rất khiếp sợ. Hắn lấy là phải trải qua trùng trùng trạm kiểm soát, mới có thể tìm được vậy một phần cửu u bổn nguyên lực lượng. Nhưng không nghĩ tới Già Thiên Ma Đế thiên phú như vậy đáng sợ, lại có thể cùng hỗn độn chiến trường thiên đạo câu thông. Hơn nữa điều ra tinh không chỗ sâu ẩn núp lực lượng. Già Thiên Ma Đế tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới, đó là một phiến cửu u suối vàng, hắn thân ở trong đó, dẫm ở trên cầu Nại Hà. Sau đó bay lên không, nhìn xuống cửu u mặt đất, lấy u minh địa phủ là trung tâm, hướng bốn phía lan truyền. Minh mông bao la cửu u cương vực, quang quái lục ly, quỷ quyệt kỳ dị, làm người ta không chớp mắt, sinh lòng rung động. Mà chính là ở nơi này thời gian điểm, hỗn độn chiến trường bên trong. Vậy phiến ánh sáng rực rỡ hoàn toàn nổi lên, chìm ngập thiên địa, mất đi hư không. Già Thiên Ma Đế sắp thu phục vậy đạo cửu u ma lôi bổn nguyên lực lượng, hơn nữa hóa cho mình dùng. Mà nhưng vào lúc này, đắm chìm trong khiếp sợ trong đó cũng không tỉnh hồn lại Thái Lôi Điện chủ, bỗng nhiên lúc này có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về vũ trụ chỗ sâu. Hắn cùng cửu lôi thần tháp tới giữa, có loại nào đó vô hình liên lạc, vì vậy có thể nhận ra được phối hợp cửu lôi thần tháp sinh ra dị biến. Đây là có người đang tính toán đánh vào tầng thứ 9. Này loại phát hiện để cho hắn vô cùng kinh ngạc. Lại có người chạm tới tầng kia giới vách đá. Hắn nhất thời lớn bị chấn động, phải biết cửu lôi thần tháp, tầm thường người căn bản không cách nào tiến vào. Từ xưa đến nay, ở Quá Lôi Thần Tông nơi tồn tại rất lâu trong năm tháng còn không có. Xuất hiện qua leo tầng thứ 9 yêu nghiệt nhân vật. Chẳng lẽ nói Quá Lôi Thần Tông nhất định phải quật khởi sao? Nhất niệm đến đây. Thái Lôi Điện chủ ánh mắt đổi được bộc phát sáng rực. Cùng lúc đó, rất xa hư không chi địa, thân ở cửu lôi thần tháp trong đó Diệp Thần, vậy tiến vào sau cùng đột phá giai đoạn. Hỗn độn thần lôi, hóa thành khôi giáp chiến y, che ở toàn thân hắn chỗ hiểm, hơn nữa ngưng tụ ra khí thế, lộ vẻ hóa thành vô cùng uy vũ khí tượng. Như vậy kỳ dị cảnh, cùng vậy ngập trời sấm sét hòa làm một thể, nhưng lại không hiện được là như thế nào đột ngột. Diệp Thần tiến vào một mảnh trắng xóa thế giới, hẳn ở vào tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 tới giữa, có chút tương tự với phong ấn. Hắn ngẩng đầu mong hướng bốn phía, do dự một chút, rồi sau đó đi về phía mảnh thế giới này chỗ sâu. Làm hắn bước động bước chân lúc đó, chung quanh cảnh tượng, nhanh chóng biến hóa. Sơn xuyên con sông thay nhau xuất hiện, kỳ dị cảnh tượng tiếp liền không ngừng, để cho người không chớp mắt. Giữa lúc hắn thân ở mờ mịt lúc đó. Tầng mây kia chỗ sâu nứt ra một đạo hùng vĩ khe hở.
Ngay sau đó, chính là vô tận khí tức âm lãnh cuồn cuộn tới. Màu ánh sáng màu đỏ xông ra, mang theo vô tận luồng khí lạnh. Pháp tắc trong thiên địa năng lượng, tựa hồ cũng bị xuyên thấu, dập dờn không ngừng, mất đi thành trần. Mà ở nơi này phương trào lưu phía trước, vô số bóng người bay lên, tựa hồ cùng vậy sấm sét hòa làm một thể. Sấm sét như ẩn như hiện, màu máu cuồn cuộn thành biển, mà những cái kia hư ảnh căn bản cũng không phải là loài người. Mà là từng cái đứng sừng sững tại biển máu trong đó người máu. Vô số tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, vang tận mây xanh, tựa hồ muốn mang tới ngày tận thế càn khôn. Đỏ tươi lan tràn, sinh linh đổ thán, lúc này Diệp Thần tựa hồ mới ý thức tới liền chuyện nghiêm trọng. Hắn xuyên thấu qua cái này như sóng biển vậy phiên trào máu chiều, gặp được màu máu chỗ sâu một màn kia cấm kỵ bóng người. Như ẩn như hiện, hư ảo mê ly, nhưng tựa như lại chân thực tồn tại, hơn nữa tản ra một cổ vô cùng là khủng bố kinh người hơi thở. Đó là vật gì? Diệp Thần nghi hoặc không thôi. Kế tiếp, càng làm cho người ta khiếp sợ chuyện xảy ra. Ở đó biển máu chỗ sâu, không chỉ một đạo thân ảnh nổi lên, mà là có mấy tia máu sắc bóng người. Bọn họ tựa hồ là cái này tầng thứ 9 thủ hộ giả. Không đúng, không là người thủ hộ. Diệp Thần ánh mắt lần nữa nhìn lại lúc đó, xuyên thấu vô tận vô căn cứ. Hắn ánh mắt đổi được cực kỳ ngưng trọng, trên trán cũng đã toát mồ hôi lạnh. Những thứ máu này biển, tuyệt không chỉ là đơn giản lôi đình lực, mà là đáng sợ hơn tồn tại. Huyết quang mãnh liệt, sình sệt đến trình độ cao nhất, liền biến thành từng đạo ma thần bóng người, qua lại gầm thét, khủng bố kinh người. Vậy đối với con ngươi, giống như đỏ thắm nham thạch nóng chảy làm bằng thành, vắt ngang ở trong hư không, làm sao xem làm sao đáng sợ. Con ngươi nơi tản ra huyết quang, tựa như ngưng kết ở Diệp Thần trước mặt. Cửu lôi thần tháp là thần thánh vật mới đúng, vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Diệp Thần nhíu mày, không ngừng suy tư, hắn muốn biết, cái này tầng thứ 9 tới giữa rốt cuộc có vật gì? Một khắc sau, hắn hình ảnh trước mắt biến đổi không ngừng, hiện ra một cái tàn phá thế giới. Ở trong đó biển máu, liền không giống như là một tòa bị đóng lại núi lửa, lại giống như kình thiên cự trụ, khắp nơi nhộn nhạo hư không lực. Mà lúc này, vậy tường đồng vách sắt tựa hồ xuất hiện nhỏ xíu kẽ hở, thì có biển máu theo chui ra đi, đưa tới như sấm chấn động. Hai người tới giữa, sinh ra kịch liệt đối kháng. Đó là, thần ma. Diệp Thần ánh mắt nhất thời rét một cái. Hắn tựa hồ thấy được loại nào đó không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Không có từ trước đến nay, liền nghĩ đến quá lôi thần tông trong đó chấn thần tháp. Ở đó chấn thần tháp dưới có vô số yêu quái, bị trói buộc tống giam. Chẳng lẽ nói cái này cửu lôi thần tháp tầng thứ 9, đi thông chấn thần tháp sao? Trước kia không người leo lên qua tầng 9, cho nên vậy cho tới bây giờ không có ai nói cho hắn, tầng thứ 9 rốt cuộc là vì sao hình dáng. Xem ra chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Diệp Thần nhìn vậy mảnh trắng xóa thế giới, ngay chớp mắt liền bị hắc chiều nuốt mất, còn sót lại trước quỷ dị cảnh tượng. Còn hắn thì đi tới cái này phiến địa giới chỗ sâu nhất. Nhất thời, vô số huyết ma rối rít bay tới, chiếm cứ ở bốn phía, giống như một tôn tôn viễn cổ cự ma, theo dõi Diệp Thần. Những cái kia yêu ma như núi bất động, hiển nhiên, bọn họ tự thân có loại nào đó linh trí. Diệp Thần lúc này giống như sóng gió kinh hoàng trước mặt một lá phiên thuyền, đối mặt đếm lấy ức kế yêu ma. Những cái kia yêu ma lấy mắt nhìn xuống tư thái, nhìn Diệp Thần. Máu đỏ con ngươi, tản mát ra u ám huyết quang. Ở chúng trong mắt, Diệp Thần tựa như trở thành một đầu tùy thời có thể đợi làm thịt con mồi. Đối mặt cái loại này ngắm nhìn, Diệp Thần lộ vẻ rất không thoải mái. Oanh! Hắn trong ý nghĩ, có một đạo lôi quang, thình thịch nổ tung. Mà vậy lôi quang mang theo một chút ý chí. Một đầu cực kỳ yêu ma cường đại, mệnh lệnh Diệp Thần đem chúng thả ra ngoài. Mây sấm chỗ sâu, máu chiều đáy biển, chậm rãi xuất hiện một cánh cửa hộ. Chỉ cần kéo ra cánh cửa kia, là được mở chấn thần tháp ở giữa khác một cái đường ra. Nhưng Diệp Thần cảm nhận được liền vậy đạo ý chí sau đó, nhưng là cả người chấn động một cái. Chợt, hắn ánh mắt dần dần hiện lên lạnh. Bởi vì vậy đạo ý chí chủ nhân, để cho hắn cúi đầu xưng thần. Ngoài ra hai cái tên chữ ngược lại là rất ít nói tới, đó là Hồng Quân lão tổ còn mở ích Hồng Hoang kỷ nguyên, lưu lại mãi mãi truyền trước khi nói sử dụng. Hắn và Hồng Hoang thế giới, nhất vinh câu vinh,
nhất tổn câu tổn, từ Hồng Hoang hưng khởi đến nay hắn giành công quá mức phí, thậm chí được gọi là sau thời đại Hồng Hoang thần sáng thế cũng không quá đáng. Còn chân chính thần, cũng chỉ có cái này một cái thôi. Thiên địa thường xấu xa, mà lão tổ thân lịch kiếp không xấu xa, mỗi thiên địa sơ khai, lão tổ liền xuất thế độ người, đạo ý chiếu khắp mặt đất, dạy bàn về mãi mãi truyền lưu. Năm đó Hồng Hoang chúng sanh, có kỳ chủ, bốn đại thánh nhân, Hồng Hoang sáu thánh chư thánh đều là khai tông lập phái, một là phổ độ chúng sanh, hai là tranh quyền đoạt lợi. Có thể nếu bàn về địa vị cùng tín ngưỡng, Hồng Quân lão tổ gọi là hai, không người dám đoạt một. Bất quá những thứ này đều là nói sau. Ông già thân là Thái Lôi Điện chủ, thực lực tự nhiên không kém, hắn có thể nhìn thấu vậy sấm sét sau lưng vô căn cứ. Hỗn độn chiến trường chỗ sâu, chúng ta không cách nào tiến vào, nhưng là cái này có thể ở vòng ngoài dò xét. Ta ngươi hai người cùng, nhưng ở ngoài vây khu vực bảo vệ tánh mạng. Thái Lôi Điện chủ nói. Tiếp theo, Già Thiên Ma Đế cùng hắn liên thủ đạp phá hư không, tiến vào hỗn độn chiến trường. Thái Lôi Điện chủ vận dụng sấm sét bổn nguyên lực lượng, thả ra khổng lồ tinh trận, phong tỏa tinh không bốn hào phóng vị, trong mơ hồ ngầm chứa Hồng Hoang vô căn cứ đại trận thế đi. Hắn cũng từng tiến vào qua nơi này, tìm cơ duyên, nhưng cuối cùng đều là không công mà về. Hỗn độn chiến trường, là ba thời cổ kỳ sáng chói nhất một phiến tinh vực, căn cứ tổ tiên ghi lại, lúc ấy có thể thống lĩnh hỗn độn chiến trường người, liền có thể thống ngự toàn bộ chư thiên vạn giới, thực lực mạnh, có thể làm chúng sanh run rẩy. Chỉ tiếc theo thời đại Hồng Hoang quật khởi, Hồng Quân lão tổ nghịch thiên mà đi, phá vỡ cõi đời này hết thảy đạo pháp quy tắc, Hồng Quân lão tổ bên người còn quật khởi vô số cường giả, người người đều là thông thiên triệt địa vậy tồn tại. Thái Lôi Điện chủ nhớ lại trong tông môn cổ xưa sử liêu, không khỏi chậm rãi nói. Hồng Hoang độc đoán vạn cổ, vô số thánh nhân tranh phong, đào tạo vô địch thịnh thế, Hồng Quân lão tổ là Hồng Hoang chủ, chưa từng có ai, sau không người tới. Mà đương thời võ tổ, ở một con đường khác trên đi ra không giống vật thường thành tựu. Ước chừng hơi bại bởi Hồng Quân lão tổ mà thôi. Đối với vậy đoạn huy hoàng thêm sáng chói lịch sử, Già Thiên Ma Đế vậy mười phần hướng tới cùng với sùng bái. Hồng Quân lão tổ uy chấn vạn giới, thì có ai dám vũ nghịch hắn uy tín. Sau đó, hai người liền bước vào cái này mảnh hỗn độn chiến trường loạn như bên trong. Hai người dọc theo đường đi phá vỡ mấy chục viên vẫn thạch khổng lồ, vậy hao phí không nhỏ khí lực. Hỗn độn chiến trường thần ma cuộc chiến, đánh được trời long đất lở, tinh không xuyên qua, dĩ nhiên là để lại không nhỏ không lành lặn vật. Mà ở hư vọng hỗn độn bên trong, bọn họ chính là gặp được to lớn hư ảnh. To lớn kia hư ảnh, chính là một vị thời kỳ thượng cổ thần ma nơi lưu lại. Thượng cổ thần ma sau lưng dị tượng hiện lên, đồ đằng tứ tán, hư không chỗ sâu thao thiết cự thú đưa ra dài đến mấy vạn trượng thân thể, chiếm cứ ở sau đó phương, còn người trương như sao vực, uy nghiêm khiếp người. Già Thiên Ma Đế cùng Thái Lôi Điện chủ, bước chân vào một phiến màu đen vực sâu. Nơi đó bao phủ một viên cực kỳ to lớn cổ xưa tinh cầu, bồng bềnh ở vĩnh hằng trong hư không. Trừ trước mắt vậy tôn dị tượng liền liền, kiêu căng ngập trời cổ xưa thần ma ra. Còn có mấy tôn hồng hoang dị tượng, cũng ở đây cái khác phương vị ngồi xuống, phân biệt triệu hoán ra cường đại hồng hoang cổ thú, dính hỗn độn chiến trường khí tức hung ác. Thần ma liên thủ, cự thú uy chấn bát phương. Hỗn độn chiến trường, bị một phiến lại một mảnh tinh vực bao vây, mỗi một viên bể tan tành vẫn thạch cũng có thể so với đơn độc tinh cầu, ở vũ trụ biên hoang chi địa lưu lạc, tràn đầy không mục đích lơ lửng. Cái này phiến cực kỳ hiểm ác chiến trường. Thiên Quân lão tổ cường giả cũng không dám một mình tới, vạn nhất gặp tinh không nước lũ, chui thiên xuống đất thần thuật cũng không có tác dụng. Phía trước là hỗn độn cấm địa, người ngoài cấm chỉ tiến vào, xin mau sớm trở lại, nếu không giết chết không bị tội. Ở đó cấm chế cửa, có một tôn thần ma bóng người nổi lên. Hắn lòng bàn tay bất ngờ hiện ra một tôn toàn thân trắng như tuyết tháp nhỏ, tòa kia tháp trên dưới lơ lửng, trong mơ hồ có thể gặp long khí quấn quanh, khóa sắt phân bố. Chỉ cần hắn câu thông vũ trụ lực, là có thể đem hỗn độn chiến trường một nửa tinh thần mảnh vỡ tất cả đều hấp thu tới đây, tạo thành thiên đạo nổ âm. Cho dù đối phương là ôm không luật pháp, hiện tại thân ở hỗn độn chiến trường trong đó, cũng không cách nào né tránh. Bất quá ở đó sâu hơn tầng thứ địa phương, hắc mang sấm sét ngang trời tới. Già Thiên Ma Đế rõ vẻ mặt không buồn không vui,
hắn bên người từ đầu đến cuối vây quanh một tầng như có như không sương mù, đó là trời xanh đế hoàng tượng trưng. Tu luyện ngày của Minh nơi truyền xuống cổ pháp sau đó, hắc ám lực lưu vu biểu diện, đem ẩn nhập trong đó. Lại vũ trụ ánh sáng rực rỡ giống vậy mênh mông bao la, hơn 10.000 cây cuồn cuộn xiềng xích không ngừng, giống như ngày tận thế đổ lục. To gan, nơi này là vùng cấm kỵ, ngươi nếu như muốn để cho tiếp tục bước vào nơi này, bổn thần vậy không ngại để cho cái gọi là các ngươi biến thành cái này đầy trời trong phế tích trong đó một phần chia. Vậy đạo hư ảnh nói giống như đại lộ phản âm, chấn niếc phát hội, vô số sáng mở phóng lên cao, phảng phất là ở kiểm chứng hắn nói không ngoa. Thái Lôi Điện chủ mặt liền biến sắc. Đã như vậy, vậy thì thảo nào bổn tôn. Khổng lồ buông lỏng tay, mặc cho tòa kia tháp nhỏ trôi lơ lửng. Hắn là thời đại thượng cổ một cái thần ma nơi lưu lại tàn niệm, phụ trách bảo vệ cái này mảnh đất giới. Nhưng là tiến vào nơi này sau đó, già thiên ma đế lĩnh ngộ ma đạo, có tiến một bước đột phá. Hỗn độn chiến trường khu vực trung tâm, thành vạn hơn trăm triệu khô lâu từ tinh không vẫn thạch khối vụn trong đó tuôn ra tới, dữ tợn hung ác, khắp nơi đều là. Ở Toan Nghệ Yêu Thánh đến lúc đó, cái khác hồng hoang sáu thánh cảm giác được Toan Nghệ Yêu Thánh sa sút. Đường đường Toan Nghệ Yêu Thánh, lại có thể ở một cái thằng nhóc con trong tay ăn tất. Thao Thiết Yêu Thánh hớn hở ra mặt, bất quá còn được bưng, lộ ra chút thương tiếc. Thật sự là đáng tiếc, nguyên bản chỉ thiếu chút xíu nữa, ngươi là có thể đạt được thắng lợi. Thao Thiết Yêu Thánh nói lời này lúc đó, cười khổ không thôi. Thao Thiết Thánh Thú, vốn là lấy khô lâu hình thức mà tồn tại ở đây, hôm nay bị khóa ở chấn thần tháp bên trong, càng thì không cách nào ngụy trang bản thể. Toan Nghệ Yêu Thánh lười được cùng nó tranh cãi, trực tiếp nói, vậy tiểu tử có lôi lực vô cùng là không đơn giản. Ai có bản lãnh, ai đi liền sẽ gặp hắn, ta đây muốn xem ai có thể bắt hắn lại. Đã như vậy thì đi xem một chút đi. Hồng Hoang bảy thánh trong đó, thực lực cường đại nhất đương kim tại Kỳ Lân Yêu Thánh. Hắn vậy phát giác bên ngoài vậy tơ lôi lực không giống tầm thường, vì vậy lập tức đứng dậy, đi tới chấn thần tháp cùng cửu lôi thần tháp tiếp giáp địa phương. Toàn bộ chấn thần tháp nội bộ đều sôi trào. Mấy lớn thú vương, đích thân tới nơi này, xuyên thấu qua hư không khe hở, vậy từng cái thú vương sừng sững ở hồng hoang lãnh vực các nơi, chống lên đại lộ, khiếp sợ hồng hoang, uy chấn tứ hải. Bất quá cùng hồng hoang bảy thánh rằng con người, nhưng không sợ chút nào. Luân hồi cuối. Thiên đạo quy tắc như sấm xen lẫn, chạy hiện ra, cuốn lên tinh không vũ trụ mảnh vỡ, thần luyện gió bão không mời mà tới. Ra sân có lớn mạnh như vậy khí thế, cái này thế gian chỉ có một người. Luân hồi chi chủ, hồng hoang bảy thánh thủ thánh, Kỳ Lân Yêu Thánh, đản sanh vô thiên đạo cùng địa lòng giao hội chỗ, có thể xưng là dị bẩm thiên phú, vạn cổ không một. Nó thực lực cùng bẩm sinh tới, kiến thức vậy không gì sánh kịp. Mà lúc này, nó gặp được màu máu đỏ ngút trời lực lượng, đầu cao ngạo chậm rãi cúi xuống, vậy trương to lớn thú mâu nhìn chằm chằm Diệp Thần, động một cái cũng không động. Kỳ Lân Yêu Thánh nhìn chằm chằm Diệp Thần nhìn mấy giây sau, bỗng nhiên lúc này, vậy từ trước đến giờ không buồn không vui rừng rưng gương mặt, xuất hiện một màn khiếp sợ. Đó là, luân hồi lực lượng, lại còn có thiên yêu và huyền yêu hơi thở. Điều này sao có thể? Kỳ Lân Yêu Thánh khiếp sợ hơn, liền lần nữa xác nhận. Cái khác mấy tên yêu thánh đều có chút kinh ngạc, bọn họ biết luân hồi chi chủ là ai, nhưng Kỳ Lân Yêu Thánh nhưng vì sao lại lộ ra như vậy thần tình kinh ngạc. Thiên yêu, huyền yêu, đây không phải là tồn tại trong truyền thuyết. Xuyên thấu qua hư không, Diệp Thần cùng Kỳ Lân Yêu Thánh, cũng gặp được đối phương. Cho dù yêu thánh uy áp xuyên thấu qua tầng tầng hư không, xuyên thấu tới, cũng không cách nào để cho Diệp Thần sống lưng có phân nửa cong. Luân hồi chi chủ chính là thuận theo lịch sử sông dài mà ra đời vô địch tồn tại, căn bản cũng không sẽ thần phục ở người bất kỳ dưới chân. Mấu chốt cái này luân hồi hai chữ vẫn cùng mấy vị kia yêu tộc cực kỳ kinh người tồn tại dính liền nhân quả. Kỳ Lân Yêu Thánh tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Nó đôi mắt, tràn ngập đủ mọi màu sắc thành tựu xuất sắc, rất nhanh liền hóa là trong suốt một suối, thời gian đảo mắt ngưng tụ thành đủ mọi màu sắc sấm sét, ngồi một tòa cầu dài, xuyên qua tầng tầng hư không. Phảng phất từ mãi mãi tới. Mà ở chỗ này trong quá trình, vô địch uy lực ngay tức thì bùng nổ. Kỳ Lân Yêu Thánh, đại biểu Cát Tường cùng Thủy Triệu, biến thành yêu khí, vậy đều là phúc trạch tràn ngập. Ngươi nếu thật là lão tổ nói thiên tuyển chi tử, vậy thì tiếp được đạo này sấm sét.
Kỳ Lân yêu thánh mặt không đổi sắc, đồng thời ở trong lòng mặc niệm. Hồng Hoang bảy thánh từ trên căn bản mà nói, cũng là Hồng Quân lão tổ dưới quyền chiến tướng. Năm đó Hồng Quân lão tổ từng giao cho Kỳ Lân yêu thánh một cái nhiệm vụ, đó chính là tìm tương lai thiên chi kiêu tử. Cũng bị gọi là thời đại thiên tuyển người. Như nếu tìm được liền người này, Hồng Hoang bảy thánh đều phải thần phục với hắn, là hắn làm việc.